Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 121. Âm thanh va chạm trầm thấp, thân thể Phương Chí Thành lảo đảo lui ra phía sau, bị Hồ Sơn đánh một quyền. Tới đây, Hồ Sơn cũng không có nhiều để ý tới Phương Chí Thành, sau khi đẩy lùi Phương Chí Thành, thân ảnh của hắn lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, cho dù là Đỗ Lộc, Hồ Sơn, Phương Chí Thành hay là ma linh yêu nữ, hắn không thể chống lại ai cả. Cầu bại huynh đệ, chống đỡ một chút là được rồi, cường giả trong tộc ta sẽ tới ngay. Kim Viên truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Ngao! Kim Viên gào thét, thân thể hóa thành khổng lồ, thân thể to lớn lập tức nghiền nát ngọn núi bên dưới. Ầm ầm! Khi Kim Viên biến thành bản thể, cả ngọn núi không cách nào thừa nhận lực lượng to lớn như vậy, nó không ngừng nứt vỡ, lại giúp Lục Lâm Thiên thoát ly công kích của Hồ Sơn. Tất cả mọi người đang giao thủ trên ngọn núi không thể không bay lên trời. Hoàng Kim Long Viên, cút ngay cho ta! Ánh mắt Hồ Sơn trầm xuống, nhìn thấy có Kim Viên ngăn cản mình, ánh mắt đầy tức giận, phất tay đánh ra một quyền vào Kim Viên, Hoàng Kim Long Viên tu vị ngộ chân cảnh sơ giai không phải đối thủ của hắn. Dám động tới con của ta, người còn chưa đủ tư cách. Một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến, không gian xuất hiện một khe hở, một thân ảnh khôi ngô xuyên qua không gian xuất hiện tại đây, cánh tay chấn động, hắn đánh ra một quyền thật mạnh thẳng vào người Hồ Sơn. Bành! Va chạm thật mạnh. Giữa không trung có tiếng nổ như sấm sét vang vọng các nơi, minh, hai quyền va chạm với nhau, không gian quanh người Hồ Sơn trong nháy mắt nổ tung, va chạm mạnh như thế thân thể to lớn của Hồ Sơn lùi lại, không gian chung quanh ran nứt, không ngừng lan tỏa ra xa. Thật mạnh! Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, ánh mắt rung động, người tới thực lực rất mạnh, có thể một quyền trực tiếp đánh bay Hồ Sơn, tuyệt đối không phải người đơn giản. Trong ánh mắt, Lục Lâm Thiên nhìn thân ảnh đang lao tới. Bộ dáng chừng 50 tuổi, mặc trường bào màu vàng, thân hình khôi ngô còn cao hơn cả Kim Viên hình người, khí thế bất phàm, mang theo khí chất vương giả. Phụ thân, nhìn thấy người tới, thân thể khổng lồ của Kim Viên cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi nhúc nhích, hắn biết được thân phận người tới. Siêu siêu, cùng một thời gian, giữa không trung có từng thân ảnh lao xuống, thu liễm hào quang và đứng giữa không trung. Khí tức cường hãn làm không gian run lên. Trong giây lát ngắn ngủi, trên không trung xuất hiện không dưới 20 thân ảnh, từ khí tức đều có tu vi ngoài phá giới cảnh, người đi đầu có vóc dáng không khác bao nhiêu so với Hồ Sơn, sau lưng còn có 4 lão nhân, đều có khí tức ngộ chân cảnh. Nhiều cường giả thú tộc như vậy, thế lực trong vạn cổ thế giới không thể khinh thường. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, cả vạn cổ thế này người có vài chục người tu vị phá giới cảnh. Còn có cấp độ ngộ chân cảnh và thông thiên cảnh, mạnh hơn đại lục linh vũ rất nhiều. Nhiều cường giả thú tộc xuất hiện, Đỗ Lộc cùng ma linh yêu nữ hai người đều nhìn qua, ánh mắt hơi biến hóa. Lão giả áo bào màu vàng chính là phụ thân Kim Viên, mắt nhìn hỏa diễm nóng rực phía dưới, ánh mắt lại nhìn qua đám người đang giao thủ, cuối cùng ánh mắt nhìn lên người ma linh yêu nữ cùng Đỗ Lộc, thần sắc biến thành ngưng trọng. Xuy! Đỗ Lộc và ma linh yêu nữ giao thủ lại bình tĩnh nhất. Nhưng trình độ hung hiểm lại lớn nhất, ma linh yêu nữ toàn thân kịch độc, thúc giục khói độc bao phủ không gian, làm cho Đỗ Lộc căn bản không cách nào tới gần, hắn không có nắm chắc ngăn cản khói độc ăn mòn. Mà ma linh yêu nữ nhìn như chiếm cứ thượng phong, nhưng Đỗ Lộc rút kiếm công kích làm nàng không thể không cẩn thận. Bành bành! Chỉ qua thời gian ngắn ngủi, bị thải hồng cốc và thiên thủy môn vây công, 6 đạo phỉ cấp độ phá giới cảnh, trong đó 2 phá giới cảnh sơ giai đã bị đánh chết bản thể. Linh hồn phân thân chạy ra, hồn anh mơ hồ, bọn họ đang chạy trốn khỏi chết. Lập tức còn chưa chạy bao xa đã có người đuổi giết. Hừ, tất cả mọi người lui ra phía sau. Giọng của ma linh yêu nữ dịu dàng nhưng lại rất lạnh lẽo, phất tay cho khói độc bao phủ Đỗ Lộc, thân ảnh xinh đẹp xuyên qua không gian, khói độc bao phủ cả không gian này. Là kịch độc, cẩn thận, khói độc vào người sẽ rất phiền toái. Từng thân ảnh lui ra phía sau. Kịch độc khủng bố như vậy không ai có thể chủ quan. Còn lại 4 đạo phỉ thế giới thương tích chồng chất, lập tức thừa cơ rút lui đến bên người ma linh yêu nữ, đối phương người đông thế mạnh, thực lực cũng hơn xa bọn họ, căn bản khó có thể chống lại. Ma linh yêu nữ, không giao tử linh thánh dịch ra, người hôm nay không bảo hộ được chúng đâu. Đỗ Lộc ý định đánh chết người bên cạnh ma linh yêu nữ, tự nhiên sẽ không cho ma linh yêu nữ bảo vệ đám đạo phỉ thế giới này. Thực cho rằng có thể ngăn cản ta sao?
Ma linh yêu nữ cắn răng, hai người bên nàng đã chết, đôi mắt dễ thương tức giận, hào quang bay ra khỏi nhẫn chữ vật, có 10 thân ảnh lao ra ngoài. Ô, âm thanh ô ô trầm thấp kỳ quái vang vọng không gian, lập tức cái này 10 đạo lưu quang lướt đi, thời điểm lưu quang rút đi, không gian xuất hiện 10 khôi lỗi cao 2 mét hình người. Toàn thân khôi lỗi hình người sáng bóng, khí thế ác liệt bao phủ các nơi, không gian run run kịch liệt, nhìn qua vô cùng nguy hiểm, không ai dám khinh thường những khôi lỗi này. 10 bộ khôi lỗi thiên khôi cao giai đỉnh phong. Nhận ra khí tức của đám khôi lỗi này, sắc mặt Đỗ Lộc biến hóa không ít, 10 bộ khôi lỗi này đều đạt cấp độ thiên khôi cao giai đỉnh phong, chẳng khác gì có 10 cường giả tu vị thông thiên cảnh đỉnh phong. Khôi lỗi thật mạnh, không biết đạt tới cấp độ gì. Dưới không trung, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lên bầu trời, ma linh yêu nữ thúc 10 bộ khôi lỗi. Trong 3000 thế giới có khôi lỗi tồn tại, nhưng càng lên cao, luyện chế khôi lỗi càng khó khăn, không phải thực lực người luyện chế càng mạnh thì có thể luyện ra được. Lục Lâm Thiên đạt được tin tức trong thải hồng cốc nên hiểu rõ, cấp độ khôi lỗi chia ra làm giới khôi, chân khôi, thiên khôi, đạo khôi, bàn khôi, cổ khôi, hồng khôi, phân biệt đối ứng ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, mỗi cấp độ khôi lỗi cũng chia là sơ giai, trung giai cùng cao giai, cấp độ cũng tương đương với cường giả cùng cảnh giới. Vượt qua hồng khôi, khôi lỗi tầng thứ cao hơn chưa từng xuất hiện, thậm chí nghe nói trong 3000 đại thế giới, cấp độ hồng khôi cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cổ khôi chưa ai gặp qua. Huống chi khôi lỗi loại vật này trong 3000 đại thế giới cũng không phải vật thông thường. Kết trận. 10 bộ khôi lỗi xuất hiện, ma linh yêu nữ tâm niệm khẽ động, lập tức vận dụng 10 bộ khôi lỗi xếp thành trận pháp quỷ dị, năng lượng thiên địa tương liên với chúng, bí vân trên người khôi lỗi sáng lên, nhanh chóng sáng chói mắt, uy thế trên người tiến vào cấp độ khác. Ô ô, 10 bộ khôi lỗi cùng hành động, thời điểm uy thế càng mạnh, thân ảnh quỷ dị chớp động, dùng góc độ hành động khác biệt đồng thời oanh kích Đỗ Lộc, thúc dục năng lượng kinh người, công kích như gió cuốn mây tan. Sắc mặt Đỗ Lộc lập tức khó nhìn, hắn bị 10 bộ khôi lỗi bao vây vào trong. Muốn giết ta, người phải trả giá thật nhiều. Ma linh yêu nữ quát một tiếng, bóng hình xinh đẹp lập tức lao thẳng về phía đám người tu vị phá giới cảnh, ngộ chân cảnh của thiên thủy môn, ngón tay thon dài phóng thích kịch độc. Bành bành! Cấp độ thực lực của ma linh yêu nữ không phải những người có tu vị phá giới cảnh có thể chống lại, khói độc quét qua, đám người tu vị phá giới cảnh chưa kịp phản ứng đã trúng độc, toàn thân đen kịch sau đó hóa thành bãi máu. Trốn, chạy mau! Giữa không trung, Đỗ Lộc bị 10 bộ khôi lỗi quấn quýt căn bản không thể thoát thân, hắn liên tục hét lớn. Tiếp tục giết đi! Ánh mắt Lục Lâm Thiên vui vẻ, không nghĩ tới việc này không cần mình phải làm gì, ma linh yêu nữ và Đỗ Lộc đánh nhau. Bất kể là ai chiến thắng, Lục Lâm Thiên đều cao hứng. Đương nhiên, lưỡng bại câu thương càng tốt, hai đội ngũ này đều là kẻ thù của hắn. A hát! Trong nháy mắt ngắn ngủi, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, ma linh yêu nữ ra tay, hai người trong thiên thủy môn bị đánh chết, ra tay không chút lưu tình. Ma linh yêu nữ, ta không để yên cho ngươi. Đỗ Lộc hét lớn, 10 bộ khôi lỗi vây công hắn, tăng thêm lòng có lo lắng, tay chân rối loạn. Rốt cuộc không nhịn được nữa, mi tâm có hào quang bay ra ngoài. Một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt ma linh yêu nữ, đây là linh hồn phân thân của Đỗ Lộc, thời điểm này Đỗ Lộc không thể không cho linh hồn phân thân đi ra ngăn cản, hắn không thể nhìn đệ tử thiên thủy môn chết hết. Đỗ Lộc, đợi tí nữa lại thu thập ngươi, ta bây giờ còn có chuyện phải làm. Ma linh yêu nữ mắt nhìn linh hồn phân thân của Đỗ Lộc, hắn cũng không có ý ra tay với Đỗ Lộc lần nữa. Thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Cũng không quan tâm phụ thân Kim Viên, ma linh yêu nữ nhìn thẳng Lục Lâm Thiên nói. Tây Phương cầu bại, ta cho ngươi một cơ hội, là ta động thủ hay là để ta kiểm tra? Lục Lâm Thiên vốn cho rằng ma linh yêu nữ sẽ ác đấu với Đỗ Lộc một phen, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, thật không nghĩ tới ma linh yêu nữ vẫn không quên bản thân mình. Lục Lâm Thiên lúc này cũng không biết vô ảnh phệ tủy độc thư có tác dụng lớn với ma linh yêu nữ thế nào, cũng không biết giá trị của vô ảnh phệ tủy độc thư, chờ thời điểm Lục Lâm Thiên biết rõ giá trị của vô ảnh phệ tủy độc thư, hắn mới hiểu vì cái gì ma linh yêu nữ vẫn không quên hắn. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt, ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi giấu giếm, nói. Cô nương, người có phải vừa ý ta hay không, muốn kiểm tra cũng nên tới nơi không người, nhưng ta có thể ngươi nói cho ngươi biết, thân thể của ta khỏe mạnh.
ngươi cũng không cần kiểm tra cái gì, nếu ngươi cần cứ việc nói thẳng. Ngươi, Ma Linh yêu nữ nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, trừng mắt, từ những lời này nàng nghe ra, tên đại hán mặt sẹo đang đùa giỡn nàng, nũng nịu nói. Dám đùa giỡn ta, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ thiến ngươi. Phụ thân, đám người này tổn thương ta, cầu bại lão đệ xả thân cứu hài nhi. Bản thể kim viên khổng lồ xuất hiện bên cạnh phụ thân, hắn thu liếm, nhìn thấy Ma Linh yêu nữ muốn đối phó huynh đệ của mình thì lập tức cầu cứu phụ thân. Lão giả áo bào vàng tỏa ra khí chất phương giả, nhìn Lục Lâm Thiên và Ma Linh yêu nữ. Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, việc này không liên quan tới thúc tộc các ngươi, ta chỉ muốn bắt người nọ mà thôi, người muốn vì một nhân loại mà gây phiền toái cho ta, cũng gây phiền toái cho mình đấy. Ma Linh yêu nữ nhìn qua, thời điểm này nàng không muốn chọc thêm nhiều đối thủ, chính nàng không sợ, nhưng người bên cạnh nàng thực lực lại không đủ. Nghe vậy, ánh mắt lão giả áo bào vàng ngưng trọng, lập tức nhanh chóng nói với Lục Lâm Thiên. Người xả thân cứu kim viên, nhưng thực lực nữ nhân này đã là đại đạo cảnh, ta không cách nào chống lại, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một lát, cho nên ngươi bây giờ lập tức trốn đi, có thể chạy bao xa phải xem bản lĩnh của ngươi. Đa tạ. Lục Lâm Thiên thi lễ, phụ thân kim viên, tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, vương giả thú tộc trong vạn cổ thế giới thừa nhận thực lực của mình không bằng Ma Linh yêu nữ, loại tình huống này vẫn ra tay giúp đỡ bản thân, phần nhân tình này Lục Lâm Thiên sẽ nhớ trong lòng. Trong lòng Lục Lâm Thiên tự hiểu mình, chính mình muốn chạy trốn sợ rằng không có bao nhiêu cơ hội, thực lực Ma Linh yêu nữ quá mạnh mẽ, huống chi bản thân mình có thương tích. Các ngươi gây tổn thương kim viên con ta nghĩ nên tìm chút phiền toái cho ngươi. Ánh mắt phụ thân kim viên chấn động, trong mắt mang theo khí chất bá đạo, nguyên lực toàn thân cuồng bạo, không gian này rung động thật mạnh. Ánh mắt Ma Linh yêu nữ trầm xuống, trong lòng nàng chỉ nhớ thương Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư. Trên người tên đại hán mặt sẹo này nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, người này dường như có quan hệ tới Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư của mình, cho nên nàng không thể lại bỏ qua cơ hội này, cũng vì Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư, nàng vẫn tìm kiếm tới bây giờ. Ngươi không phải đối thủ của ta lại dám can thiệp vào việc này. Ma Linh yêu nữ vừa dứt lời, khí thế bộc phát, không gian chung quanh vặn vẹo đáng sợ, năng lượng chấn động rất mạnh quét qua không gian, thân thể nàng lập tức lao đi. Nhân loại chạy mau. Phụ thân kim viên hét lớn nhắc nhở Lục Lâm Thiên một tiếng, toàn thân trong lúc mơ hồ sinh ra một tia long uy, bàn thân to lớn dẫm mạnh vào mặt đất, hư không dưới chân nổ nát, từng vết nứt không gian xuất hiện, trong vết nứt có khí tức nóng bỏng truyền ra, thân thể cũng lao thẳng tới trước. Độc linh không gian. Ánh mắt độc linh yêu nữ ngưng trọng, thủ ấn biến ảo, sợi tóc sau lưng lay động, đều là khói độc quanh quẩn, lúc khói độc bay ra. Không gian chung canh sinh ra khói đen khủng bố, chúng vây khốn phụ thân kim viên vào bên trong. Bị sương mù độc bao phủ, sắc mặt phụ thân kim viên ngưng trọng, thân là Hoàng Kim Long Viên, thân thể vốn không sợ kịch độc tầm thường, quanh người sinh ra hào quang màu vàng ngăn cản kịch độc ra ngoài thân thể. Tâm thần quan sát độc tố, hắn cảm giác được độc này không tầm thường, nếu như hắn bị nhiễm phải, hậu quả không tưởng tượng nổi. Ánh mắt Ma Linh yêu nữ khẽ nhúc nhích, sau khi vây khốn phụ thân kim viên, thân ảnh đã lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư dường như có quan hệ với người này, cho nên nàng không thể buông tha. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Đỗ Lộc và Ma Linh yêu nữ, trong nội tâm cảm thấy vô lực, hắn căn bản không thể động thủ, mình cũng không phải đối thủ, bản thân thực lực quá yếu, ngay cả lực chống lại cũng không có. Xuy, Ma Linh yêu nữ chỉ mất một lúc đã đuổi tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến hóa bất định, trong loại tình huống này, chính mình muốn chạy trốn cơ hội quá nhỏ, có không gian áo nghĩa cũng khó đào thoát, trước mặt thực lực tuyệt đối, muốn chạy trốn quá gian nan. Không có thời gian do dự, một ý niệm nhanh chóng lóe lên trong đầu Lục Lâm Thiên, hắn cắn răng một cái, cũng không chạy trốn. Cầu bại lão đệ chạy mau. Kim viên lại lao tới trước mặt Lục Lâm Thiên, dáng người khôi ngô che chắn cho hắn, lại đánh ra một quyền vào người Ma Linh yêu nữ. Thiếu tộc trưởng cẩn thận. Mấy đại hán chung quanh biến sắc, nhưng thời điểm này muốn ra tay cũng không kịp, bọn họ không thể nhúng tay, cũng biết thực lực của mình không đủ. Phanh! Ánh mắt Ma Linh yêu nữ khẽ nhúc nhích, phất tay đánh ra một đạo năng lượng, trong lúc mơ hồ mang theo năng lượng linh hồn quét qua chung quanh, chỉ trong thời gian ngắn va chạm với một quyền của kim viên. Phụt! Âm thanh trầm đỡ upsilon, C vang lên, kim viên phun máu tươi,
thân thể khôi ngô bay đi, bay thẳng vào trong biển lửa cuồn cuộn phía dưới. Ma linh yêu nữ không để ý đến Kim Viên, lại đuổi theo Lục Lâm Thiên. Kim Viên đại ca, ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào ma linh yêu nữ. Ma linh yêu nữ, muốn bắt ta, có bản lĩnh thì theo ta đi. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, hào quang quỷ dị đồng hóa không gian, thời gian chi lực tăng nhanh gấp 60 lần, thân ảnh cấp tốc biến mất trước mặt ma linh yêu nữ. Xuy, thân thể Kim Viên nện vào biển lửa, thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng nhảy vào biển lửa theo, hai người lập tức bị sóng lửa bao phủ. Ma linh yêu nữ vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất trong biển lửa cuồn cuộn. Trong biển lửa nhiệt độ cao đáng sợ, hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ các nơi. Trong nhiệt độ khủng bố này, tu vị phá giới cảnh đi vào sẽ bị thiêu đốt cặn bã không thừa. Phụt! Trong biển lửa cuồn cuộn, Kim Viên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân ảnh khôi ngô bị biển lửa bao phủ, càng ngày càng suy yếu. Kim Viên đại ca! Quanh người Lục Lâm Thiên có hỏa diễm màu xanh dương quấn quanh ngăn cản hỏa diễm chung quanh, thân ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh Kim Viên. Dường như nữ nhân kia không dùng bao nhiêu khí lực, ta còn chưa chết được, nhưng mà nhiệt độ nơi này quá cao. Ánh mắt Kim Viên ngưng trọng, nhiệt độ nơi này quá mạnh, chỉ sợ hắn không kiên trì được bao lâu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, ma linh yêu nữ không có sát ý với hắn, ra tay cũng không phải toàn lực, cho nên hắn vẫn chưa chết. Xuy, hỏa diễm chung quanh người Lục Lâm Thiên khuếch tán ra, lập tức bao phủ Kim Viên vào bên trong, hỏa diễm màu xanh bao phủ nơi đâu, hỏa diễm bên ngoài tránh ra, trong hỏa diễm màu xanh còn mang theo khí tức âm hàn, so sánh với bên ngoài, bên trong quả thật là thiên đường. Kim Viên cảm thấy áp lực biến mất, nhiệt độ bên trong và nhiệt độ bên ngoài quá chênh lệch với nhau. Cầu bại lão đệ, không nghĩ tới người còn có thủ đoạn thế này, có thể khắc chế hỏa diễm chung quanh. Sắc mặt Kim Viên tái nhợt, ánh mắt vô cùng vui mừng. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được, chỉ sợ ta không kiên trì được bao lâu. Lục Lâm Thiên cười khổ, lần này hắn thúc giục ngũ hành tương dung tương khắc, tăng thêm bản thân mình sớm quen với nhiệt độ cao, lúc này hắn mới có thể kiên trì trong nhiệt độ cao như vậy. Ồ! Sắc mặt Kim Viên ngưng trọng, lập tức nói. Trong ngọn lửa này, dường như ta cảm nhận khí thức quen thuộc. Hẳn là khí thức tổ tiên Hoàng Kim Long Viên lưu lại, cầu bại lão đệ, có thể dẫn ta đi xem hay không? Thật sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hỏa diễm khủng bố này lan tràn ra chung quanh, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác không bình thường, bản thân mình muốn vào xem, lúc này nghe được Kim Viên nói thế nên gật đầu đồng ý. Hai người lập tức được hỏa diễm màu xanh dương bảo vệ, nhanh chóng tiến vào sâu bên trong. Giữa không trung. Ma linh yêu nữ nhìn thấy Lục Lâm Thiên tiến vào trong biển lửa, nàng tức giận đạp mạnh vào hư không, ánh mắt biến đổi, lập tức phất tay buông lỏng 10 thiên khôi vây công Đỗ Lộc. Siêu siêu! Trong 10 thiên khôi có một khôi lỗi nhảy ra, trong giây lát đã tiến vào trong biển lửa cuồn cuộn. Đỗ Lộc thoát thân bay ra, linh hồn phân thân trở lại trong cơ thể, trong tình huống bình thường, không ai gọi linh hồn phân thân ra ngoài, một khi linh hồn phân thân bị thương, đó là thương thế nghiêm trọng. Mà linh hồn phân thân bị diệt càng không thể cứu vãn. Cho nên trong tình huống bình thường, cho dù liều mạng chính mình bản thể trọng thương, tu luyện giả cũng không gọi linh hồn phân thân ra. Sau khi Đỗ Lộc thoát thân cũng không tùy tiện tìm ma linh yêu nữ phiền toái, hắn căn bản không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn ăn không ít thiệt thòi. Mà Đỗ Lộc nhìn ma linh yêu nữ gọi thiên khôi tiến vào trong hỏa diễm, còn tưởng rằng ma linh yêu nữ muốn thăm dò linh vật trời sinh, cuối cùng muốn dùng cho mình. Hỏa loại linh vật trời sinh, nó có tác dụng kinh người với phân thân của mình, Đỗ Lộc cũng không muốn buông tha cơ hội này, lập tức cắn môi, hỏa diễm bao phủ toàn thân hắn, hắn lập tức bay thẳng vào trong biển lửa. Ầm ầm. Rốt cuộc phụ thân Kim Viên phá vỡ khói độc không gian của ma linh yêu nữ, thân thể khôi ngô bước ra, tức giận nói với ma linh yêu nữ. Nếu con ta có chuyện gì, ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Vừa dứt lời. Phụ thân Kim Viên cũng không gây phiền toái cho ma linh yêu nữ, hoặc là hắn rõ ràng, thực lực của mình không cách nào so sánh với yêu nữ, lập tức lao thẳng vào trong biển lửa bên dưới. Vù vù. Trong biển lửa, càng tiến vào sâu bên trong, nhiệt độ lại càng cao, nhiệt độ này làm nội tâm Lục Lâm Thiên ngưng trọng không ít, càng xuống sâu, nhiệt độ này không phải người bình thường có thể thừa nhận được. May mắn trên người có thái cổ U Minh Viêm,
thường xuyên liên hệ với Thái Cổ U Minh Viêm cho nên Lục Lâm Thiên lúc này cảm thấy nhẹ nhõm đối diện với nhiệt độ khủng bố. Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được, nhiệt độ này còn mạnh hơn Thái Cổ U Minh Viêm không ít, nhưng không có nghĩa nhiệt độ này lại mạnh hơn Thái Cổ U Minh Viêm rất nhiều. Nhiệt độ này cao hơn Thái Cổ U Minh Viêm, đó là bởi vì khí tức hỏa diễm mạnh hơn Thái Cổ U Minh Viêm, nếu Thái Cổ U Minh Viêm có khí tức ngang nhau, xuống, chỉ sợ còn mạnh hơn thiên hỏa này. Bởi vậy, nội tâm Lục Lâm Thiên hiểu rõ, thiên hỏa tới trình độ linh vật trời sinh đã có linh trí, hơn phân nửa tu vị còn cao hơn Thái Cổ U Minh Viêm rất nhiều. Nhưng lúc này Thái Cổ U Minh Viêm lại cảm giác hưng phấn, giống như muốn lao ra khỏi đầu Lục Lâm Thiên, cũng may đây chỉ là bản năng mơ hồ, thân là chủ nhân của Thái Cổ U Minh Viêm, cũng là linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên có thể dễ dàng ngăn chặn. Chung quanh bố trí không gian màu xanh dương, trong tình huống nhiệt độ chung quanh càng cao, khí tức âm hàn tan rã dần, càng ngày càng nóng, không gian màu xanh dương càng ngày càng mỏng, tùy thời sẽ hòa tan, vô cùng nguy hiểm. Cầu bại lão đệ, nhiệt độ quá kinh khủng, không ngăn cản nổi thì chúng ta lui đi. Kim Viên đang được bảo hộ trong không gian màu xanh dương, hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ bên ngoài. Ta còn chịu đựng được. Lục Lâm Thiên cắn răng, nếu hiện tại lui ra phía sau, bên ngoài có đám người Đỗ Lộc và Ma Linh yêu nữ, chính mình càng nguy hiểm, đến nơi đây mình chiếm không ít ưu thế, ngược lại có không ít cơ hội, cho nên càng không thể lui. Vừa dứt lời, thủ ấn của Lục Lâm Thiên biến hóa, nguyên lực tỏa ra, toàn lực ngăn cản nhiệt độ bên ngoài. Sau một lát, thân ảnh Lục Lâm Thiên và Kim Viên hai người xuất hiện trước ngọn núi khổng lồ, ngọn núi này vốn nên cao vê upsilon t trong mây, nhưng đã bị nhiệt độ hòa tan không ít. Càng làm người ta kinh ngạc là, ngọn núi khổng lồ này hoàn toàn đỏ thẫm, mặt ngoài có dung nham cuồn cuộn, là dung nham nóng nhất trong núi lửa, nhiệt độ khủng bố tỏa ra chung quanh, làm cho da người héo rút, linh hồn bị bỏng. Thiên hỏa cuồn cuộn thẩm thấu ra từ ngọn núi này, cũng có thể nói đây chính là trung tâm của biển lửa, nhiệt độ trong đó cực cao. Trên ngọn núi dung nham này, ở giữa núi có một cửa động có một ít hào quang không trọn vẹn lóe sáng, nhưng sớm muộn gì cũng bị hòa tan toàn bộ. Chính là nơi này, nơi đây chính là mật địa của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, về sau trở thành cấm địa, tổ tông yêu cầu chúng ta rời xa nơi này, ngàn vạn không thể tới gần nơi đây. Kim Viên nhìn cửa động giữa ngọn núi dung nham khổng lồ kia, thần sắc cũng kích động, nói nhỏ. Cầu bại lão đệ, ta có thể cảm giác được, có tiền bối đang kêu gọi ta vào, người có thể đưa ta vào hay không? Có quan hệ với Hoàng Kim Long Viên nhất tộc sao? Lục Lâm Thiên nhìn cửa động giữa ngọn núi dung nham kia, nhiệt độ nơi này cực cao, chính mình toàn lực thúc giục ngũ hành tương khắc và tăng thêm đủ loại uy thế cũng khó có thể ngăn cản. Ta thử một lần. Lục Lâm Thiên cân nhắc một hồi, hắn cắn răng gật đầu, thủ ấn biến hóa, hắn lại phất tay, sau đó trong mi tâm xuất hiện một thân ảnh mang theo nhiệt độ cực cao, trực tiếp xuất hiện trước mặt Kim Viên. Cái này, ngươi là Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt Kim Viên kinh ngạc, lập tức nhận ra thân phận Lục Lâm Thiên, ánh mắt cũng giật mình không nhỏ. Bản thể Lục Lâm Thiên có thể thi triển Tam Thần Thiên Biến Quyết, nhưng linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm lại không thể, lúc này linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm vừa ra, hắn cũng bị nhận ra. Bộ dáng của Lục Lâm Thiên đã được toàn bộ vạn cổ thế giới biết rõ, cho nên Kim Viên nhận ra cũng không kỳ quái. Kim Viên đại ca, thực không dám đấu giếm. Ta không phải Tây Phương cầu bại, mà là Lục Lâm Thiên, cửu gia quá nhiều, phiền toái quá nhiều, cho nên phải thi triển thủ đoạn nhỏ này. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười cười, thân thể khôi ngô nhúc nhích, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Kim Viên, hắn hóa thành hình dáng ban đầu, hình thể biến hóa, trang phục thay đổi không ít, một kiện áo bào xanh cũng xuất hiện. Ha ha, hảo huynh đệ, không nghĩ tới Tây Phương cầu bại chính là Lục Lâm Thiên chính là Tây Phương cầu bại. Kim Viên kinh ngạc một hồi, lập tức cười ha hả, cao hứng nói. Nghe nói ngươi giết hơn 10 trưởng lão phá giới cảnh của Thải Hồng Cốc, diệt hơn 10 vạn tinh nhuệ của Thải Hồng Cốc, cuối cùng nghênh ngang rời đi, chuyện này làm ta bội phục, ngày đó ta vẫn tìm ngươi, chính là hy vọng có thể kết giao với người như ngươi, không nghĩ tới a hát, không nghĩ tới a hát. Đều là bị ép mà thôi. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ tới mình ở vạn cổ thế giới thanh danh lan xa như vậy. Nhìn qua cửa động dung nham, nói. Chúng ta nên đi vào thôi. Vừa dứt lời, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm phất tay, hỏa diễm màu xanh ra trời trong người tuôn ra, cuối cùng vây kín thân thể của hắn.
thiên hỏa, đây cũng là linh vật trời sinh, cầu bại. Không, Lâm Thiên lão đệ, Lâm Thiên huynh đệ, người giống như lời đồn, người mang hỏa loại linh vật trời sinh. Kim Viên kinh ngạc, xưng hô biến hóa hai lần, nhiệt độ nóng bỏng và âm hàn này làm hắn cảm thấy hoảng sợ, nhiệt độ này yếu hơn bên ngoài, nhưng khí thế mơ hồ lại làm cho hắn chấn động. Kim Viên đại ca, chúng ta đi vào trước, cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lập tức bay đi, bay thẳng tới phía trước, những nơi thái cổ U Minh Viêm đi qua, hỏa diễm chung quanh tránh ra, xuất hiện con đường hư không. Trong thông đạo này nhiệt độ giảm đi rất nhiều, chỉ có thái cổ U Minh Viêm còn sót lại khí tức âm hàn mà thôi. Chúng ta đi. Lục Lâm Thiên phất tay, hỏa diễm màu xanh ra trời từ thái cổ U Minh Viêm mở thông đạo hư không, bọn họ nhanh chóng tiến lên, đi vào trong hang động. Những nơi đi qua, hỏa diễm cũng khôi phục bình thường. Thái cổ U Minh Viêm đi trước mở đường, Lục Lâm Thiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, khi đi theo thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong cửa động, Lục Lâm Thiên và Kim Viên cũng chui vào trong đó. Sau khi chui vào trong cửa động, Lục Lâm Thiên mới phát hiện, trong động này là một núi lửa, bên trong căn bản cũng không có hỏa diễm, toàn bộ đều là dung nham có nhiệt độ cao khủng khiếp. Dung nham đậm đặc đỏ thấm toát ra bọt khí cuồn cuộn như nước sôi, bọt khí nổ tung mang theo dung nham nhiệt độ cao bắn ra chung quanh, những dung nham này bắn đi còn mạnh hơn công kích của phá giới cảnh. Nhiệt độ của dung nham cao tới mức tận cùng, mức độ cường hãn làm người ta run sợ, tiến vào trong cửa động là biển dung nham cuồn cuộn. Thời điểm những bọt khí này nổ tung có hồi âm trở về, không ngừng quanh quẩn trong không gian tĩnh mịch. Nhưng không biết vì sao, dường như những dung nham này trời sinh rất kiêng kỵ thái cổ U Minh Viêm, thái cổ U Minh Viêm đi qua nơi nào, chúng tự động chia lìa. Giờ phút này Lục Lâm Thiên mơ hồ cảm giác được, loại cảm giác này, Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, nếu nói là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, nghiêm khắc mà nói là tới từ bản năng của thái cổ U Minh Viêm. Nhìn thấy dung nham cuồn cuộn đỏ thẫm dường như rất kiêng kỵ thái cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên cũng trực tiếp cho linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đi theo bản năng của thái cổ U Minh Viêm. Lâm Thiên huynh đệ, ở phía trước có khí thức tiền bối trong tộc kêu gọi ta, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, đang ở phía trước. Kim Viên càng kích động hơn, trong lúc mơ hồ cảm nhận được khí thức tiền bối trong tộc, loại cảm giác này càng ngày càng đậm. Trên người Lục Lâm Thiên sinh ra không gian màu xanh dương bảo hộ Kim Viên vào trong, bằng không Kim Viên vừa đi ra ngoài đã tan thành mây khói. Căn bản không cách nào tiến vào bên trong, trong nhiệt độ cao này, tuy thực lực Lục Lâm Thiên không đủ, nhưng hắn chiếm được ưu thế rất lớn. Mặc dù có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm mở đường ở phía trước, dung nham tách ra một thông đạo hư không, nhưng sau lưng dung nham cuồn cuộn sôi trào, nhiệt độ khủng bố và áp lực thật lớn làm người ta khó thở. Lục Lâm Thiên toàn lực thúc giục nguyên lực toàn thân trèo chống, lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng trèo chống vượt qua, nhưng áp lực này càng ngày càng mạnh. Lục Lâm Thiên càng ngày càng cố hết sức, bởi vậy tuy có thêm thái cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên cũng không dám buông lỏng. Áp lực càng ngày càng khủng bố, nếu không có thái cổ U Minh Viêm hỗ trợ, Lục Lâm Thiên cũng biết mình không cách nào tới được nơi này, mình bây giờ chỉ có thực lực phá giới cảnh trung giai, thật sự là quá thấp. Trong không gian dung nham vô tận, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được lo lắng khó hiểu, không biết trong đây đang cất giấu thứ gì, nếu không phải bên ngoài không có đường đi. Lục Lâm Thiên sẽ không mạo hiểm xông vào đây, trong đây rõ ràng có hỏa loại linh vật trời sinh. Nếu không phải Kim Viên nói có khí thức tiền bối trong tộc triệu hoán, tăng thêm lòng hiếu kỳ của mình, Lục Lâm Thiên cũng không tiến vào sâu trong đây, trong thế giới dung nham bao la này, hắn phải cẩn thận phòng bị mọi thứ. Phụ thân Kim Viên ở bên ngoài xông vào trong biển lửa, sau khi xâm nhập một phút đã không cách nào chống lại nhiệt độ quá cao, chỉ có thể chật vật rời đi. Nhiệt độ cao tới mức cho dù hắn biến thành bản thể vẫn không thể trèo chống quá lâu. Sau khi phụ thân Kim Viên rời đi không lâu, Đỗ Lộc cũng chật vật bay ra ngoài. Tuy thực lực Đỗ Lộc mạnh hơn phụ thân Kim Viên, nhưng luận thể chất và phòng ngự, dường như cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhiệt độ khủng bố cực cao, ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Nhìn hỏa diễm cuồn cuộn bên dưới, sắc mặt Đỗ Lộc khó coi, hắn căn bản không thể xâm nhập vào trong. Điều đó chứng tỏ mình muốn mưu đồ hỏa loại linh vật trời sinh này rất xa vời, trừ phi có người chịu hỗ trợ, nhưng đối diện với linh vật trời sinh, ai đi giúp hắn, nếu có năng lực sẽ tự mình thu lấy. Ô, cũng không bao lâu, một khôi lỗi lao ra khỏi biển lửa, đây là khôi lỗi của ma linh yêu nữ, nó gần như sắp hòa tan,
toàn thân đỏ thẫm, đã không cách nào sử dụng. Bất kể ma linh yêu nữ, Đỗ Lộc hay phụ thân Kim Viên hoặc đám người Phương Chí Thành, sắc mặt mọi người ngưng trọng, bọn họ cảm giác kiêng kỵ với thiên hỏa bên dưới. Đặc biệt đối với Đỗ Lộc cùng ma linh yêu nữ mà nói, bọn họ rất kiêng kỵ hỏa diễm khủng bố này, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, nhưng lại lo lắng nếu chính mình dùng toàn lực cũng không nhất định nắm chắc, nói không chừng còn tiện nghi người khác. Trong không gian tịch mịch, cũng không biết đã đi được bao xa, Lục Lâm Thiên cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, áp lực chung quanh càng lớn, hắn càng ngày càng thoát lực. Xuy, rốt cục linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm dừng lại, đứng bên ngoài dung nham đỏ thẫm, trên dung nham đỏ thẫm này có hào quang nhàn nhạt tỏa ra. Dung nham đỏ thẫm này nhiệt độ cực cao, nó giống như vòng xoáy không ngừng nhúc nhích, trong vòng xoáy có bí vân chấn động, dường như là cấm chế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, bên ngoài có dấu bí vân, trong đó cũng có cấm chế, điểm này nói rõ linh vật trời sinh bên trong không đơn giản, rất có thể còn có cường giả ở bên trong, mà thực lực cường giả này có thể nghĩ. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cẩn thận cảnh giác, một khi phát hiện có gì không tốt sẽ lập tức rời khỏi nơi này, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lâm Thiên huynh đệ, nơi này chính là cấm chế do Hoàng Kim Long Viên nhất tộc bố trí, cũng là tiền bối trong tộc ta bố trí. Trừ Hoàng Kim Long Viên nhất tộc tộc ta ra, những người khác không cách nào tiến vào. Kim Viên nhìn qua vòng xoáy dung nham trước mặt, nói với Lục Lâm Thiên. Cấm chế này cực kỳ lợi hại, không phải cường giả Hoàng Kim Long Viên nhất tộc tuyệt đối không bố trí ra được, bố trí loại cấm chế này chắc chắn là muốn phong ấn thứ khủng bố gì đó, hơn phân nửa có quan hệ với hỏa loại linh vật trời sinh. Kim Viên nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn lên người Lục Lâm Thiên, thần sắc mặt ngưng trọng. Bên trong chắc chắn là vật nguy hiểm. Trong lòng Lục Lâm Thiên căng thẳng, nguy hiểm trong đây chỉ sợ hơn phân nửa là vật bị cường giả Hoàng Kim Long Viên nhất tộc phong ấn, cũng tuyệt đối có liên quan tới hỏa loại linh vật trời sinh. Mình bây giờ đã khó chèo chống nhiệt độ khủng khiếp nơi này, nếu đi vào, một khi gặp nguy hiểm sẽ giữ nhiều lành ít. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua linh hồn phân thân, từ trong linh hồn trên phân thân hắn mơ hồ cảm giác được, bản năng của thái cổ U Minh Viêm càng ngày càng hưng phấn. Có khát vọng mãnh liệt, nó hy vọng có thể đi vào cấm chế này. Kim Viên đại ca, người có thể mở cấm chế này ra không? Lục Lâm Thiên cuối cùng vẫn quyết định thử xem, nếu đã tới đây, tăng thêm thái cổ U Minh Viêm phản ứng, mạo hiểm thì mạo hiểm. Đương nhiên, ta có huyết mạch Hoàng Kim Long Viên thuần khiết, tự nhiên có thể mở cấm chế này ra, nhưng hiện tại chúng ta không cần mở ra, cấm chế đã bị linh vật trời sinh đốt cháy rất yếu, ta có thể mang ngươi trực tiếp đi vào. Vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm, chúng ta cũng còn có thể dựa vào cấm chế này ngăn cản một hồi. Kim Viên ngẩng đầu nói. Tốt, chúng ta đi vào. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, Kim Viên thật không tầm thường, tâm trí cực cao. Ánh mắt Kim Viên chấn động, khôi ngô thân hình run lên, hai tay không ngừng kết thủ ấn, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Hô! Máu tươi của Kim Viên biến thành màu sắc kỳ lạ giữa không trung. Chúng ta có thể đi vào. Kim Viên nói với Lục Lâm Thiên, ý bảo Lục Lâm Thiên tiến vào trong vòng xoáy dung nham đỏ thẫm. Tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong khe hở run lên kỳ dị, Lục Lâm Thiên và Kim Viên lập tức tiến vào trong vòng xoáy dung nham nóng bỏng. Xuy, vòng xoáy dung nham nóng bỏng giống như xoáy nước, lập tức sinh ra gợn sóng mãnh liệt. Hào quang lóe lên, Lục Lâm Thiên, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Kim Viên được không gian màu xanh bao phủ sau đó xuyên thấu qua vòng xoáy, thông đạo này rất dài, nó đi thông tới một sơn động. Mà kỳ dị là, nhiệt độ càng ngày càng thấm, dung nham nóng bỏng càng ngày càng yếu. Một lát sau, một hang động cực lớn xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, thông đạo dung nham biến mất không thấy gì nữa, khí tức nóng bỏng cũng yếu đi rất nhiều. Trong khí tức nóng bỏng này, chỉ cần có tu vị phá giới cảnh bình thường là có thể chống lại. Không có nhiệt độ khủng bố, Lục Lâm Thiên cũng thu hồi không gian màu xanh, quan sát không gian rộng rãi, không gian cực lớn, nơi này có không ít hang động khá, xê giống như một mê cung. Vách đá chung quanh màu đỏ thẫm, tuy nhiệt độ trong đây rất thấp, người có tu vị phá giới cảnh có thể chống lại, nhưng tu vị hậu thiên tiến vào đây sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Tổ tiên, Kim Huyền quan sát hang động này, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhanh chóng tiến vào một hang động. Kim Viên đại ca, Lục Lâm Thiên vốn muốn đi theo, nhưng lúc này bản năng thái cổ U Minh Viêm phát hiện cái gì đó, trong nội tâm sinh ra cảm giác khát vọng mãnh liệt,
hy vọng tiến vào hang động khác, cảm giác này giống như phát hiện cái gì đó rất khó bỏ, rất bức thiết và chờ mong. Lục Lâm Thiên khẽ cắn môi, tâm niệm khẽ động, bản thể và linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm đều tiến vào trong hang động này. Trong đây có rất nhiều hang động, đi theo cảm giác của Thái Cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên không dừng lại chút nào, một lát sau Lục Lâm Thiên đã đi vào một không gian nóng bỏng. Diện tích không gian này vô cùng lớn, nhiệt độ nóng bỏng thẩm thấu ra từ nơi đây. Lúc ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào một khu vực, lập tức trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ khó có thể tin, bởi vì đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua phiến không gian này không có vật gì, nhưng lại có hỏa diễm đỏ thẫm tồn tại. Cẩn thận quan sát, Lục Lâm Thiên lúc này mới khiếp sợ phát hiện, chỉ thấy phía trước hỏa diễm đỏ thẫm này là một hài cốt hình người, hài cốt khoanh chân ngồi, bảo trì tu luyện tư thế. Trên hài cốt này có hỏa diễm đỏ thẫm nhảy nhót, cả hài cốt bị hỏa diễm đỏ thẫm bao phủ, nhìn từ xa chỉ thấy nó giống như một đám hỏa diễm mà thôi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, tới gần một ít, lúc này phát hiện hỏa diễm đỏ thẫm ở đây hoàn toàn khác với hỏa diễm bên ngoài, toàn thân đỏ thẫm trong suốt, thậm chí có cảm giác long lanh. Tuy không gian này rất nóng, nhưng quan sát hỏa diễm đỏ thẫm này lại không thấy sóng nhiệt chấn động, cực kỳ bình tĩnh, óng ánh như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Suy. Thời điểm Lục Lâm Thiên dò xét, trên đầu lâu hài cốt có hỏa diễm đỏ thẫm bộc phát, trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành một con mãng xà có đầu lớn như đầu trẻ con, hai mắt đỏ thẫm, ai nhìn thấy liền cảm thấy linh hồn bị phỏng. Hí. Khi ngưng tụ ra đầu mãng xà này, nó lập tức há mồm phun ra một đạo hỏa diễm trên hài cốt run lên, trong ánh mắt ngạc nhiên của Lục Lâm Thiên, hỏa diễm này ngưng tụ thành một đầu mãng xà khác tương liên với đầu mãng xà kia. Trên hài cốt này có khí tức bổn nguyên chấn động. Linh hồn bổn nguyên, đây là linh hồn bổn nguyên linh vật trời sinh. Lục Lâm Thiên nhận ra lai lịch của linh vật trời sinh này, dung hợp Thái Cổ U Minh Viêm đã giúp Lục Lâm Thiên hiểu không ít về linh vật trời sinh. Mãng xà đang chiếm giữ hài cốt chính là một loại linh hồn bổn nguyên, hỏa loại linh vật trời sinh linh hồn bổn nguyên. TT. Trong cùng thời gian, ánh mắt hỏa xà đỏ thấm tập trung lên người Lục Lâm Thiên, cái lưỡi phun ra nuốt vào. Trong giây lát nó uốn éo thân thể trên hài cốt. Thân thể mãng xà đỏ thấm lơ lửng trên không trung, nó dài 20-30 mét, đầu lớn như trẻ con, toàn thân đỏ rực, nhưng không gian chung quanh thân thể không ngừng chấn động. Hí! Mãng xà không chậm thêm chút nào nữa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt đỏ thấm cuồng bạo, trong miệng sinh ra tiếng tê tê quái dị, khí tức nóng bỏng từ từ tỏa ra, bỗng nhiên thân thể lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Khí tức nóng bỏng này lan tràn qua, Lục Lâm Thiên lập tức bố trí thanh linh khải giáp, nhưng thân thể hắn vẫn cảm thấy bị phỏng không nói nên lời. Mãng xà trong giây lát đã tới trước mặt hắn, trong lúc mơ hồ khí thế của nó làm tim và tâm thần Lục Lâm Thiên chấn động mãnh liệt, hô hấp dồn dập, tóc gáy toàn thân dựng đứng, làn da bị bỏng, nội tâm sợ hãi. Có thể làm cho mình có cảm giác này, Lục Lâm Thiên rất khẳng định, thực lực mãng xà vô cùng đáng sợ. Tốc độ quá nhanh. Lục Lâm Thiên không thể trốn thoát, mãng xà có thể xuyên thấu hư không, ánh mắt phát lạnh, Lục Lâm Thiên không có lựa chọn nào khác, đành phải nhanh chóng phất tay đánh ra một đạo nguyên lực, trực tiếp đánh thẳng vào mãng xà đang lơ lửng. Phanh! Đánh một đấm vào mãng xà, thân thể mãng xà uốn éo, cái đuôi óng ánh của nó lập tức đánh thẳng vào một đấm của Lục Lâm Thiên. Lúc tiếp xúc với đuôi mãng xà, nhiệt độ khủng bố bao phủ các nơi, Lục Lâm Thiên dùng thanh linh khải giáp bảo vệ nắm đấm. Nhiệt độ nóng rực nhanh chóng làm nắm đấm bị hòa tan, thân thể lập tức cứng ngắc, nguyên lực trong người ngừng lại. Phụt! Một giây sau, thân thể Lục Lâm Thiên bay đi như diều đứt dây, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay xa vài trăm mét. Miễn cưỡng ổn định thân thể, ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, nhiệt độ xuyên qua nắm đấm quá khủng khiếp, trực tiếp tiến vào trong cơ thể mình, không kiêng nể gì phóng thích nhiệt độ khủng khiếp phá hủy sinh cơ, giống như muốn trong nháy mắt phá hủy huyết nhục. Gân cốt và lục phủ ngũ tạng của hắn. Ánh mắt đầy kinh hãi, Lục Lâm Thiên hít khí lạnh, nếu không phải mình đã sớm dùng Thái Cổ U Minh Viêm rèn thể qua, một kích vừa rồi đã làm hắn tan thành mây khói, linh hồn bổn nguyên linh vật trời sinh quả thật quá cường hãn. Hí! Mãng xà dài 20-30 mét lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, khí thế vô hình trấn áp Lục Lâm Thiên. Hừ! Tiếng hừ lạnh truyền ra, cùng một thời gian, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm lập tức ngăn cản trước mặt bản thể Lục Lâm Thiên, ánh mắt lóe lên,
thủ ấn biến hóa, thân thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Hí! Nhìn thấy linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Lâm Thiên, toàn thân mãng xà run lên, hai mắt cuồng bạo mang theo một tia sợ hãi khó hiểu. Vù vù! Linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm cũng biến mất không thấy đâu, trong không gian này sinh ra hào quang màu xanh da trời, sau đó hỏa diễm màu xanh da trời chút xuống. Tê tê! Mãng xà đỏ thấm càng lúc càng sợ hãi, nó nhanh chóng lui ra phía sau. Tê tê! Hỏa mãng vô cùng sợ hãi, nó nhanh chóng lui ra phía sau. Lúc này hỏa mãng biến mất không thấy, trong không gian ngàn mét chung quanh chỉ có hỏa diễm màu xanh, hỏa diễm đỏ thấm nhanh chóng co rút lại. Tê tê! Trong hỏa diễm màu xanh này, hỏa mãng đỏ thấm bị nhốt lại, toàn thân của nó run rẩy, cái lưỡi hỏa diễm phun ra nuốt vào, ánh mắt bối rối. Muốn tránh thoát hỏa diễm màu xanh này bao phủ, nhưng khí tức của nó bị ngăn chặn, không dám tới gần hỏa diễm màu xanh, rất kiêng kỵ hỏa diễm màu xanh này. Ngao ngao! Thời điểm hỏa xà không ngừng kinh hoàng, trong phiến không gian này có tiếng long ngâm truyền tới, sau đó trong không gian xuất hiện hỏa long hai đầu màu xanh ra trời. Hỏa long hai đầu này xanh thẫm như ngọc phỉ thúy, hai đầu lộ ra khí chất bá đạo bá tuyệt thiên hạ, đối mặt với khí tức nóng bỏng như thế. Khí tức yêu dị nhanh chóng bao trùm nơi đây. Hỏa long hai đầu vừa xuất hiện, hỏa mãng càng ngày càng run rẩy dữ dội, đối mặt với hỏa long này, hỏa mãng không ngừng lui ra phía sau, đôi mắt đỏ rực cuồng bạo của nó mang theo thần thái hoảng sợ. Ngao ngao. Lúc này hỏa long hai đầu gào thét, long mục nhìn chằm chằm vào, tiếng long ngâm vang dội không gian, hỏa mãng lúc này thừa nhận uy áp kinh người, thân hình run rẩy bất định. Lúc này hỏa mãng nhanh chóng bỏ chạy. Ánh sáng đỏ thẫm bao phủ thân thể, nó đợi upsilon.ng thẳng vào không gian hỏa diễm xanh dương đang bao phủ lấy mình. Xuy. Vách hỏa diễm màu xanh dương run lên, vết rạn nứt không ngừng lan tràn ra chung quanh, cả không gian vào lúc này sinh ra nhiệt độ kinh người, đây chính là thời điểm hai loại linh vật trời sinh bao phủ hư không. Xuy xuy. Cùng một thời gian, hỏa long hai đầu há miệng phun ra một đám hỏa diễm màu xanh ra trời. Hỏa diễm nhanh chóng bao trùm hỏa mãng vào bên trong. Tê tê. Hỏa long hai đầu không ngừng bị hỏa diễm thiêu đốt, hỏa mãng đỏ thẫm không ngừng gào thét thảm thiết, vô cùng sợ hãi. Thân thể hỏa mãng run rẩy, muốn tránh thoát hỏa diễm bao phủ nhưng không thể làm nên chuyện gì, thân hình giãy giụa kịch liệt, phá hủy không gian chung quanh, vết nứt không gian không ngừng bao phủ các nơi. Ánh mắt hỏa mãng nhanh chóng kinh hãi, nội tâm không cam lòng, mơ hồ còn mang theo oán hận. Có thể hết lần này tới lần khác là đã bị áp chế không cách nào phản kháng. Trong không gian hỏa diễm đỏ thấm lập tức bộc phát nhiệt độ khủng khiếp, tu vị của hỏa long màu xanh dương không sánh bằng hỏa mãng, nhưng trời sinh có uy áp mạnh mẽ, làm cho hỏa mãng không thừa nhận nổi uy áp này và không dám chống lại. Nhưng dù sao thực lực hỏa long màu xanh dương vẫn yếu hơn không ít, muốn triệt để ngăn chặn hỏa mãng đỏ thấm này cũng không phải chuyện dễ dàng. Vết thương trên người bản thể Lục Lâm Thiên chồng chất, linh hồn phân thân giao thủ với hỏa mãng đỏ thấm, hắn giơ áo bào lên lau máu trên khóe miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hài cốt. Hài cốt hình người cũng không lớn, thậm chí thân hình cực kỳ nhỏ gầy, không phải màu trắng như người bình thường, cũng không biết là vì nguyên nhân gì nó phủ lên màu đỏ thấm, một khí tức nóng bỏng từ trong hài cốt tỏa ra. Xích linh liệt hỏa, người muốn triệt để luyện hóa gia gia của ngươi, còn không có dễ dàng như vậy, khốn nạn, gia gia ân cần hỏi thăm tổ tông của ngươi. Trong lúc Lục Lâm Thiên dò xét, trong không gian này có tiếng nói giả nua vang lên, lập tức ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thấy thân ảnh hư ảo từ trong hài cốt đi ra ngoài. Trong không gian này có một thân ảnh xuất hiện, đột nhiên không gian này run lên, một khí tức khó hiểu bao phủ không gian. Lục Lâm Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn lên, hắn quan sát thân ảnh mặc trường bào kia, đây là thân ảnh nhỏ gầy, nghiêm khắc mà nói hắn quá nhỏ. Nhưng tính tình của thân ảnh nhỏ gầy này không nhỏ. Hai mắt thanh tĩnh lúc này lại tràn ngập tức giận, hắn không ngừng mắng to, lúc này ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hỏa long hai đầu xanh dương đang vây quanh hỏa mãng. Thân ảnh hư ảo vốn tức giận, trong giây lát run lên, hắn giống như nhìn thấy quỷ, ánh mắt đại biến, trực tiếp rung động nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh da trời. Ngao ngao! Trong không gian màu xanh da trời, hỏa long há miệng gào thét, hỏa diễm nóng bỏng và khí tức âm hàn bao quanh hỏa mãng. Lúc này lực hút sinh ra, muốn hút hỏa mãng vào bụng. Hỏa mãng giãy giụa, nhưng lúc này không biết xảy ra chuyện gì, trời sinh đã bị áp chế, thực lực mạnh mẽ lại bị hỏa long hai đầu áp chế, từ từ bị hỏa long hấp thu.
50 vạn năm, thời gian 50 vạn năm, tam kỳ lão nhân bị ta tính toán tất cả, muốn dung hợp ta, nhưng lại thất bại, đáng tiếc trời giúp ngươi, để cho ta không cách nào triệt để diệt ngươi, nhưng ngươi cũng không chiếm được ta, ta chết, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì từ ta. Hỏa mãng đỏ thẫm gào thét, đột nhiên ánh mắt oán độc nhìn qua thân ảnh hư ảo, trong mắt ánh mắt mang theo không cam lòng. Xuy. Cùng lúc đó lực hút từ trong miệng hỏa long xanh dương tăng lên rất nhiều, trực tiếp hấp thu hỏa mãng này vào trong bụng, trong thời gian ngắn thể tích của hỏa long xanh dương tương đương với hỏa mãng lại đột ngột lớn hơn trước. Lục Lâm Thiên run lên, hắn cười vui vẻ, thái cổ u minh viêm trời sinh có thể thôn phệ năng lượng thiên địa, có thể thôn phệ hỏa diễm, đối với thái cổ u minh viêm mà nói, thôn phệ hỏa diễm khác còn tốt hơn thôn phệ năng lượng thiên địa. Đương nhiên, lúc này Lục Lâm Thiên cũng có phần ngoài ý muốn. Dù sao đây là thái cổ u minh viêm thôn phệ hỏa loại linh vật trời sinh giống mình, không phải hỏa diễm bình thường, cũng không phải thôn phệ âm hỏa lần trước có thể so sánh. Tại sao lại manh như thế, không thể, tại sao có thể thôn phệ xích linh liệt hỏa chứ? Giữa không trung, hư ảnh nhỏ gầy đầy nghi hoặc, ánh mắt nhìn thẳng vào hỏa long hai dầu với ánh mắt rung động. Xuy, thôn phệ hỏa mãng xong, hỏa long hai đầu lập tức bị dung nham bao phủ toàn thân, không gian run lên. Thời điểm hỏa diễm màu xanh ra trời biến mất, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Lâm Thiên trở lại bản thể, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn thân ảnh nhỏ gầy. Ánh mắt thân ảnh nhỏ gầy lúc này nhìn Lục Lâm Thiên, bộ dáng tuổi chừng 50, tóc dài xõa vai, thân ảnh chật vật, nhưng trong ánh mắt lại sáng như sao, làm cho người ta lâm vào trong đó. Linh hồn phân thân dung hợp linh vật trời sinh, trên người còn có thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa. Thân ảnh lão giả quan sát Lục Lâm Thiên, thần sắc không thể bình tĩnh được nữa, ánh mắt run lên vài lần, thần sắc kích động, nói. Hình như còn có một loại áo nghĩa chi nguyên. Lục Lâm Thiên lúc này cũng sững sờ, chính mình tu luyện hỗn độn âm dương quyết và tam thần thiên biến quyết, tất cả đều có công hiệu che giấu khí tức, ánh mắt lão giả này vừa nhìn qua lại có thể nhìn trộm tất cả, thậm chí là có thể biết rõ trong người mình có thời gian, không gian cùng linh hồn áo nghĩa, còn có kim thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào lão giả này, dường như hỏa mãng này mới nói 50 vạn năm, chẳng lẽ lão giả này đã sống 50 năm năm sao? 50 vạn năm là một quá trình khá dài. Tiểu tử, thành thật khai báo, ngươi tới từ thế giới hỗn độn nào? Thân ảnh nhỏ gầy nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt rung động, dường như ngoài sức tưởng tượng, hắn muốn lột sạch Lục Lâm Thiên tìm hiểu một phen. Ta đến từ thế giới thổ dân mà thôi. Lục Lâm Thiên do dự vài lần. Ngẩng đầu nói với lão giả, ánh mắt không thể không cảnh giác, khí tức trên người lão giả không mạnh, nhưng đột nhiên làm cho Lục Lâm Thiên cảm giác được, thân ảnh nhỏ gầy này có khí thế ngập trời, khí tức thu liễm giống như gió xuân thổi qua người, khí tức phóng thích ra sẽ hủy thiên diệt địa. Tiểu tử, người chơi ta đúng không, trong thế giới thổ dân làm sao xuất hiện người có thiên phú như ngươi, ngươi cho rằng dễ lừa gạt lão nhân ta sao? Thân ảnh lão giả tức giận, khí thế vô hình lập tức áp thẳng lên người Lục Lâm Thiên. Chỉ một ý niệm là có thể hủy diệt thiên địa. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, không biết lão giả này tu vị thực lực thế nào, chỉ một ý niệm đã làm năng lượng thiên địa chung quanh biến hóa, từ bốn phương tám hướng lao tới, tự dưng áp mình quỳ xuống đất. Uy thế từ khắp bốn phía ập tới muốn mình quỳ xuống, tính cách ngông nghênh của Lục Lâm Thiên không muốn, đôi chân trầm xuống, sống lưng thẳng tắp, mặc kệ khí thế mạnh bao nhiêu, thân thể vẫn đứng cao ngất, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói. Có tin hay không tùy ngươi, dù sao ta thật sự tới từ thế giới thổ dân. Ồ, ánh mắt lão giả nhảy lên, đôi mắt khẽ nhúc nhích, không gian trong hang động lại rung lên, uy thế cường hãn lại áp lên người Lục Lâm Thiên. Dưới uy thế to lớn này, toàn thân Lục Lâm Thiên lại run lên, giống như có tảng đá ngàn vạn cân áp lên thân thể, muốn ép mình quỳ xuống. Giống, Lục Lâm Thiên gầm lên thật lớn, toàn thân run lên, thúc giục thanh linh khải giáp hổ biến. Lập tức tạo thành thân hổ cực lớn, thân hổ khổng lồ ngưng đầu lên nhìn chằm chằm vào lão giả, hắn không cúi đầu, toàn thân ngông nghênh đứng đó. Tiểu tử có chút bổn sự. Trong ánh mắt ngạc nhiên của lão giả nhỏ gầy, ánh mắt vẫn mang theo ngạc nhiên. Hừ, nhận mà không trả là phi lễ. Lục Lâm Thiên tức giận, thái cổ u minh viêm lập tức nhảy ra khỏi hư không, không gian hỏa diễm màu xanh ra trời tỏa ra, nhiệt độ tăng lên không ít. Tiểu tử, người lớn mật. Dám động thủ với lão nhân gia ta. Lão giả nhỏ gầy lập tức quát lên, không gian chấn động dữ dội.
Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên liền phát hiện lão giả đồng thời mang thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa chính là một trong bốn áo nghĩa kỳ lạ, đồng thời người có cả hai loại rất không dễ dàng. Biết tu vị lão giả cường hãn, mà Lục Lâm Thiên vừa rồi dám ra tay, Lục Lâm Thiên nhìn ra lão giả suy yếu cực độ, bằng không cũng không bị xích linh liệt hỏa vây khốn. Lục Lâm Thiên lập tức phát động không gian hỏa diễm triệt tiêu tất cả chấn động đang sinh ra. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phá giới cảnh nho nhỏ cũng dám động thủ với ta, nếu lúc trước, đừng nói ngươi là phá giới cảnh nho nhỏ, cho dù là niết bàn cảnh, lão nhân ra ta một cái tát cũng có thể chụp chết một đám, tuyên cổ cảnh cũng phải cung kính trước mặt của ta. Thở dài thật sâu, lời nói bất đắc dĩ, thân ảnh lão giả nhỏ gầy lại xuất hiện, trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Còn niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh nữa chứ, người khoác lác thật hay. Lục Lâm Thiên không tin tưởng, thực sự lợi hại như vậy, lão giả này sẽ không bị xích linh liệt hỏa làm bi thảm như thế, mà xích linh liệt hỏa vừa vặn lại bị thái cổ U Minh Viêm nuốt. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm run lên, hỏa diễm khủng bố cuồn cuộn. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không muốn trì hoãn thời gian, bởi vì linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm không cách nào trì hoãn thời gian thêm nữa. Tiểu tử dừng tay, ngươi không muốn linh hồn phân thân nữa hay sao? Lão giả nhìn thấy Lục Lâm Thiên còn muốn động thủ, lập tức tự hét lớn một tiếng, nói. Ngươi không thể động thủ, tình huống của ngươi, ngươi hiểu rõ nhất, lại nói thân thể lão nhân gia ta suy yếu tới cực hạn, nếu ngươi tiếp tục hành hạ ta. Ta thật sự gãy trong ra tay với tiểu tử ngươi, xích linh liệt hỏa suốt 50 vạn năm qua vẫn không làm gì được ta cũng không muốn chết oan uổng trong tay tiểu tử ngươi đâu. Lục Lâm Thiên nghe xong rất đề phòng, bởi vì lão giả này vừa nhìn đã biết rõ tình huống xích linh liệt hỏa trong người của hắn. Tiểu tử, ngươi đề phòng ta làm gì vậy, ta tân tân khổ khổ tốn hơn 50 vạn năm, tốn vô số tâm huyết, táng ra bại sản mới biến xích linh liệt hỏa thành như vậy. Hỗn tiểu tử ngươi trực tiếp chiếm được chỗ tốt lớn như vậy, không cảm kích ta thì thôi, ngươi còn động thủ với ta, thật sự là vong ân phụ nghĩa mà. Nhìn thấy thần sắc Lục Lâm Thiên trầm tư, lão giả nhỏ gầy mắng to, hình như Lục Lâm Thiên thật sự thiếu nợ hắn rất lớn. Nếu như không có ta, ngươi còn không thể đi ra, sớm muộn gì cũng sẽ bị xích linh liệt hỏa luyện hóa, tính toán ra vẫn là ta cứu ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Từ trong miệng xích linh liệt hỏa hắn hiểu một ít tình huống, Lục Lâm Thiên có thể đưa ra phán đoán đại khái, lúc trước xích linh liệt hỏa nhất định luyện hóa linh hồn lão giả, mà lão giả vẫn bị vây trong xương cốt. Chuyện này, ánh mắt lão giả chấn động vài lần, phất phất tay, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Nếu ngươi không đến, cuối cùng có thể chiến thắng nhất định là ta, ngươi cho rằng xích linh liệt hỏa thật sự có thể làm gì được lão nhân gia ta hay sao, hắn cũng đã nỏ mạnh hết đà. Bằng không cho dù linh hồn phân thân của ngươi cấp độ rất cao, cũng không thể làm gì xích linh liệt hỏa. Lục Lâm Thiên biến sắc, cũng không biết lão giả này nói là thật hay giả. Ngươi cho rằng ta lão nhân gia lừa ngươi sao, ta có chút tin tưởng ngươi thật sự tới từ thế giới thổ dân, ngươi là thổ dân, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra xích linh liệt hỏa đang ở cấp độ tuyên cổ cảnh hay sao, nếu không phải lão nhân gia ta táng ra bại sản mài nó suốt 50 vạn năm, tiêu hao sạch sẽ thực lực của nó. Tăng thêm linh hồn phân thân của ngươi cấp độ cao hơn nữa, trực tiếp ngăn chặn nó, lúc này mới có thể hấp thu, bằng không chỉ dựa vào cấp độ linh hồn phân chân cũng phải tan thành mây khói trước mặt nó mà thôi. Lão gia nhỏ gầy kích động, nhưng hắn thật sự táng ra bại sản đấy, không để ý tất cả mài xích linh liệt hỏa suốt 50 vạn năm, không nghĩ tới cuối cùng chỗ tốt lại bị thái điểu phá giới cảnh đạt được, hiện tại thái điểu này còn muốn đối phó hắn, nhớ tới những chuyện này, lão giả khóc không ra nước mắt. Tâm tính càng kích động hơn. Cái gì, xích linh liệt hỏa là tuyên cổ cảnh? Lục Lâm Thiên mới mặc kệ lão giả khóc không ra nước mắt hay kích động thế nào, chỉ là nghe được cấp độ tuyên cổ cảnh thì run lên, linh vật trời sinh cấp độ tuyên cổ cảnh, đây là khái niệm gì? Hắn chưa từng nghĩ tới. Bây giờ thiên hỏa của hắn lại thôn phệ linh vật trời sinh tuyên cổ cảnh. Ngươi cho rằng xích linh liệt hỏa không đạt tới cấp độ tuyên cổ cảnh sẽ có khả năng biến ta thành bộ dáng nửa sống nửa chết này hay không? Lần này lỗ lớn rồi, táng ra bại sản, tốn thời gian mấy chục vạn năm vẫn thất bại. Tâm tình kích động của lão già ổn định hơn trước, trong ánh mắt mang theo cảm khái thật sâu. Nhìn bộ dáng kích động của lão già, nội tâm Lục Lâm Thiên chấn động không nhỏ, đến bây giờ, trong nội tâm hắn vẫn khó phân biệt lão già nói thật hay giả.
trải qua nhiều việc, Lục Lâm Thiên không dễ tin người. Xuy, đột nhiên linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trong người hắn run lên, khí tức của nó bắt đầu ổn định lại. Tốt một chút rồi, nhớ kỹ, về sau ngàn vạn không thể cho linh hồn bổn nguyên của nó có chút cơ hội nào, cấp độ linh hồn phân thân của ngươi rất cao, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, hoặc là kết quả của thế giới thổ dân các ngươi cấp độ rất cao, nhưng tu vị lại quá thấp, không thể ngăn chặn linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa. Lục Lâm Thiên tuy bán tín bán nghi, hắn cũng nghe hiểu lão giả nói gì, chứng minh cái này nhỏ gầy lão giả cũng không có lừa gạt hắn, đối với cái này nhỏ gầy lão giả, Lục Lâm Thiên cũng là có chút ít nhìn không thấu. Không cần hoài nghi ta, ta không có tâm hại ngươi, thứ nhất, bởi vì trạng thái của ta hiện tại không thể nào làm gì được ngươi, linh hồn phân thân của ngươi dường như trời sinh có thể áp chế linh hồn, hiện tại linh hồn thể của ta rất khó chống lại. Thứ hai, nếu ta đối phó ngươi, Xích Linh Liệt Hỏa sẽ có cơ hội, nếu hắn không có việc gì, ta sẽ thảm, ta đã biến nó thành bộ dáng như vậy, tên kia tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Ánh mắt lão giả nặng nề, trừng mắt nói với Lục Lâm Thiên. Lão nhân gia ta nói thật với ngươi, ngươi cũng có tiếp tục giày vò lão nhân gia ta nữa. Ta tin tưởng ngươi một lần. Lục Lâm Thiên do dự vài lần, tâm niệm khẽ động, lập tức thu hồi thân thể hổ biến, dường như lão giả nhỏ gầy nói thật, đương nhiên, Lục Lâm Thiên vẫn còn cảnh giác. Ngươi thật tới từ thế giới thổ dân. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu hồi hổ biến, ánh mắt lão giả nhỏ gầy chấn động, hỏi Lục Lâm Thiên, ánh mắt kia như muốn xem thấu Lục Lâm Thiên. Thích tin hay không thì tùy. Lục Lâm Thiên không thể không vận chuyển hỗn độn âm dương quyết và tam thần thiên biến quyết, đồng thời cẩn thận ẩn nấp tất cả khí tức. Lão giả nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi có lẽ cũng không có gạt ta, nếu ngươi tới từ đại thế giới, dùng thiên phú của ngươi chỉ sợ sẽ có thế lực lớn đứng sau, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho ngươi đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài cũng sẽ có an bài. Các hạ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hiện tại ngươi đã thoát khốn, cáo từ. Lục Lâm Thiên cũng không muốn có liên quan tới lão giả này, nên đi sớm mới tốt, đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão giả này tuyệt đối không thể tùy tiện đối phó, cho nên Lục Lâm Thiên không thể không đề phòng. Chậm đã! Lão giả nhỏ gầy vội vàng gọi Lục Lâm Thiên lại, nói. Tiểu tử, cho ngươi chỗ tốt, ngươi có muốn không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhấc lên, trong mắt mang theo hiếu kỳ, nói. Chỗ tốt gì? Bái ta làm thầy, trở thành đệ tử ta. Thân ảnh lão giả không cong, tóc mất trật tự bay ra phía sau, lộ ra gương mặt chật vật nhưng ánh mắt cũng rất tự tin, nhớ ngày đó bao nhiêu người cầu bái sư không được, hắn khinh thường nhìn một cái, hiện tại muốn thu một thái điểu phá giới cảnh làm đồ đệ, tuyệt đối là nhiều người cầu không được. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lão giả nhỏ gầy trước mặt, trong nội tâm than nhẹ, nếu không có chuyện Phương Chí Thành, hắn chắc chắn không cân nhắc nhiều. Sau chuyện Phương Chí Thành, Lục Lâm Thiên không thể không nghĩ nhiều. Thấy lão giả tự tin, ánh mắt nhìn soi mói, nói. Ta đã có rất nhiều sư phó. Sư phó nhiều cũng không có gì, trong rất nhiều thế giới, chỉ cần là cường giả đều không chỉ có một sư phó, thực lực mạnh hơn ngươi đều có thể trở thành sư phó của ngươi, được bọn họ trợ giúp, ngươi có thể trở thành cường giả dễ dàng. Trong 3000 đại thế giới, tu luyện giả có nhiều sư phó cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Ngược lại sư phụ càng nhiều, có khả năng thực lực của người càng mạnh. Ít nhất hơn phân nửa sau lưng ngươi sẽ có thế lực, không ít sư phó liên lụy, đây chính là thế lực khủng khiếp. Đương nhiên, người bình thường sẽ không tùy tiện bái sư, người bình thường cũng không tùy ý thu đồ, nhiều ra mấy sư phó, trong 3000 đại thế giới chỉ là chuyện bình thường. Nhìn qua lão giả nhỏ gầy, Lục Lâm Thiên không thể không đề phòng một ít chuyện, lắc đầu, nói. Ta sẽ không bái sư, ngươi tìm người khác đi. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Cơ hội mất đi sẽ không có lại đâu, ngươi phải biết rằng, ngươi người mang không gian, thời gian, linh hồn ba loại áo nghĩa kỳ lạ, nếu không bái ta làm sư, ngươi sẽ tổn thất rất lớn đấy. Lão giả nhìn Lục Lâm Thiên, trên gương mặt chật vật mang theo vẻ ôn hòa, ánh mắt cho ngươi ta cảm giác như tắm trong gió xuân. Nhưng biểu hiện lão giả tận lực làm ra, làm cho Lục Lâm Thiên nghĩ tới ba chữ, bọn buôn người. Ta thật sự không có hứng thú. Lục Lâm Thiên vẫn không đồng ý, nếu hắn bái sư, nói không chừng sẽ bị lão giả bán đi, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Lục Lâm Thiên không thể không phòng bị. Nghe vậy, lão giả vô cùng tức giận, quát lớn. Vô liêm sỉ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng,
nhớ ngày đó bao nhiêu niết bàn cảnh và tuyên cổ cảnh quỳ ở trước mặt ta, ta còn ghét bỏ thiên phú bọn họ chưa đủ, nhìn cũng không nhìn, hôm nay lão nhân gia ta thấy căn cốt ngươi không tệ, thiên phú hơn người, cho nên có ý thu ngươi làm đồ đệ, ngươi vậy mà không cho ta mặt mũi, ngươi muốn thế nào? Ta sẽ không lại bái sư, đa tạ hảo ý của các hạ. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên nói. Ngươi! Ánh mắt lão giả nhỏ gầy tức giận trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức bất đắc dĩ, cẩn thận dò xét Lục Lâm Thiên một hồi, lúc này mới tiếp tục nói. Tiểu tử, ngươi không hề bái sư, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao, nếu xảy ra chuyện không tốt, cứ nói ra, lão nhân gia sẽ cao hứng nói với ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, hắn cảm thấy lão giả này không có ác ý với mình. Do dự một lát, Lục Lâm Thiên sửa sang lại trí nhớ, không nhanh không chậm, hắn nói chuyện bị ma linh yêu nữ dồn vào khe hẹp và cuối cùng là bái sư, bị Phương Chí Thành, Phạm Sàm tính toán nói một lần, trong mắt vẫn mang theo lạnh ý. Tiểu tử ngươi thật có ngạo khí, đánh chết hơn 10 phá giới cảnh, hơn 10 vạn đệ tử, nếu là ta sẽ diệt môn của hắn, chó gà không tha, đám người đầu sỏ sẽ sống không bằng chết. Lão giả lạnh nhạt, nhìn thấy lạnh ý trong mắt Lục Lâm Thiên, ánh mắt rung rung, nói nhỏ. Nhưng mà thải hồng cốc này ta chưa nghe qua, thiên thủy môn hơi nhớ một ít, có lẽ chỉ là tiểu thế lực trong chiến thiên liên minh. Khoản nợ này ta sẽ đích thân đòi thải hồng cốc, thiên thủy môn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lạnh ý bắn ra, nói. Chiến thiên liên minh, ta sẽ ghi nhớ. Lão giả nhìn Lục Lâm Thiên, từ trong lạnh ý của hắn thấy sát ý chấn động. Thiên thủy môn không tuân thủ chiến thiên liên minh thủ tạ lệnh, bây giờ ngươi còn sống, vì sao không thông báo chuyện này, để cho người chiến thiên liên minh xử lý? Lão giả nhỏ gầy nhìn qua Lục Lâm Thiên, hỏi. Theo ta được biết, chiến thiên liên minh rất xem trọng thủ tạ lệnh, đây cũng là căn bản giúp chiến thiên liên minh có thể sừng sững trong thượng thanh đại thiên thế giới. Nếu ta truyền tin tức ra, ta sẽ chết sớm hơn. Lục Lâm Thiên cắn răng nói ra, hàn ý bao phủ ánh mắt, nói. Chuyện đã phát sinh, nếu ta mang tin tức chiến thiên liên minh không tuân thủ thủ tạ lệnh truyền đi, chiến thiên liên minh điều tra dù là thật cũng sẽ vì thể diện và hình tượng chiến thiên liên minh mà phủ nhận đi, còn có thể diệt khẩu ta, một số năm sau đó lại tiêu diệt thiên thủy môn, với thực lực của ta bây giờ, ai lại tin ta nói, thực lực mới là chứng minh tất cả. Cũng không phải đồ đần, rất rõ ràng chiến thiên liên minh sẽ làm ra chuyện này, mặc kệ ở nơi nào, thực lực phi tôn, thực lực mới là tất cả. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt có chút ngoài ý muốn, hơi tán thưởng nói. Vì sao ngươi muốn gia nhập chiến thiên liên minh? Trước kia muốn, hiện tại không muốn, chiến thiên liên minh, không gì hơn thế này. Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Nhưng đối với chiến thiên liên minh mà nói, thực lực ngươi bây giờ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích chiến thiên liên minh, thực lực phi tôn, ngươi khoan hãy nói ngươi sớm muộn gì có ngày trở thành cường giả. Thậm chí vượt qua chiến thiên liên minh, ít nhất hiện tại chiến thiên liên minh vẫn đứng không ngã, vẫn là tồn tại cao thượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà ngươi vẫn chỉ là con sâu cái kiến, chuyện sau này không ai nói chuẩn, nói không chừng ngươi ngày mai sẽ bị người ta diệt, căn bản cũng không có cơ hội trở thành cường giả, cho dù ngươi trở thành cường giả, vậy cần bao lâu, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, hay là ngàn vạn năm, thậm chí càng dài. Lão giả nhỏ gầy nói xong, nhìn qua Lục Lâm Thiên, khóe miệng mang theo một tia trêu tức, cũng rất trào phúng nói. Ta cho rằng tương lai ngươi sẽ trở thành cường giả, nhưng khi đó ngươi sẽ mạnh hơn chiến thiên liên minh hay sao? Nghe lão giả nói chuyện, ánh mắt Lục Lâm Thiên yên tĩnh, lập tức trở nên mê mang, lão giả nói là sự thật hiển nhiên. Mà lập tức, Lục Lâm Thiên vẫn đang suy nghĩ, lúc trước trên đại lục Linh Vũ, Hóa Võ Tông, Lăng Lan Sơn Trang. Hắc sát giáo. Đứng trước mặt mình đều là quái vật khổng lồ, đều cao không thể chạm tới, hắn vẫn từng bước leo lên đỉnh phong, hắn phá hủy chúng, chính mình có hỗn độn âm dương quyết, còn có thế giới hỗn độn chi nguyên, hiện tại không phải ban đầu có thể so sánh. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng lão giả nhỏ gầy, trong mắt tràn ngập ngạo khí, tinh mang lập lòe, nói. Ta tin tưởng không bao lâu nữa ta có thể làm được, nếu khi đó ngươi vẫn còn, ta mời ngươi uống rượu. Bởi vì ngươi nói ta cảm thấy, ta vẫn là ta. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên mỉm cười, đoạn thời gian chịu đả kích làm nội tâm của hắn lo lắng, trong thế giới này, cường giả như mây,
chính mình chỉ có thể sống trong khe hở, trong vạn cổ thế giới hắn không ngừng trốn đông trốn tây, đây cũng không phải chuyện mình nên trải qua nữa. Mà lão giả nhỏ gầy nói chuyện làm cho Lục Lâm Thiên bỗng nhiên đốn ngộ, con đường lúc trước mình đã đi qua rồi, bây giờ đi lại lần nữa thì có làm sao? Giống. Nghĩ vậy Lục Lâm Thiên cảm thấy nội tâm khoan khoái dễ chịu, hắn hét lớn truyền ra, tiếng quát như hổ gầm, chấn động cả không gian sinh ra gợn sóng cuồn cuộn. Một thân ngông nghênh, một thân ngạo khí, kẻ này bất phàm, chiến thiên liên minh sợ rằng sẽ tổn thất lớn rồi. Ánh mắt lão giả nhỏ gầy kích động, trong nội tâm thì thào, người có ngạo khí cũng có thể nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tự cho mình siêu phàm, nhưng một thân ngông nghênh có thể làm người bát phàm. Hơn nữa dựa vào thiên phú cẩu của hắn, tiền đồ có thể nghĩ. Tiểu tử, có ngạo khí là chuyện tốt, nhưng muốn trở thành cường giả lại không dễ dàng, dùng thực lực của ngươi bây giờ, cho dù ngươi muốn đối phó thải hồng cốc cũng khó rất, về phần thiên thủy môn, càng khó hơn lên trời, nếu ngươi bái ta làm thầy, ta cam đoan có thể giúp ngươi giải quyết thiên thủy môn cùng thải hồng cốc, ngay cả chiến thiên liên minh cũng không dám thế nào với ngươi. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Lâm Thiên, hắn lại đưa ra dụ hoặc. Lục Lâm Thiên nhìn sang lão giả nhỏ gầy, hơi thi lễ, cũng nhận ra lão giả này không có ác ý với mình, nói. Thiên thủy môn và thải hồng cốc ta sẽ tự mình giải quyết, đa tạ các hạ. Đương nhiên phải dựa vào chính mình, ta vốn không có ý đích thân giúp ngươi, chỉ cho ngươi một ít trợ giúp mà thôi. Lão giả nhỏ gầy bất đắc dĩ thở dài, nói. Ai, xem ra, người ngu ngốc khi không bái ta làm thầy, như vậy đi, người không bái ta làm thầy cũng có thể. Chúng ta làm giao dịch chứ? Giao dịch gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lập tức hỏi thăm, nội tâm sinh ra không ít hứng thú. Giao dịch sau này hãy bàn, nhưng linh hồn phân thân của ngươi đang có phiền toái, ngươi cần lập tức xử lý, bằng không sẽ hại mình, ngươi cũng chưa thể thôn phệ xích linh liệt hỏa cho mình sử dụng, xích linh liệt hỏa bị ngươi thôn phệ, như vậy linh hồn bổn nguyên của xích linh liệt hỏa rất khó bị áp chế, bởi vì thực lực của nó cao hơn ngươi quá nhiều. Lão giả nhìn Lục Lâm Thiên, nghiêm mặt nói. Ngươi nghe theo là tốt rồi, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, nếu thật muốn hại ngươi, ta hiện giờ yếu như vậy nhưng cũng có hơn 10 biện pháp đối phó ngươi. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, chính mình cũng không phải người dễ đối phó, đặc biệt là đối với linh hồn thể, nhưng mà do dự một chút, hắn thu hồi linh hồn phân thân trở về. Linh hồn phân thân trở lại trong không gian, lập tức khoanh chân tu luyện. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm xảy ra chuyện gì, Lục Lâm Thiên tự nhiên cũng rất rõ ràng, lão giả nhỏ gầy nói là sự thật. Lão giả nhỏ gầy thỏa mãn gật đầu, lập tức nói nhỏ. Lão nhân gia ta trước kia có không ít gia tài, nhưng vì đối phó xích linh liệt hỏa đã táng ra bại sản, tăng thêm bị xích linh liệt hỏa tính toán ngược lại, đừng nói là nhẫn chữ vật, nay cả túi da này cũng bị nó hủy. Lão giả nhỏ gầy nhìn qua hài cốt bên cạnh, thở dài nói. Nhưng có thể cho ngươi không ít chỗ tốt, tiểu tử ngươi và lão nhân gia ta hợp ý, tuy lão nhân gia ta tức giận, nhưng lão nhân gia ta hôm nay cảm thấy nội tâm khoan khoái dễ chịu, xem như lễ gặp mặt với ngươi đi, hiện tại thả linh hồn lực của ngươi ra, ta thật không hại ngươi. Khi lão giả nhỏ gầy dứt lời, thủ ấn biến hóa, linh hồn chấn động, lập tức đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hơi do dự, liền trực tiếp buông linh hồn lực ra, mình không sợ nhất là linh hồn lực. Huống chi trong linh hồn còn có thổ phỉ kia. Vèo. Hào quang linh hồn chấn động truyền vào đầu, toàn thân Lục Lâm Thiên run lên, linh hồn lực chấn động lọt vào trong đầu đã hóa thành tin tức khổng lồ in vào trí nhớ Lục Lâm Thiên. Đây là lĩnh ngộ cả đời của lão phu, xem như truyền thừa chính thức của ta, ta có ý định vạn nhất bị xích linh liệt hỏa hoàn toàn luyện hóa còn có thể bảo lưu lại một phần truyền thừa, như vậy y bát của ta sẽ không mất, cho nên mới chuẩn bị, hiện tại gặp gỡ tiểu tử ngươi. Ngươi lại không bái ta làm thầy. Cũng được, dù sao ngươi chiếm tiện nghi của lão tử quá nhiều, lại cho ngươi đạt được chút ít tiện nghi cũng không có gì. Đại thiên linh lục này ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải xem tạo hóa của ngươi. Cứ hảo hảo lĩnh ngộ, trong đó có một ít chỉ dẫn áo nghĩa y bát của ta, hy vọng sẽ có trợ giúp ngươi. Lúc tin tức khổng lồ này khuếch tán trong đầu Lục Lâm Thiên, bên tai hắn có giọng nói lão giả vang lên. Lục Lâm Thiên nghe xong liền ngồi xuống, kết xuất tu luyện thủ ấn. Hỗn độn âm dương quyết tự động vận chuyển. Trong đầu có rất nhiều tin tức hiện ra, Lục Lâm Thiên nhìn trộm nhưng nội tâm rung động khó hiểu, tin tức này vô cùng mênh mông, kể cả đan dược, khôi lỗi, linh khí, khôi lỗi tọa giá, trận pháp,
còn có rất nhiều thứ mà Lục Lâm Thiên quá khứ chưa từng nghe qua. Trong tin tức khổng lồ này có không gian, thời gian, linh hồn ba loại áo nghĩa hoàn mỹ phối hợp với nhau, thậm chí là dung hợp, tin tức rất khổng lồ, tất cả tin tức trong đó, với tầng thứ của sư phụ thánh thủ linh đế thiên linh lục rất là tương tự, nhưng tầng thứ không phải thiên linh lục có thể so sánh. Lục Lâm Thiên rất rõ ràng tầm quan trọng của những thứ này, tất cả tin tức trong đó chính là đại cơ duyên của bản thân. Một lát sau, quanh người Lục Lâm Thiên bao phủ trong hào quang trắng nõn, toàn thân có linh hồn chấn động tràn ra, thân thể đắm chìm trong lĩnh ngộ và tu luyện. Hỗn tiểu tử, vẫn cảnh giác ta, hiện tại đã buông lỏng cảnh giác, không biết nên có tâm phòng người sao, khá tốt lão nhân gia ta tâm địa lương thiện. Lão nhân gia thì thào nói nhỏ, nhưng câu cuối cùng tâm địa lương thiện có người quen biết hắn biết rõ, chắc chắn sẽ chửi thẳng mặt hắn, hắn hoàn toàn không có chút quan hệ nào với tâm địa lương thiện cả, cao ngạo, quái dị và khủng bố mới là cách hình dung tính cách của hắn. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Lâm Thiên, dường như càng ngày càng thỏa mãn. Thực lực không cao, nhưng một thân ngông nghênh, một thân ngạo khí, cực giống lão nhân gia ta, chiến thiên liên minh a hát, càng lăn lộn càng thụt lùi, về sau nhất định sẽ hối hận, hiện tại lão nhân gia ta quyết định chặn ngang một cước. Sau một lát, ánh mắt lão giả nhỏ gầy vô cùng vui vẻ, hư ảnh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trong không gian này vô cùng yên tĩnh. Bên ngoài còn có hỏa diễm xích linh liệt hỏa cuồn cuộn. Trong một không gian to lớn khác, thân thể khôi ngô của Kim Viên khoanh chân ngồi đó, trước mặt hắn là một đống thi cốt tán loạn, thi cốt mang theo hào quang đỏ thẫm, chồng chất như núi. Trong núi thi cốt này năng lượng mênh mông, chúng nhanh chóng tràn vào trong người Kim Viên, năng lượng tiến vào người, khí tức Kim Viên tăng lên như vũ bão, năng lượng thiên địa dao động thật mạnh. Trong không gian bình tĩnh này cũng không biết là nơi nào, trong không gian yên tĩnh, thời gian trôi qua cũng không biết bao lâu. Trong không gian bình tĩnh này lập tức có một ít chấn động mơ hồ truyền ra, chấn động dần dần xuất hiện, mới thấy rõ ràng phía trước dĩ nhiên là quái vật khổng lồ, toàn thân vết thương chồng chất, lân phiến màu vàng nghiền nát, có vết máu đã cứng, đó là một con kim long đã hôn mê, tuy hôn mê nhưng khí tức uy áp vẫn bộc phát dữ dội. Siêu siêu! Trong không gian yên tĩnh có mấy đạo thân ảnh phá không bay tới, lập tức hàng lâm trong không gian này. Khí tức hùng hồn bao phủ các nơi, từng tia ánh mắt nhìn lên kim long bị thương chồng chất. Công chúa, hắn bị thương nặng, dường như từ trong khe hẹp thế giới đi ra ngoài, còn có một tia khí tức, đã là kỳ tích. Dẫn hắn trở về, xem có thể cứu sống hay không. Tiếng nói thanh thúy vang lên, tiếng nói thanh thúy ngọt ngào, nhưng lại mang theo uy áp bẩm sinh. Sơn mạch cổ lan xuất hiện hỏa loại linh vật trời sinh đã truyền ra được nửa tháng. Càng ngày càng nhiều người tu vị cao tụ tập đến, tin tức truyền ra, ngay cả thế giới chung quanh cũng có không ít cường giả đi vào trong vạn cổ thế giới. Dưới hỏa diễm cuồn cuộn này có không ít người nếm thử tiến vào, cuối cùng chật vật đi ra, có không ít người mất mạng trong đó. Tam đương gia, chúng ta rông dài ở đây cũng không phải biện pháp, người càng ngày càng nhiều. Trên một ngọn núi, ánh mắt họ Sơn ngưng trọng, nói với ma linh yêu nữ bên cạnh. Thiên hỏa tuy là bảo vật. Nhưng ta càng muốn tìm vô ảnh phệ tủy độc thư về, ta có thể cảm giác được, vô ảnh phệ tủy độc thư vẫn tồn tại, chúng có liên hệ với ta, nhưng vẫn bị cấm chế, người nọ vẫn còn sống. Trên mặt thanh lệ thoát tục của ma linh yêu nữ, nàng chu miệng, dậm chân nói. Bất kể như thế nào, vô ảnh phệ tủy độc thư là thứ ta phải cầm về. Không gian chấn động, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đó, trên người chấn động, không biết lúc nào, hắn đã bắt đầu đột phá. Tiểu tử này, chẳng lẽ sắp đột phá sao? Lão giả nhỏ gầy nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được khí tức trên người Lục Lâm Thiên chấn động thì mở mắt ra, hắn vô cùng kinh ngạc. Tất cả những việc này Lục Lâm Thiên cũng không biết, hắn trải vuốt tin tức trong đầu. Cũng lĩnh ngộ thời gian, không gian, linh hồn ba loại áo nghĩa. Dung hợp thời gian, không gian, linh hồn ba loại áo nghĩa này, Lục Lâm Thiên đã sớm có kinh nghiệm, chính mình lĩnh ngộ thời không lao ngục. Cũng dung nhập thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa vào trong đó, bởi vậy thời không trong lao ngục vây nhốt người cùng đẳng cấp, có thể nói là đồ sát cùng cấp. Ban đầu ở Thải Hồng Cốc, Lục Lâm Thiên với tu vị phá giới cảnh sơ giai thi triển, thời không lao ngục, tu vị phá giới cảnh trung giai không thể nhúc nhích, ngay cả phá giới cảnh cao giai cũng bị vây khốn rất chặt. Từ phá giới cảnh sơ giai đột phá tới phá giới cảnh cao giai, khoảng cách trong đó lớn lắm. Đủ để là chứng minh thời không lao ngục rất mạnh, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa,
ngũ hành tương khắc, vật chất áo nghĩa các năng lượng dung hợp với nhau, tác dụng và uy năng của nó vây khốn người khác, khiến người đó thúc thủ vô sách. Cho dù người thực lực cường hãn bị vây trong, thời không lao ngục cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Lục Lâm Thiên đánh ra từng đạo thủ ấn huyền diệu, mang theo không ít thời không loạn lắc lư, phóng thích ra linh hồn lực chấn động mênh mông. Vì sao lĩnh ngộ nhanh như vậy, tiểu tử này thật sự đến từ thế giới thổ dân sao? Nhìn thấy thủ ấn của Lục Lâm Thiên sinh ra chân động huyền ảo, lão giả nhỏ gầy nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thế là đủ. Chuyện lĩnh ngộ này không phải nói lĩnh ngộ càng lâu càng tốt, tiến bộ càng lớn, tất cả thuần túy dựa vào vận khí. Vận khí tốt lưu quang vừa hiện, một khi tiến vào trạng thái đốn ngộ, thời gian mấy ngày còn mạnh hơn người khác lĩnh ngộ mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Lục Lâm Thiên hiện tại đúng là như thế, đắm chìm trong trạng thái vong ngã, hắn lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa đạt được chỗ tốt cực lớn, có thể nói tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên cũng biết hắn đang trải qua những chuyện gì. Những thủ ấn hắn đang thi triển ra chỉ là một phần nhỏ trong đại thiên linh lục mình đang hấp thu, ví dụ như có thể bố trí một ít thời không đại trận, vận dụng thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa dung nhập trong đó, người bị vây khốn trong đại trận, đời này cũng đừng nghĩ thoát thân. Tất cả tin tức này đều đến từ đại thiên linh lục, đến từ y bát của lão giả kia, lưu truyền thừa cho người hữu duyên, bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng rung động với tài năng tuyệt thế của lão giả. Không hề nghi ngờ, người này còn cường hãn hơn Thánh Thủ Linh Đế rất nhiều. Đương nhiên không thể nói sư phụ Thánh Thủ Linh Đế cũng không bằng lão giả nhỏ gầy này, mà là Đại Lục Linh Vũ chỉ là thế giới thổ dân, sư phụ Thánh Thủ Linh Đế điều kiện và kiến thức có hạn, nhưng trong điều kiện như thế lại có thành tựu kinh người, nếu sư phụ Thánh Thủ Linh Đế sinh hoạt ở thế giới bên ngoài, tuyệt đối có thể còn khủng bố hơn cả lão giả nhỏ gầy trước mặt. Đến bây giờ, Lục Lâm Thiên đã có chút tin tưởng lời lão giả nói. Lúc trước hắn một tát chụp chết cường giả niết bàn cảnh. Tuyên cổ cảnh cũng phải tất cung tất kính, thành thành thật thật, chỉ bằng tin tức trong đại thiên linh lục, Lục Lâm Thiên đã biết rõ lão giả này chắc chắn không nói khoác. Tâm tư của Lục Lâm Thiên dùng trên lĩnh ngộ thời gian, không gian, linh hồn ba loại áo nghĩa lĩnh ngộ, đại thiên linh lục vận chuyển dựa theo hỗn độn âm dương quyết. Theo thời gian trôi qua, khí tức quanh người Lục Lâm Thiên càng ngày càng mạnh, tất cả thậm chí xảy ra mà Lục Lâm Thiên không hề cảm giác được. Khí tức quanh người Lục Lâm Thiên chấn động càng ngày càng mạnh, không gian chung quanh càng ngày càng tụ tập nhiều năng lượng giống như đại đạo hóa thành vũ khí quanh quẩn bên ngoài thân thể Lục Lâm Thiên, cuối cùng khi vũ khí tiến vào thân thể Lục Lâm Thiên. Năng lượng trong không gian hội tụ càng ngày càng nhiều, năng lượng tụ tập cuồn cuộn không dứt sau đó hóa thành thực chất tiến vào thân thể Lục Lâm Thiên. Trong lúc bất chi bất giác, làm cho Lục Lâm Thiên trong cơ thể gân cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ các loại, đợi lần nữa đã bị một loại tấn cấp hạ rèn. Khi năng lượng chung quanh hội tụ càng ngày càng nhiều, trong không gian này năng lượng hội tụ rất mạnh, dần dần hội tụ thành một vòng năng lượng thật mạnh. Mà Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi ở trung ương, thân thể giống như cái động không đáy, bất chi bất giác hấp thu năng lượng thiên địa, cả không gian không ngừng chấn động. Đột phá phá giới cảnh cao giai mà thôi, vì sao mạnh như thế, ngay cả đột phá ngộ chân cảnh cũng không có động tĩnh bực này. Không gian run lên không nhỏ, hư ảnh lão giả nhỏ gầy lui ra phía sau một ít, hắn kinh ngạc nhìn tất cả vào trong mắt. Ở bên ngoài, trong sơn mạch bao la đã không biết xảy ra chuyện gì, hỏa diễm bạo tăng cuồn cuộn không dứt, sóng lửa quét qua mặt đất, những người đang tụ tập vô cùng hoảng sợ. Trong không gian, theo Lục Lâm Thiên gây ra động tĩnh như thế kéo dài suốt 3 ngày tất cả mới bình tĩnh trở lại, không gian khôi phục bình tĩnh như trước. Năng lượng bị Lục Lâm Thiên thôn phệ. Đột nhiên hai mắt Lục Lâm Thiên mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài, quanh người bộc phát khí thế vô cùng mạnh mẽ, nương theo đó là khí tức man hoang tự nhiên, không gian chung quanh rung động không nhỏ. Phá giới cảnh cao giai, tại sao có thể có khí tức hùng hậu như vậy, khí thế kia cũng không phải bình thường. Ánh mắt lão giả run run, hắn cảm giác mình càng ngày càng không hiểu tiểu tử này. Hô! Lục Lâm Thiên phun một ngụm chọc khí ra ngoài, quanh người sinh ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Lập tức thu liễm vào trong cơ thể, không tiết lộ ra chút nào, làm cho người ta căn bản không thể nhìn trộm. Lúc này Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, khí tức toàn thân ẩn nấp đi, nhưng khí tức cải biến một cách vô hình, trở nên càng ngày càng hùng hậu và kéo dài. Tâm thần quan sát biến hóa trong cơ thể, cảm giác được đan điền khí hải hùng hậu hơn lúc trước mấy lần, còn có thời gian, không gian, linh hồn ba loại áo nghĩa đột phá một bước,
khóe miệng Lục Lâm Thiên cười rất tươi. Lại có thể trực tiếp đột phá một giai, cũng không phải sai, cảm giác như thế nào? Hư ảnh lão giả bay tới, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Lúc này đưa mắt nhìn lão giả nhỏ gầy, lòng cảnh giác đi không ít, đứng dậy mỉm cười, rất là thỏa mãn nói. Cảm giác thật mỹ diệu. Mỹ diệu cái đầu của ngươi, ta hỏi đại thiên linh lục thế nào? Lão giả hỏi Lục Lâm Thiên, ánh mắt chừng Lục Lâm Thiên. Đại thiên linh lục cũng tạm được, còn không có trở ngại. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn lão giả nhỏ gầy đáp một câu. Cũng tạm được. Nghe hư ảnh lão giả nhỏ gầy đầy hắc tuyến, đại thiên linh lục là cảm ngộ cả đời của hắn, cũng chỉ đổi lại ba chữ, cũng tạm được, của thái điểu phá giới cảnh, với hắn mà nói, quả thực chính là vũ nhục và đả kích thật lớn, lập tức tức giận nói. Tiểu tử, không hài lòng, vậy trả đại thiên linh lục lại cho ta. Tiền bối, đại thiên linh lục của ngươi thật sự bình thường thôi, hơi chút có thể để mắt, ngược lại có thể dung hợp thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, và linh hồn áo nghĩa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên xoay chuyển, mỉm cười nói nhỏ, đại thiên linh lục hắn đã đạt được, Lục Lâm Thiên có ý định đánh chết cũng không trả. Đó là đương nhiên, người có thể làm được bước này không nhiều. Hư ảnh lão giả nghe xong lời này lại sinh ra ngạo khí nhớ ngày đó, nếu hắn dậm chân một cái, 3000 đại thế giới cũng phải chấn động. Không thể nào, dùng hợp ba loại áo nghĩa mà thôi, rất dễ dàng, không khó đâu. Lục Lâm Thiên ra vẻ cười cười, hắn vô thành vô tức ngưng tụ bốn đạo hào quang, hắn cho hư ảnh Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng Chu Tước cùng xuất hiện. Trong ánh mắt ngạc nhiên của lão giả nhỏ gầy, tay Lục Lâm Thiên kéo lê đường vòng cung huyền ảo, hai luồng hào quang va chạm với nhau, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ bốn hư ảnh trực tiếp dung hợp với nhau. Hư ảnh bốn thần thú này đại biểu cho linh hồn, thời gian, không gian, vật chất bốn loại áo nghĩa trực tiếp dung hợp quang đoàn phía trên, bỗng nhiên bắn ra ra chướng mắt cường quang, biên giới hư không hiển lộ ra đen kịt khe hở, một cổ mới khủng bố khí tức, tự trong đó tràn ngập mà ra. Đây là bốn loại áo nghĩa kỳ lạ, tiểu tử ngươi người mang không phải ba loại kỳ lạ áo nghĩa, không ngờ là bốn loại, còn dung hợp chúng với nhau. Hư ảnh lão giả nhỏ gầy nghẹn họng nhìn chân chối, hắn há hốc mồm, tu luyện một loại kỳ lạ áo nghĩa đã khó lường, người mang hai chủng áo nghĩa trong 3000 đại thế giới gần như phượng mao lân giác. Mà người mang ba loại gần như khó thấy, thiên phú khủng bố tới mức làm người ta đố kỵ, hắn chính là một người trong số đó, người mang ba loại kỳ lạ áo nghĩa tung hoành đại thế giới. Bây giờ người mang bốn loại áo nghĩa đang xuất hiện trước mặt hắn, sau đó hư ảnh lão giả nhỏ gầy sợ hãi thán phục. Hắn bắt đầu sụp đổ, đối phương cấp độ phá giới cảnh đã có thể dung hợp toàn bộ, đây là điểm hắn xấu hổ. Xuy, nhìn bộ dáng ngạc nhiên của lão giả, Lục Lâm Thiên đạt tới mục, giấu giếm giấu vết cười cười, cầm trong tay tứ thần quyết thu liễm về sau, nhìn qua hư ảnh nhỏ gầy lão giả, nói nhỏ. Tiền bối, kỳ thật trong đại thiên linh lục của ngươi có không ít thủ đoạn luyện chế khôi lỗi tọa giá rất không tệ, nếu tiền bối có rảnh có thể chỉ điểm tiểu tử 1-2, tiểu tử vô cùng cảm kích. Ai, xem ra ta bị nhốt 50 vạn năm, ngoại giới biến hóa không nhỏ. Lão giả nhỏ gầy nhìn qua Lục Lâm Thiên, cười khổ nói. Tiểu tử ngươi thiên phú thật sự rất khủng bố, chiến thiên liên minh hiện tại tổn thất quá lớn, nếu biết rõ ngươi người mang bốn loại kỳ lạ áo nghĩa trên người, sợ rằng hối hận xanh ruột, trực tiếp diệt thiên thủy môn, thải hồng cốc 10 cũng có thể. Chiến thiên liên minh, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ cầm lại khối thủ tạ lệnh. Tự mình giao cho chiến thiên liên minh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Thiên phú của ngươi không tồi, nhưng đây chỉ là điều kiện thôi, về phần ngươi sau này có thành cường giả hay không, dựa vào thiên phú cũng vô dụng. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi phải hiểu được, ngươi muốn trở thành cường giả, thiên phú là thứ nhất, nhưng trọng yếu nhất là tài nguyên tu luyện, cần danh sư chỉ điểm mới có thể dùng thời gian nhanh nhất, trạng thái tốt nhất trở thành cường giả. Cũng có thể dựa vào chính mình, chỉ có không ngừng trải qua tôi luyện mới có thể tạo nên cường giả chính thức. Lục Lâm Thiên tiếp lời. Thật cao hứng ngươi có thể hiểu đạo lý kia, ngươi càng ngày càng làm cho ta thích. Hư ảnh lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Lâm Thiên, mỉm cười, ánh mắt hắn hơi biến hóa, nói. Ngươi hiểu và những thế lực lớn cũng rất hiểu điều này, bọn họ bồi dưỡng thế hệ trẻ cũng không phải chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện và chỉ đạo, cũng cần phải tôi luyện. Thậm chí là tôi luyện tàn khốc khó tưởng tượng nổi, ngươi có thể nghĩ đến, những cường giả đỉnh cấp sao không nghĩ đến,
chẳng lẽ ngươi cho rằng những cường giả chân chính của đại gia tộc, đại thế lực chỉ là bao cỏ hay sao? Lục Lâm Thiên nghe xong, nội tâm sững sờ, lão giả nói tuyệt đối không sai. Ngươi có thiên phú thật tốt, đây là điều kiện của ngươi, người thông minh lợi dụng điều kiện của mình, giúp mình nhanh chóng trưởng thành, bằng không sẽ bị loại bỏ, thiên địa mênh mông, trong 3.000 đại thế giới có không biết bao nhiêu thế hệ thiên phú không tệ cũng bị đào thải trong dòng sông thời gian. Lão giả nhỏ gầy nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Nói về giao dịch của chúng ta đi, ngươi có thể không bái ta làm thầy, không gọi ta là sư phó cũng không sao, ta cũng không quan tâm những chuyện này, ta cũng có thể giúp ngươi trở thành cường giả, ta sẽ cho ngươi chỉ đạo và trợ giúp của ta, ngươi cũng rất rõ ràng, ngươi cần ta trợ giúp, bằng không vừa rồi cũng không có chút tiểu tâm tư kia. Nhìn thẳng vào ánh mắt lão giả nhỏ gầy, Lục Lâm Thiên vẫn có cảm giác mình bị nhìn thấu. Đối mặt với lão giả trước mặt hắn không có bao nhiêu bí mật đáng nói, vừa rồi mình ngưng tụ tứ thần quyết thật sự có động cơ trong đó, vẫn bị người ta đoán ra. Tiền bối, nếu giao dịch, chắc chắn sẽ có yêu cầu. Lục Lâm Thiên nói với lão giả. Giáo huấn một người giúp ta, đả kích khí diễm hung hăng càn quấy của hắn, lão nhân gia ta không chịu nổi hắn. Dường như nhớ tới chuyện gì, lão giả lúc này vô cùng kích động, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt chấn động, nói. Nhưng ta chỉ hoãn 50 vạn năm, thời gian đã không đủ, hiện tại gặp được ngươi, chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, lão nhân gia ta áp tiền đặt cược lên người của ngươi một lần. Tiền bối, không biết ngươi muốn giáo huấn là ai? Thực lực của ta, ngươi rất rõ ràng, sợ rằng sẽ làm người thất vọng rồi. Lục Lâm Thiên nhún nhún vai, lão giả nhỏ gầy muốn giáo huấn người khác, nghĩ lại cũng biết thực lực và cấp độ của người ta thế nào, mình chỉ có thực lực phá giới cảnh. Tuy vừa vặn lại đột phá đến phá giới cảnh cao giai, nhưng rõ ràng là chưa đủ. Việc này ngươi cũng đừng quản, tóm lại ngươi trả lời ta, ngươi có đáp ứng giao dịch này hay không, nếu không đáp ứng, ngươi từ đâu đến thì cứ về đó đi, về sau chuyện của ngươi ta cũng không quản. Nếu ngươi đáp ứng, từ nay về sau ta sẽ xem ngươi như đồ đệ của mình, tận lực phụ đạo ngươi, trợ giúp ngươi tu luyện, nhưng mà chính ngươi chọc phải phiền toái gì, cũng đừng có trông cậy vào ta. Bởi vì ta bây giờ bản thân khó bảo toàn, căn bản không cách nào giúp ngươi. Lão giả nhỏ gầy rõ ràng đang nôn nóng, hắn nói chuyện nhanh như súng máy, vừa dứt lời, ánh mắt thâm thúy nhìn lên người Lục Lâm Thiên. Tiểu tử về sau xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Lục Lâm Thiên nhìn lão giả trước mặt, cung kính xoay người thi lễ, hắn tuyệt đối cung kính, Lục Lâm Thiên biết mình đang cần gì. Ha ha! Mắt thấy Lục Lâm Thiên thi lễ, lão giả cao hứng cười ha ha. Vui vẻ nói. Về sau cũng không nên gọi tiền bối gì nữa, người gọi danh hào của ta là Tam Kỳ Lão Nhân. Vậy sau này, tiểu tử sẽ gọi là Kỳ Lão A. Lục Lâm Thiên xem như biết rõ danh hào của lão nhân này, lúc trước từ miệng Xích Linh Liệt Hỏa hắn nghe qua xưng hô Tam Kỳ Lão Nhân, Lục Lâm Thiên đã đoán được một ít. Kỳ Lão? Lão giả nhỏ gầy sững sờ, lập tức khoát khoát tay, nói. Tùy ngươi gọi sao cũng được. Đừng tiền bối là tốt rồi, nghe rất xa lạ. Ồ, Tam Kỳ Lão Nhân vừa dứt lời, ánh mắt nhảy lên, lập tức phát hiện chuyện gì đó, ánh mắt hơi chấn động, nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ta không có nhẫn chữ vật, cho lão nhân gia ta một cái, lão nhân gia ta bây giờ đã táng ra bại sản, không còn ngoại vật. Vừa dứt lời, trên mặt Tam Kỳ Lão Nhân mang theo vài phần cười khổ. Trên người Lục Lâm Thiên có không ít nhẫn chữ vật. Lập tức tìm ra một nhẫn chữ vật giao cho Tam Kỳ Lão Nhân. Nhẫn chữ vật không nhập lưu, sau khi ta khôi phục, lại luyện chế cho ngươi mấy cái. Tam Kỳ Lão Nhân tiếp nhận nhẫn chữ vật sau đó thu hài cốt đỏ thẫm vào trong nhẫn, ánh sáng lại ảm đạm một ít. Nhìn Tam Kỳ Lão Nhân thu hồi hài cốt của mình, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, cuối cùng không nói ra lời. Viên lang! Ánh mắt Tam Kỳ Lão Nhân lóe lên. Lập tức thân ảnh biến mất tại chỗ, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, lại đi theo. Một lát sau, trong một không gian to lớn khác, Kim Viên đã là khôi phục bản thể cực lớn, trước mặt là đống thi cốt tán loạn, thi cốt mang theo ánh sáng đỏ thẫm chồng chất như núi, hoàn toàn không khác gì bản thể Kim Viên. Trong thi cốt một năng lượng mênh mông tỏa ra, chúng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Kim Viên, lúc năng lượng mênh mông rót vào trong người, lúc này khí tức Kim Viên đang tăng lên như bão tố. Năng lượng thiên địa hội tụ thành vòng xoáy, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Kim Viên. Kim Viên đại ca đang đột phá. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt vô cùng rung động.
tiểu gia hỏa này lại được Viên Lang truyền thừa, cơ duyên này không tệ, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như có thể trở về tổ địa, vậy càng tốt. Tam Kỳ lão nhân nhìn thân thể khổng lồ của Kim Viên sau đó nói một câu. Kỳ lão, chủ nhân thi cốt này chính là tiền bối của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc sao? Nghe Tam Kỳ lão nhân lên tiếng, Lục Lâm Thiên cảm giác Tam Kỳ lão người dường như biết lai lịch chủ nhân thi cốt này. Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói, đó là Kim Long Viên nhất tộc trên đại lục này đều là huyết mạch Viên Lang lưu lại. Tam Kỳ lão nhân nhìn thi cốt màu đỏ trước mặt, ánh mắt run rẩy, mang theo đau buồn và rung động thật lớn. Kỳ lão, Hoàng Kim Long Viên nhất tộc và tiền bối Viên Lang chắc có quan hệ không tệ với ngươi nhỉ? Lục Lâm Thiên nói, Viên Lang là bằng hữu của ta không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Viên Lang là một trong số đó, cũng là người ta quen biết lâu nhất. Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu lên, than nhẹ với Lục Lâm Thiên. Lập tức từ lời Tam Kỳ lão nhân, Lục Lâm Thiên mới biết được, Tam Kỳ lão nhân và Hoàng Kim Long Viên nhất tộc tiền bối Viên Lang lúc trước liên thủ đối phó Xích Linh Liệt Hỏa. Xích Linh Liệt Hỏa thân là linh vật trời sinh, nếu muốn dung hợp, đây chính là chuyện muôn vàn khó khăn, cũng không phải tu vị nhân loại đồng cấp, cho dù ngươi là cường giả tu vị cao hơn hắn cũng không thể làm được, đây là điểm khủng bố của linh vật trời sinh. Lúc trước Tam Kỳ lão nhân vẫn muốn đối phó Xích Linh Liệt Hỏa, dung hợp nó, mà tu vị cấp độ của Xích Linh Liệt Hỏa đạt tới mức khủng bố, trong 3.000 đại thế giới cũng là cường giả có thanh danh khủng bố trong linh vật trời sinh. Tam Kỳ lão nhân và Viên Lang hai người liên thủ, rốt cuộc tìm được cơ hội, vây Xích Linh Liệt Hỏa trong vạn cổ thế giới, cuối cùng đặt bẫy đưa nó vào mật địa Hoàng Kim Long Viên nhất mạch trong vạn cổ thế giới, bố trí tầng tầng phong ấn vây khốn Xích Linh Liệt Hỏa, cho đến khi hắn dung hợp thành công. Trong quá trình này, Tam Kỳ lão nhân đối phó linh hồn bổn nguyên Xích Linh Liệt Hỏa, Viên Lang đối phó linh hồn phân thân của Xích Linh Liệt Hỏa, cuối cùng Viên Lang kích diệt linh hồn phân thân của Xích Linh Liệt Hỏa, nhưng mà Viên Lang cũng bị tiêu diệt. Mà Tam Kỳ lão nhân có kết cục không quá tốt, thời gian giao phong suốt 50 vạn năm, linh hồn pháp thân bị đê, bản thể bị phá hủy, chỉ còn lại linh hồn lực cực kỳ suy yếu. Trong quá trình 50 vạn năm này, Xích Linh Liệt Hỏa cũng giao phong với hắn suốt thời gian đó, nó bị Tam Kỳ lão nhân mài tới mức nỏ mạnh hết đà, kết cục của Tam Kỳ lão nhân cũng không tốt hơn chút nào, tuyệt đối lưỡng bại câu thương. Đến cuối cùng thì bị Lục Lâm Thiên sai sót ngẫu nhiên chọc vào một cước, trực tiếp đạt được chỗ tốt. Viên Lang chính là tổ tiên vạn cổ thế giới Hoàng Kim Long Viên nhất mạch, ta thiếu nợ Viên Lang quá nhiều, về sau nếu có cơ hội, xem như cho ta mặt mũi, người nên giúp đỡ Hoàng Kim Long Viên nhất mạch một chút. Không có Viên Lang, người bây giờ không cách nào đạt được Xích Linh Liệt Hỏa. Tam Kỳ lão nhân cuối cùng nói với Lục Lâm Thiên. Kim Viên là huynh đệ của ta sẽ. Lục Lâm Thiên gật đầu, dù không có Viên Lang, Kim Viên là huynh đệ mình, hắn không thể bỏ mặc được. Phụ thân Kim Viên cũng có ân tình với hắn, biết rõ không địch lại ma linh yêu nữ vẫn ra tay ngăn cản, phần ân tình này Lục Lâm Thiên cũng sẽ không quên. Ngao! Kim Viên gào thét một tiếng giống như long ngâm. Uy thế tỏa ra, thân thể khổng lồ hấp thu năng lượng, khí thế của hắn tăng lên, đột phá ngộ chân cảnh sơ giai trực tiếp tiến vào ngộ chân cảnh trung giai. Không gian run rẩy, động tĩnh kinh người phải mất thật lâu mới biến mất, bản thể khổng lồ của Kim Viên mở mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài, hắn vừa mới đột phá, kinh mạch toàn thân, cơ bắp, cốt cách tăng cường không ít, càng lúc càng cường hãn, trong người có lực lượng lưu chuyển, giống như núi lửa phun trào. Hô! Hắn phun ra một ngụm chọc khí, thân hình khổng lồ tỏa ra hào quang màu vàng, lập tức thu liễm bản thể, hóa thành trạng thái hình người. Kim Viên bái kiến Tam Kỳ lão tổ. Ánh mắt Kim Viên lóe lên, nhìn thân ảnh hư ảo của Tam Kỳ lão nhân thì sững sờ, toàn thân run lên, thân ảnh đi tới bên người Tam Kỳ lão nhân sau đó cung kính hành lễ quỳ một chân. Đứng lên đi, tiểu gia hỏa này cơ duyên không tệ, đạt được Viên Lang truyền thừa a. Tam Kỳ lão nhân phất tay, ý bảo Kim Viên đứng dậy, ánh mắt hiền lành khó có được, giống như nhìn thấy hậu nhân của mình. Bẩm Tam Kỳ lão tổ, ta được Viên Lang lão tổ truyền thừa, cũng biết thân phận Tam Kỳ lão tổ, lúc trước Viên Lang lão tổ và Tam Kỳ lão tổ cùng đối phó Xích Linh Liệt Hỏa. Kim Viên đứng dậy trả lời. Viên Lang bất hạnh vẫn lạc, tính mạng của ta cũng sắp mất, ta cũng thiếu nợ hắn nhân tình quá lớn, về sau ta nếu vẫn còn, lúc sinh thời ta sẽ bảo vệ Hoàng Kim Long Viên nhất mạch trong vạn cổ thế giới. Tam Kỳ lão nhân cảm thán nói, ánh mắt thương cảm vì bằng hữu vẫn lạc.
Kim Viên cung kính đứng ở một bên, cũng không có nói nhiều. Sau này ngươi cố gắng tu luyện đi, đạt được viên lang truyền thừa, đủ giúp ngươi sau này tung hoành đại thế giới, ta cũng tranh thủ chỉ đạo cho ngươi một ít, tranh thủ có thể sớm ngày giúp ngươi trở lại tổ địa Hoàng Kim Long Viên, ở đó ngươi mới được bồi dưỡng tốt, viên lang ban đầu ở trong tổ địa cũng là cường giả, tiểu gia hỏa ngươi không thể làm hắn mất mặt, bằng không, ta sẽ giáo huấn ngươi. Tam kỳ lão nhân nói với Kim Viên, ta nhất định cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của tam kỳ lão tổ. Kim Viên cung kính, trong lòng vẫn kích động. Tổ địa, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, xem ra Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cũng không bình thường, lập tức cười cười với Kim Huyền, nói. Chúc mừng Kim Viên đại ca đột phá. Lâm Thiên huynh đệ, trên người của ngươi có khí tức khác trước, chẳng lẽ cũng đột phá? Kim Viên cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt hồ nghi. Hơi có đột phá, không sánh bằng Kim Viên đại ca. Lục Lâm Thiên cười cười. Tốt, đừng nói dư thừa, bên ngoài không quá bình tĩnh, có không ít người tu vị mạnh hơn các người đang tới đây, chắc là vì xích linh liệt hỏa, đánh chủ ý lên xích linh liệt hỏa, đám người này lúc trước ta có thể tùy ý chụp chết, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, chúng ta nên tránh đi mới tốt, nếu bọn chúng biết ngươi đạt được xích linh liệt hỏa, sợ là sẽ có phiền toái không ít. Tam kỳ lão nhân nói với Lục Lâm Thiên, tuy chỉ còn lại có một tia linh hồn yếu ớt, nhưng tâm thần của hắn rất khủng khiếp. Phía trên có không ít kẻ thù của ta. Lục Lâm Thiên cười khổ, Ma Linh yêu nữ, Đỗ Lộc, Phương Chí Thành đều là kẻ thù của hắn. Một ngày nào đó, người sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Tam kỳ lão nhân lạnh nhạt nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong mắt xuất hiện hàn ý. Trong sơn mạch cổ lan, bên ngoài không gian hỏa diễm nóng bỏng, nơi này tụ tập không ít thân ảnh. Thậm chí ở giữa không trung còn xuất hiện không ít tọa giá khôi lỗi. Giữa không trung có một thân ảnh mặc trường bào đang đứng, ánh mắt nhìn qua hỏa diễm bên dưới, cảm giác nhiệt độ khủng khiếp của nó, thần sắc của hắn ngưng trọng. Người này tuổi hơn 50, quanh thân có khí thức khủng bố, tự dưng làm năng lượng chung quanh chấn động, sắc mặt của hắn âm trầm, người này chính là trưởng môn Thiên Thủy Mộ Phạm Sàm đã rời khỏi vạn cổ thế giới từ sớm. Phạm Sàm vốn nhìn thấy Đỗ Lộc đến vạn cổ thế giới, vẫn không có tin tức đánh chết Lục Lâm Thiên truyền quay lại, nội tâm đã lo lắng, tại đạt được tin tức Đỗ Lộc truyền ra trong vạn cổ thế giới xuất hiện hỏa loại linh vật trời sinh, hắn lập tức chạy tới vạn cổ thế giới. Sư huynh, người tới thật đúng lúc, linh vật trời sinh này chúng ta có thể đối phó không? Trước tọa giá khôi lỗi phi hổ, Đỗ Lộc cung kính hỏi Phạm Sàm. Đây là trọng bảo, nhất định không thể tiện nghi người khác. Phạm Sàm lúc này cười lạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào không ít thân ảnh ở nơi khác, trong đó có không ít khí tức làm hắn phải kiêng kỵ. Sư huynh, Ma Linh yêu nữ đang ở đây, chúng ta có nên xuất thủ trước hay không, Tử Linh Thánh Dịch vẫn còn trên người nàng. Đỗ Lộc hỏi ý kiến, ánh mắt của hắn quan sát bóng dáng xinh đẹp ở phương xa, trong mắt mang theo thần sắc nóng bỏng, một tia dâm bản quyền xuất hiện trong mắt. Trước giải quyết cái y hỏa loại linh vật trời sinh, không thể bị người khác chiếm tiện nghi. Phạm Sàm trầm giọng nói. Đến lúc đó, lại đối phó Ma Linh yêu nữ, lúc này nhất định không cho nàng chạy trốn, Tử Linh Thánh Dịch nhất định phải đoạt lại. Sau một lát, ở ngoài cửa động dung nham, Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Tam Kỳ lão nhân đều được hào quang màu xanh dương của Lục Lâm Thiên che chở đi ra ngoài. Hỏa diễm vẫn cuồn cuộn, giống như mất đi khống chế, càng ngày càng khủng bố, sóng gió nổi lên, hỏa diễm cực nóng cao 100 mét, phóng thích nhiệt độ đáng sợ. Trong mi tâm Lục Lâm Thiên, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm xuất hiện lần nữa, trong ánh mắt ngạc nhiên của Kim Viên, hắn hóa thành hỏa diễm cự nhân to lớn. Khí tức nóng bỏng và âm hàn tỏa ra chung quanh, hỏa diễm cự nhân khổng lồ há miệng to ra, trực tiếp hấp thu hỏa diễm đỏ thẫm vào trong miệng, hỏa diễm khủng bố bị hắn nuốt hết. Vù vù, biển lửa đỏ thẫm ngập trời bị hỏa diễm cự nhân thôn phệ, nhiệt độ nhanh chóng giảm bớt. Hỏa diễm nóng bỏng lúc này đều bị nuốt vào trong bụng giống như bị áp súc, điều này cũng làm cho Tam Kỳ lão nhân hiếu kỳ. Có động tĩnh, phía dưới có động tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ linh vật trời sinh sắp đi ra sao? Mọi người cẩn thận. Sâu trong sơn mạch cổ lan, trong nhiều ánh mắt ngỡ ngàng, hỏa diễm nóng rực đang rút lui, chúng biến mất với tốc độ cực nhanh. Trong nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào, hỏa diễm đỏ thẫm biến mất quá nhanh. Nhiệt độ trong không gian này cũng giảm bớt. Hô!
Không bao lâu linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên đã thôn phệ hỏa diễm cực nhanh, thân thể khổng lồ run run, màu sắc cũng hơi có chút màu đỏ thẫm. Ba người nhìn thấy ngọn núi dung nham phía sau lúc này biến thành màu đỏ thẫm bị cháy đen, nhiệt độ nóng bỏng vẫn tỏa ra, tuy nóng bỏng nhưng nhiệt độ đã thấp hơn trước kia rất nhiều. Cấp độ của ngươi còn quá thấp, còn muốn thôn phệ tất cả năng lượng hỏa diễm của Xích Linh Liệt Hỏa, ngươi bây giờ miễn cưỡng trèo trống, chỉ thêm một thời gian ngắn nữa linh hồn phân thân của ngươi sẽ không nhúc nhích, một khi nhúc nhích sẽ bị Xích Linh Liệt Hỏa linh hồn bổn nguyên bắn ngược, đến lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tam Kỳ lão nhân nhìn linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, thần sắc nghiêm túc nói. Trừ phi luyện hóa linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa, bằng không linh hồn phân thân của ngươi có một chút chấn động, linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa sẽ không bỏ qua cơ hội, ta đoán trong thời gian ngắn linh hồn phân thân của ngươi sẽ không thể ra tay. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, hắn thôn phệ tất cả năng lượng hỏa diễm của Xích Linh Liệt Hỏa, tuy Xích Linh Liệt Hỏa tiêu hao quá nhiều, nhưng vẫn không thể xem thường. Mà linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa tuy còn yếu, nhưng nó đã bị linh hồn bổn nguyên thái cổ U Minh Viêm thôn phệ, nhưng dù sao tu vị của nó vẫn rất cao, muốn triệt để luyện hóa tự nhiên không dễ dàng, nếu như không cẩn thận có khả năng lật bàn trong mương. Việc này rất hung hiểm với ngươi, nhưng chờ ngươi thật sự luyện hóa linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa, ngươi sẽ có tất cả của nó, thực lực bành trướng, ngay cả cấp độ cũng tăng lên rất cao, đại hung hiểm, cũng là đại cơ duyên. Tất cả phải xem ngươi có thể trèo chống tới cuối cùng hay không. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó nhắc nhở, cũng rất chờ mong, trong lòng của hắn rất rõ ràng Lục Lâm Thiên đã đạt được chỗ tốt này, hắn lúc trước táng ra bại sản, hao tổn tất cả muốn dung hợp Xích Linh Liệt Hỏa mà không thành công. Bây giờ Lục Lâm Thiên không chỉ thành công hơn phân nửa, trọng yếu nhất là cấp độ linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên còn cao hơn cả Xích Linh Liệt Hỏa nhiều, bởi vậy mới có thể áp chế linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa. Ta sẽ mau chóng luyện hóa nó. Lục Lâm Thiên cũng chờ mong, một khi thái cổ U Minh Viêm triệt để luyện hóa linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa, đến lúc đó sẽ lấy được chỗ tốt rất lớn, nhưng trước mắt linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đã triệt để không thể nhúc nhích được. Xuy, tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đã quay trở về không gian trong đầu Lục Lâm Thiên. Có không ít người đang chạy tới nơi đây, chúng ta đi trước đi, sớm tránh đi mới tốt. Tam Kỳ lão nhân nhìn lên không trung, lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi có không gian áo nghĩa, không cần chúng ta lo lắng cho ngươi. Chúng ta đi. Đương nhiên Lục Lâm Thiên không cần ai lo lắng, hắn đánh ra vài thủ ấn huyền ảo, trước mặt hắn xuất hiện vết nứt không gian, thân ảnh ba người lập tức tiến vào trong vết nứt không gian này, vết nứt không gian từ từ biến mất không thấy gì nữa, dần dần bình tĩnh trở lại. Siêu siêu. Sau khi thân ảnh ba người biến mất, trên không trung có vài đạo thân ảnh đáp xuống. Hào quang thu liếm, đám người đi đầu là Phạm Sàm, Ma Linh yêu nữ, phụ thân Kim Viên, Đỗ Lộc, Phương Chí Thành, còn có không ít thân ảnh xa lạ. Cấm chế mật địa đã mở ra. Ánh mắt Kim Viên đại biến, thân ảnh nhanh chóng lao vào trong hang động, sau lưng có mấy thân ảnh đuổi theo, sợ phụ thân Kim Viên nhanh chân tới trước. Ồ, khí tức biến mất không thấy gì nữa, dường như đã rời đi. Những thân ảnh kia đi theo phụ thân Kim Viên vào trong hang động, chỉ có Ma Linh yêu nữ đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt, dường như đang quan sát gì đó. Tam đương gia, chúng ta mau vào đi thôi, linh vật trời sinh cũng không thể cho đám người này đạt được. Hổ Sơn sốt ruột nói với Ma Linh yêu nữ, hắn lúc này còn mong chờ đạt được hỏa loại linh vật trời sinh, như thế sẽ vượt qua sai phạm lần trước. Bên trong không có linh vật trời sinh, chúng ta đi mau. Bằng không sẽ có phiền toái. Ánh mắt Ma Linh yêu nữ hiện ra thần sắc xảo trá, nói. Tên Phạm Sàm kia chắc chắn đang định đối phó chúng ta, sau khi chúng phát hiện không có dấu vết linh vật trời sinh, khi đó chúng ta muốn đi cũng khó khăn. Vừa dứt lời, Ma Linh yêu nữ phất tay, đám người bọn họ phá không rời đi, từng đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều thân ảnh sau khi tiến vào mật địa Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, tất cả mật địa này bị Xích Linh Liệt Hỏa phá hủy sạch sẽ, căn bản cũng không có vật gì khác. Bởi vậy mọi người đi vào cũng không thấy bóng dáng linh vật trời sinh. Chuyện này làm những người tiến vào sơn mạch cổ lan, đặc biệt là những người vượt giới tới nơi đây đều khó nhìn, nhưng chỉ hận mình đến chậm. Vì sao không có gì? Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ quái, tại sao không có gì cả? Từng tiếng mắng chửi vang lên không dứt,
tính tình không tốt cũng chỉ tùy tiện mắng vài câu. Sư huynh, ma linh yêu nữ đâu? Trong hang động lúc này không phát hiện cái gì, thần sắc Đỗ Lộc khó nhìn, nhìn đám người chung quanh không có thân ảnh ma linh yêu nữ, lập tức sinh ra nghi ngờ, vừa rồi chỉ chú ý linh vật trời sinh, không quan tâm tới ma linh yêu nữ. Không tốt, không thể để yêu nữ kia bỏ trốn. Thần sắc Phạm Sàm bỗng nhiên biến đổi, thân ảnh hắn biến mất không thấy. Vào đêm, trăng sáng đang chiếu sáng các nơi. Trong sơn mạch cổ lan, ngọn núi trùng điệp, khắp nơi xanh biếc, ngẫu nhiên còn có hồ nước xen ngang sơn mạch đang phản chiếu ánh trăng. Siêu siêu. Ba thân ảnh xuất hiện trên sơn mạch, ba đạo thân ảnh đứng vững, vừa lúc ánh trăng chiếu thẳng vào ba người, thân ảnh bọn họ sáng rõ trên bầu trời. Tam Kỳ lão tổ, Lâm Thiên huynh đệ, phía trước chính là địa phương của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, đi vào trong tộc sẽ an toàn. Kim Viên chỉ vào sơn mạch xanh biếc, cung kính nói với Tam Kỳ lão nhân và Lục Lâm Thiên. An toàn cái gì, trong vạn cổ thế giới các ngươi, thực lực cao nhất tuyệt đối không vượt qua thông thiên cảnh cao giai, hiện tại có vài tên đại đạo cảnh đi vào vạn cổ thế giới, nếu biết rõ tiểu tử này đạt được xích linh liệt hỏa, sợ rằng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc sẽ bị san bằng thành bình địa. Tam Kỳ lão nhân không chút khách khí chỉ trích Kim Viên. Kim Viên sững sờ, lập tức ngạo khí nói. Một ngày nào đó, ta có thể trở thành cường giả giống Viên Lang lão tổ, đến lúc đó ai dám phạm vào Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, ta sẽ diệt hắn. Có mục tiêu và dã tâm rất tốt, nhưng nếu người vẫn ở trong vạn cổ thế giới, vậy vĩnh viễn không cách nào đột phá đại đạo cảnh, cơ duyên tốt hơn nữa, nhiều nhất chỉ đạt tới thông thiên cảnh cao giai mà thôi. Tam Kỳ lão nhân lườm lườm Kim Viên. Kỳ lão, đây là vì sao? Lục Lâm Thiên không hiểu những lời này, lập tức hỏi lại. Lâm Thiên huynh đệ, Tam Kỳ lão tổ nói đúng, nếu ta vẫn ở trong vạn cổ thế giới, ta nhiều nhất chỉ dừng lại ở thông thiên cảnh cao giai. Kim Viên nói với Lục Lâm Thiên. Bởi vì ta sanh ra ở vạn cổ thế giới, đã tu luyện trong vạn cổ thế giới chỉ là tiểu thế giới trong tiểu thế giới mà thôi. Căn bản không cách nào trèo chống ta đột phá cấp độ đại đạo cảnh, cho dù là trung ương tiểu thế giới, nhiều nhất có kỳ tích và thiên phú rất mạnh mới có khả năng cực nhỏ đột phá tới đại đạo cảnh, cảnh giới sau đó đừng nghĩ nữa. Còn có chuyện này, Lục Lâm Thiên nghi hoặc khó hiểu, hắn chưa từng nghe nói qua chuyện này, nhưng trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên lại liên tưởng tới đại lục linh vũ thế giới, lúc trước trong đại lục linh vũ, tu luyện giả đột phá đến đế giả sẽ khó tiến lên một bước. Từ viễn cổ đến nay, sư phụ Chí Thánh Đại Đế cũng mới vừa đột phá đến phá giới cảnh mà thôi. Ta càng ngày càng tin tưởng ngươi tới từ thế giới thổ dân rồi. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, Tam Kỳ lão giả nhìn hắn như nhìn thổ dân, lập tức nói. Ngươi ở trong vạn cổ thế giới, có thể nhìn thấy cấp độ cao nhất là cấp độ gì? Hẳn là đại đạo cảnh. Lục Lâm Thiên ngẫm lại, trả lời Tam Kỳ lão nhân. Biết rõ vì cái gì không? Tam Kỳ lão nhân hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lắc đầu, hỏi. Kỳ lão, ngươi có thể nói thẳng không? Ta đang giảng giải cho ngươi, ngươi còn chê ta rong dài, nếu không phải suốt 50 vạn năm không nói chuyện, ta cũng không muốn nói với ngươi. Tam Kỳ lão nhân trừng Lục Lâm Thiên, lập tức nói với Kim Viên. Tiểu gia hỏa ngươi phụ đạo cho tên thổ dân này đi, nhân gia ta hiện tại phải đi ra ngoài một chút, các ngươi đi vào trong Hoàng Kim Long Viên tộc đi, nhớ kỹ. Càng ít người biết rõ càng tốt, các ngươi vừa hiện thân sẽ dễ dàng đưa tới phiền toái, các ngươi có phiền toái ta không sợ, ta sợ mang tới họa diệt tộc cho Hoàng Kim Long Viêm nhất tộc trong vạn cổ thế giới mà thôi, nếu thật sự như vậy, ta càng phải xin lỗi lão hữu Viên Lang rồi. Vừa dứt lời, thân ảnh Tam Kỳ lão nhân nhanh chóng biến mất, tiếng nói vẫn truyền ra phía sau. Ta cần phải đi tìm một ít đồ, cũng thuận tiện tìm hiểu tình huống những năm gần đây, Hoàng Kim Long Viêm nhất tộc này ta rất quen thuộc. Đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm được các ngươi. Kỳ lão, vậy ngươi cẩn thận. Lục Lâm Thiên còn chưa dứt lời, thân ảnh Tam Kỳ lão nhân đã biến mất không thấy tung tích. Lâm Thiên huynh đệ, đi tới Hoàng Kim Long Viên nhất tộc ta đi. Kim Viên nói ra. Ân, làm phiền Kim Viên đại ca. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong vạn cổ thế giới này, Kim Viên xem như bằng hữu của hắn, ánh mắt vẫn mang theo thần sắc lo lắng, không biết Tiểu Long thế nào. Nhất định không gặp chuyện không may mới tốt, cũng nhất định phải tìm Tiểu Long mới được. Còn có mẫu đan, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên lo lắng hơn, lúc trước trong vạn cổ thế giới xuất hiện hỏa loại linh vật trời sinh đã sinh ra oanh động rất lớn,
đưa tới rất nhiều cường giả muốn chiếm hữu nó, nội tâm Lục Lâm Thiên vô cùng lo lắng cho mẫu đơn. Sau một lát, đi theo Kim Viên, Lục Lâm Thiên lặng lẽ đi vào trong Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, có Kim Viên dẫn đường, cũng không kinh động cả người của Hoàng Kim Long Viên, lúc này Hoàng Kim Long Viên nhất tộc dường như không có cường giả tọa chấn. Trong sơn mạch liên miên không dứt, non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình, trên núi còn có không ít kiến trúc hùng vĩ, kiến trúc giống với nhân loại nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Trên đường đi, Lục Lâm Thiên từ lời giải thích của Kim Viên mà biết được một ít việc. Trong thiên địa minh mông, trong 3.000 đại thế giới, dùng 3.000 thế giới hỗn độn làm trung tâm. Cũng nói đúng hơn, 3.000 thế giới hỗn độn chính là trung tâm của 3.000 đại thế giới, bởi vì tất cả thế giới đều diễn sinh ra từ thế giới hỗn độn, là một thể thống nhất của thế giới hỗn độn. Một thế giới hỗn độn chính là một đại thế giới, 3.000 thế giới hỗn độn cũng không khác 3.000 thế giới, cũng gọi là 3.000 đại thế giới. Tất cả thế giới phân tách lẫn nhau, nhưng tất cả cũng không phân tách nhau. Mỗi một thế giới là một hỗn độn trong 3.000 đại thế giới này còn diễn sinh ra một đại thế giới, một đại thế giới lại diễn sinh ra 1.000 trung thiên thế giới. Một trung thiên thế giới diễn sinh ra 1.000 tiểu thế giới trung tâm, tiểu thế giới trung tâm lại diễn sinh ra 1.000 tiểu thế giới như vạn cổ thế giới, đây cũng là cấp độ nhỏ nhất. Trong 3.000 đại thế giới này, tiểu thế giới bởi vì đủ loại hạn chế, tu luyện giả có thiên phú và tu vị chênh lệch nhau, cũng chênh lệch với tiểu thế giới trung tâm. Mà người trong tiểu thế giới trung tâm lại càng không sánh bằng người trong đại thế giới. Loại thế giới cấp thấp như vạn cổ thế giới bởi vì cách xa thế giới hỗn độn, năng lượng thiên địa có hạn, cho nên đủ trèo chống cao nhất cho người có cấp độ thông thiên cảnh. Người đột phá cấp độ thông thiên cảnh trong tiểu thế giới lại không dễ dàng, muốn tiến một bước cần phải đi tiểu thế giới trung tâm, muốn tiếp tục đột phá phải đi tới trung thiên thế giới, sau khi đến trung thiên thế giới mới có thể đột phá tiếp. Trên lý luận, đi vào trong trung thiên thế giới có thể trèo chống tu luyện giả đột phá tu vị cao nhất là tuyên cổ cảnh. Đương nhiên, đây là trên lý luận, đại khái là như thế, Kim Viên không hiểu nhiều, chỉ nghe đại khái mà thôi. Năng lượng nồng nặc nhất chính là đại thế giới, sau đó chính là thế giới hỗn độn trong truyền thuyết. Đơn giản mà nói, thế giới càng gần thế giới hỗn độn, năng lượng thiên địa càng ngày càng đậm đặc, đản sinh cấp độ cường giả cũng càng cao, tỷ lệ cường giả cũng rất nhiều, tài liệu tu luyện càng phong phú. Trong 3.000 đại thế giới, năng lượng thiên địa của thế giới hỗn độn nồng đậm nhất, thế giới hỗn độn chính là thánh địa của tất cả tu luyện giả, có thể tiến vào thế giới hỗn độn tu luyện chính là ước mơ của vô số người. Đồn đãi cũng chỉ có trong thế giới hỗn độn mới có thể đản sinh ra cường giả đỉnh cấp. Một phương đại thế giới dùng thế giới hỗn độn làm chủ, một thế giới hỗn độn cũng là một đại thế giới hỗn độn chính là thánh địa của đại thế giới, năng lượng thiên địa tràn đầy nhất. Tiếp theo mới là trung thiên thế giới và tiểu thế giới trung tâm, cuối cùng mới là tiểu thế giới. Vạn cổ thế giới chính là tiểu thế giới, còn không phải tiểu thế giới trung tâm, bởi vậy thực lực đến thông thiên cảnh đã là cao rồi, đến thông thiên cảnh muốn đột phá rất khó, có thể nói đây là chuyện không có khả năng. Trong vạn cổ thế giới không thể đột phá, vậy đến tiểu thế giới trung tâm đi, thật sự không được cứ đến trung thiên thế giới, thậm chí là đại thế giới. Sau khi Lục Lâm Thiên biết được, hắn nói với Kim Viên. Lâm Thiên huynh đệ, người nghĩ quá đơn giản, người cho rằng dễ tiến vào như vậy sao, nếu dễ tiến vào như thế thì ai thèm ở tiểu thế giới, đã sớm đi trung thiên thế giới rồi. Kim Viên nói xong, nhìn qua phía dưới, cười nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta đến nơi rồi. Lập tức Lục Lâm Thiên và Kim Viên đáp xuống đỉnh viện màu vàng, trong đỉnh viện, ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi chấn động. Một bóng dáng xinh đẹp từ trong đình viện chạy ra ngoài. Ca ca, tại sao ngươi trở về, phụ thân đâu? Người đến mặc váy dài màu nhạt, là thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, dung mạo cũng không phải thanh tú, nhưng lại nhìn rất tự nhiên, làn da trắng nõn, thân thể cực kỳ bay bổng, hoàn toàn trái ngược với Kim Viên. Lục Lâm Thiên nhìn trộm khí tức của nàng, nữ tử này đã có tu vị phá giới cảnh trung giai. Kim Giao, nói rất dài dòng, chúng ta đi vào trước rồi nói. Kim Viên nói với nữ tử. Ba người đi vào phòng nhỏ trong đình viện, sau khi Kim Viên giới thiệu xong, Lục Lâm Thiên mới biết được nữ tử này chính là muội muội Kim Viên, tên là Kim Giao. Kim Giao thấy ca ca Kim Viên mang về một nhân loại, cảm thấy ngoài ý muốn, bắt đầu dò xét Lục Lâm Thiên. Kim Viên cũng không nói quá nhiều với Kim Giao, phân phó Kim Giao vài việc sau đó mang theo Lục Lâm Thiên ra một gian tiểu viện yên tĩnh ở phía sau nghỉ ngơi.
Gian phòng rộng lớn, bố trí nhưng lại rất tinh xảo, Lục Lâm Thiên đi vào phòng sau đó bố trí một đạo cấm chế, tử kim lưu quang hiện ra trong tay, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, Lục Lâm Thiên lưu đại hồn ảnh ở bên ngoài, bản thể lập tức tiến vào trong tử lôi huyền đỉnh. Trong tử lôi huyền đỉnh, hơn 10 đệ tử thải hồng cốc tu vị hậu thiên và một trưởng lão phá giới cảnh sơ giai và một phá giới cảnh trung giai đang bị vây trong hư không tử lôi huyền đỉnh. Hơn 10 người thải hồng cốc nhìn thấy Lục Lâm Thiên bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt đại biến, nội tâm rất kỳ quái, bắt bọn họ là đại hán mặt sẹo, tại sao bây giờ lại là Lục Lâm Thiên? Đối mặt với Lục Lâm Thiên, nội tâm của bọn họ run sợ, hiện tại Lục Lâm Thiên có hung danh hiển hách, tuy lúc này bọn họ đang tìm kiếm Lục Lâm Thiên, nhưng trong nội tâm bọn họ, không ai thật sự muốn gặp Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của đám người này, Lục Lâm Thiên cười lạnh đi tới. Cấm chế hắn bố trí trên đám người này là thời không loạn. Không gian này nằm trong thiên trụ giới, lúc này không gian loạn sinh ra áp lực rất mạnh, mọi người cảm thấy đầu váng mắt hoa, sắc mặt đỏ lên, Lục Lâm Thiên tiến vào tầng 6 thiên trụ giới, không có nghĩa là bọn họ cũng đang ở trong tầng 6 thiên trụ giới. A hát! Lập tức có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, có thể nhận định kết cục của đám người này. Thôn vệ xong hai tên phá giới cảnh và mấy tên tu vị hậu thiên. Dùng cấp độ thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại có thể thôn phệ bọn họ trong thời gian ngắn, thì cốt bị nguyên lực trong lòng bàn tay thiêu đốt sạch sẽ. Thân là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa và hỏa thuộc tính áo nghĩa, Lục Lâm Thiên có thể ngưng tụ ra hỏa diễm, nhưng mà hai chủng hỏa diễm này cũng có khác nhau, nguyên lực ngưng tụ hỏa diễm bảo trì ở cấp độ hậu thiên. Thôn phệ năng lượng của đệ tử thải hồng cốc và nguyên lực của hai trưởng lão, Lục Lâm Thiên bắt đầu khoanh chân ngồi luyện hóa. Trong đó nguyên lực hai trưởng lão phá giới cảnh của thải hồng cốc xem như không kém, nhưng lúc này Lục Lâm Thiên lúc này có tu vị phá giới cảnh hậu kỳ, cho nên lúc này xem qua rất yếu, muốn luyện hóa sạch sẽ cũng không cần thời gian quá dài. Một đêm trôi qua, tia nắng ban mai xuất hiện, dãy núi trùng điệp được ánh nắng chiếu sáng lại ẩn hiện giống như thiếu nữ xấu hổ. Trong Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, núi non nơi này rất hùng vĩ, mặt trời vừa ló dạng, tia sáng bao phủ cảnh sắc xanh biếc. Trên không trung còn có sương mù bao phủ, đây là cảnh sơn thủy hữu tình, đẹp như tiên cảnh. Hô! Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên thu hồi thủ ấn, có thời gian trong thiên trụ giới, hắn có thể luyện hóa nguyên lực cho mình sử dụng, nguyên lực trong đan điền khí hải gia tăng không ít. Đương nhiên, luyện hóa tầm 10 tu luyện giả hậu thiên và nguyên lực hai phá giới cảnh, hắn chiếm được chỗ tốt rất lớn, đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói. Nguyên lực này hắn muốn đột phá ngộ chân cảnh chẳng khác gì muối bỏ biển. Lục Lâm Thiên có đan điền khí hải khổng lồ, Lục Lâm Thiên cần nguyên lực mênh mông hơn mới có thể chèo chống hắn đột phá. Đột phá ngộ chân cảnh cũng không phải dựa vào nguyên lực là đủ, còn cần lĩnh ngộ tất cả áo nghĩa lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên cũng không dám buông lòng. Bởi vậy trong thời gian luyện hóa nguyên lực, Lục Lâm Thiên vẫn lĩnh ngộ các áo nghĩa. Sau khi thu thập một phen, bản thể Lục Lâm Thiên cũng rời khỏi tử lôi huyền đỉnh, đại hồn anh trở lại mi tâm. Thu hồi cấm chế trong phòng, Lục Lâm Thiên đi ra ngoài đình viện, hắn nhìn thấy sơn mạch trùng điệp, người qua lại các nơi, hắn giang tay ra sau đó hít vài hơi không khí sáng sớm, không khí tươi mát làm người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Thiên huynh đệ xem ra tinh thần rất sáng lạng, chúc mừng. Giọng nói kim viên truyền đến, thân ảnh khôi ngô xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt đầy chấn động. Hắn cảm giác dường như mới qua một đêm nhưng khí tức trên người Lâm Thiên huynh đệ này lại có biến hóa, dường như hùng hậu hơn không ít. Lục Lâm Thiên quay đầu mỉm cười, lập tức từ lời Kim Viên biết được, hắn đã an bài tộc nhân đi thông chi phụ thân của mình, vì tránh người khác chú ý tới mình, Kim Viên và hắn trong khoảng thời gian này đều ở trong phòng của mình mới tốt, bởi vậy không thể đi khắp nơi, ngay cả tộc nhân cũng phải gạt bọn họ. Lâm Thiên lão đệ, thật sự có lỗi. Đến Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cũng không thể mang ngươi đi ngắm cảnh các nơi. Ánh mắt Kim Viên hơi áy náy. Không sao, hiện tại là thời kỳ phi thường. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn nhắc nhở Kim Viên, chính mình bế quan điều tức 3 ngày, vững chắc tu vị khí tức. Trong thời gian này ngươi cũng không buông lỏng tu luyện, khó trách thực lực khủng bố như vậy. Kim Viên kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức cam đoan không có người đi vào phòng quấy rầy. Trong sơn mạch này có không ít thân ảnh đáp xuống một ngọn núi, khí tức ẩn nấp, cũng không sinh ra bao nhiêu chấn động. Hồ Sơn, ngươi mang tất cả mọi người đi trước. Một bóng dáng nữ tử xinh đẹp đáp xuống, nàng mặc trang phục hở rốn, tư thái yểu điệu thướt tha, hai hàng lông mày thon dài như vẽ,
hai mắt lóe sáng như sao, chính là ma linh yêu nữ. Tam đương gia, vậy còn ngươi, ngươi một người không thể lưu lại đây được, đại đương gia và nhị đương gia sẽ không bỏ qua cho ta. Hổ Sơn nghe vậy, nhìn ma linh yêu nữ sau đó lắc đầu, nói. Tam đương gia ngươi lưu lại một mình, ta rất lo lắng. Các ngươi lưu lại chỉ ảnh hưởng tới ta, ta lưu lại đây, trong vạn cổ thế giới này không ai có thể làm gì được ta cả. Bên phía đại ca và nhị ca, ngươi cứ nói với bọn họ rằng, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Ma linh yêu nữ trầm giọng nói. Thế nhưng mà, Hổ Sơn còn muốn nói điều gì, ma linh yêu nữ quay người trầm giọng nói. Nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không phiền toái như vậy, còn muốn gây phiền toái cho ta sao, còn không mau đi về cho ta. Vâng, Hổ Sơn không dám nói thêm điều gì, lập tức phất tay bảo mọi người rời đi. Trên ngọn núi, ma linh yêu nữ đứng thẳng, dáng người ngạo nghễ, đường cong vô cùng mê người. Có lẽ không xa, khí tức vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở gần đây. Ma linh yêu nữ thì thào một tiếng, đôi chân thon dài đạp lên mặt đất một cái, thân ảnh lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi tách ra khỏi kim viên, Lục Lâm Thiên trở lại trong phòng, thả đại hồn anh ra, bản thể tiến vào trong thiên trụ giới. Sau một lát, Lục Lâm Thiên tiến vào quá trình lĩnh ngộ áo nghĩa. Sau khi dung hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên, Lục Lâm Thiên càng cảm giác được hắn lĩnh ngộ áo nghĩa thuận buồm xuôi gió, không gặp phải khó khăn quá lớn. Từ lĩnh ngộ các áo nghĩa, đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên, nguyên đan hình chữ vạn dần dần phóng thích hào quang sáng ngời, xoay tròn nhanh hơn. Trong đan điền khí hải, huyết lục tương liên với nguyên đan chữ vạn xoay tròn và phóng thích hào quang sáng ngời, hào quang này tương liên với hắn, dường như muốn thôn vệ hắn vào trong hào quang. Những hào quang này chiếu vào huyết lục, trong lúc mơ hồ lưu lại dấu vết đồ án bí vân, làm cho huyết lục sinh ra cảm giác không nói nên lời, trong lúc mơ hồ, huyết lục bắt đầu có biến hóa rất nhỏ. Trong lúc lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn đã giúp Lục Lâm Thiên tu luyện rất nhanh, không hề giống như lúc trước chỉ có thể thôn vệ năng lượng tu luyện, đồng thời tốc độ còn nhanh kinh người. Trong hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn đã đền bù tất cả những điểm tu luyện chưa đủ của Lục Lâm Thiên trước kia, hoàn toàn thể hiện uy năng công pháp đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới. Trong trạng thái tu luyện bình thường, trong thiên trụ giới, không gian chung quanh Lục Lâm Thiên sinh ra một tia năng lượng chấn động. Những năng lượng thiên địa này dường như bị lực hút vô hình ảnh hưởng, năng lượng thiên địa chung quanh vị trí Lục Lâm Thiên càng ngày càng nồng đậm. Trong loại trạng thái này, thân thể Lục Lâm Thiên giống như tụ linh trận, có thể dùng bản thân làm trung tâm, hội tụ năng lượng thiên địa chung quanh đậm đặc hơn. Theo thời gian trôi qua, năng lượng thiên địa gia tăng rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Trong thời gian 3 ngày kế tiếp, trong thiên trụ giới, lúc này đã qua nửa năm. Nửa năm với người tu vị phá giới cảnh tu luyện mà nói cũng không dài. Nhưng thời gian nửa năm này, quanh người Lục Lâm Thiên sinh ra biến hóa kỳ lạ. Dùng Lục Lâm Thiên làm trung tâm, năng lượng thiên địa chung quanh hình thành vòng xoáy, giúp Lục Lâm Thiên tu luyện bình thường còn nhanh hơn tu luyện giả khác rất nhiều. Vù vù. Vòng xoáy năng lượng hội tụ, đồng thời năng lượng thiên địa vẫn còn tăng lên, năng lượng thiên địa nồng đậm tới mức hóa thành vũ khí, chúng không ngừng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Loại tình huống này tốc độ tu luyện của Lục Lâm Thiên không phải những người tu luyện khác có thể sánh bằng. Hô! Bỗng nhiên Lục Lâm Thiên đình chỉ tu luyện, vòng xoáy hội tụ năng lượng chung quanh nhanh chóng biến mất. Mở hai mắt ra, khí tức man hoang và tự nhiên nhanh chóng thu liễm không còn lại gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, động tĩnh này rất rõ ràng, tuy Lục Lâm Thiên vẫn lĩnh ngộ và tu luyện nhưng nội tâm hắn hiểu rất rõ. Đây là tu luyện hỗn độn âm dương quyết bình thường sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, lúc trước từ tin tức hỗn độn âm dương quyết hắn biết được, hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn chỉ có thể tu luyện bình thường, một khi vận chuyển hỗn độn âm dương quyết có thể dùng bản thân làm trung tâm, tự động dẫn dắt năng lượng thiên địa chung quanh tới gần, giúp gia tốc tu luyện bản thân, hình thành vòng xoáy năng lượng cung cấp cho bản thân tu luyện không dứt. Trong tu luyện bình thường, Lục Lâm Thiên cũng phát hiện ra điểm kinh người khác, ngay từ đầu lúc tu luyện bình thường, hắn vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, dùng bản thân làm trung tâm bắt đầu hội tụ năng lượng vào người, nhưng lúc đầu là bình thường, về sau càng ngày càng nồng đậm. Làm cho Lục Lâm Thiên cảm giác khiếp sợ là, thời gian càng lâu, năng lượng thiên địa hội tụ càng mạnh, chính mình trong trạng thái tu luyện bình thường, tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng nhanh hơn người khác. Cũng có thể nói, trong tu luyện bình thường,
thời gian càng dài, tốc độ tu luyện càng nhanh, lúc này mới qua nửa năm đã khủng bố như thế. Nếu ở trong này 6 năm 60 năm, Lục Lâm Thiên suy đoán, dựa theo tốc độ tu luyện này sẽ càng ngày càng khủng bố. Trong lòng Lục Lâm Thiên mừng rỡ, hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn có quá nhiều chỗ tốt, về sau cho dù không có thôn phệ nguyên lực, mình cũng không cần lo lắng vấn đề tu luyện, nhưng thôn phệ ngoại lực lại tu luyện nhanh hơn. Cảm giác tiến bộ trong nửa năm này, Lục Lâm Thiên cảm thấy rất hài lòng, hắn tiến bộ trong lĩnh ngộ thật lớn, trong linh hồn không gian, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm khoanh chân tu luyện, nó đang luyện hóa lấy linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa. Lục Lâm Thiên tự biết quá trình này dài dằng dặc, kỳ lão dùng thời gian 50 vạn năm cũng không thể luyện hóa, đủ thấy Xích Linh Liệt Hỏa không dễ luyện hóa như vậy. Đương nhiên, thái cổ U Minh Viêm cũng không phải kỳ lão, dù sao có khác nhau, muốn triệt để luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian, tình hình trước mắt không đáng lo ngại. Điểm khác biệt duy nhất chính là thời gian rất dài, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm không thể giúp mình, một khi hành động sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm không cách nào nhúc nhích, điều này làm Lục Lâm Thiên càng bức thiết tăng thực lực bản thể lên. Sau khi trầm tư, Lục Lâm Thiên liền lưu linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm ở lại trong thiên trụ giới, có thời gian chênh lệch gấp 60 lần, thời gian luyện hóa sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này Lục Lâm Thiên mới rời khỏi thiên trụ giới, Đại Hồn Anh đã cảm giác có người tới đỉnh viện, cũng đang quan sát nơi đây. Sau khi Lục Lâm Thiên thu thập xong tất cả, hắn thu Đại Hồn Anh vào trong đầu, mấy đạo thân ảnh kia đã đến bên ngoài phòng. Lục Lâm Thiên mở cửa phòng, có 4 người đi tới. Bốn thân ảnh này có một thân ảnh hư ảo, thân hình nhỏ gầy, tóc dài xõa vai, trong lúc vô hình có xu thế như cột chống trời, làm cho người ta sinh ra áp lực khó hiểu, chính là linh hồn của Tam Kỳ lão nhân. 3 người khác là Kim Viên, Kim Giao và phụ thân Kim Viên, 3 người cung kính đứng bên cạnh Tam Kỳ lão nhân, nhìn bộ dáng này, phụ thân Kim Viên và Kim Giao đã biết thân phận Tam Kỳ lão nhân. Kỳ lão, người trở về. Trong lòng Lục Lâm Thiên vui vẻ nhưng cũng có phần lo lắng. Thực lực kỳ lão lúc trước tung hoành đại thế giới, nhưng dù sao bây giờ chỉ là linh hồn thể suy yếu tới tận cùng, không thể so sánh nổi. Lục Lâm Thiên cũng chào hỏi phụ thân Kim Viên, không biết vì sao phụ thân Kim Viên rất khách khí với Lục Lâm Thiên, đối đãi hắn như vãn bối. Như thế nào, không muốn ta trở về. Tam Kỳ lão nhân đi tới, sải bước vào phòng và ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người Lục Lâm Thiên, nói. Ta quyết định. Ngươi chuẩn bị đi thị hoang thế giới. Thị hoang thế giới, là địa phương nào? Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong đầu dường như không có ấn tượng về thị hoang thế giới. Lâm Thiên tiểu huynh đệ, thị hoang thế giới chính là tiểu thế giới giống như đại lục vạn cổ, nhưng mà tiểu thế giới này rất đặc biệt. Kim bá tộc trưởng giải thích với Lục Lâm Thiên, nhắc tới thị hoang thế giới, trên gương mặt của hắn mang theo một tia sợ hãi. Thị hoang thế giới là địa phương nào? Sau khi đi tới đó ngươi sẽ biết rõ. Tam Kỳ lão nhân nhấc chân lên, hắn trực tiếp ngồi lên ghế, hình tượng cũng có phần đặc biệt, nhưng hắn lại không thèm chú ý tới. Kỳ lão, không biết đi tới thị hoang thế giới làm cái gì? Lục Lâm Thiên yếu ớt hỏi. Ta thăm dò được 20 năm sau, Thượng Thanh Đại Thiên thế giới sẽ có chuyện náo nhiệt xảy ra, đối với các ngươi mà nói, có lẽ là một cơ hội không tệ. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên và Kim Viên, nói. Các ngươi cùng tiến vào trong thị hoang thế giới 20 năm, trong vòng 20 năm, các ngươi phải còn sống đi ra ngoài. Nội tâm Lục Lâm Thiên run lên, nghe khẩu khí của Kỳ lão thì thị hoang thế giới tuyệt đối không phải nơi bình thường. Ta nói sẽ phụ đạo ngươi nhanh chóng trở thành cường giả, ta chỉ tìm kiếm một con đường ra thích hợp với các ngươi mà thôi, thời điểm tương lai ngươi có năng lực quyết định con đường của mình. Ta tự nhiên sẽ không quyết định thay ngươi nữa. Tam Kỳ lão nhân nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Mà bây giờ, ngươi phải nghe theo lời ta, đến thị hoang thế giới, phải sống tốt trong đó 20 năm, ta sẽ lại an bày con đường sau đó. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, tuy không biết thị hoang thế giới là địa phương nào, nhưng hắn có thể đoán ra được, thị hoang thế giới này chỉ sợ là thế giới tràn ngập nguy cơ. Hắn cũng từ trong lời Kim Bá, Lục Lâm Thiên biết được một ít chuyện bên ngoài. Một đám người đến cấm địa Hoàng Kim Long Viên trong sơn mạch cổ lan cuối cùng không thể tìm thấy hỏa loại linh vật trời sinh, cũng đã dần dần tán đi, không phải người trong vạn cổ thế giới đều rời khỏi vạn cổ thế giới. Về phần tin tức Thiên Thủy Môn và Thải Hồng Cốc, Kim Bá cũng không biết quá nhiều, trong vạn cổ thế giới,
Quan hệ giữa thú tộc và nhân tộc cũng không phải quá tốt, đặc biệt trong thú tộc đều dùng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cầm đầu đối kháng với nhân tộc do Thải Hồng Cốc cầm đầu, tuy biểu hiện hiện tại gió êm sóng lặng, nhưng trong âm thầm vẫn có ma sát với nhau. Lục Lâm Thiên từ trong lời Kim Bá biết được, thực lực của hắn tuy còn trên Phương Chí Thành, nhưng thú tộc trong cả vạn cổ thế giới không thể so sánh với nhân tộc, cho nên mới có cục diện hôm nay. Trong 3.000 thế giới, nhân số nhân tộc còn áp đảo thú tộc quá nhiều. Nhưng trong 3.000 đại thế giới, nhân tộc và thú tộc cũng không chỉ có thú tộc và nhân tộc, còn có các chủng tộc khác. Sau khi nói chuyện phiếm, Lục Lâm Thiên và Kim Viên quyết định sáng sớm ngày mai sẽ rời khỏi vạn cổ thế giới tiến về thị hoang thế giới, Kỳ Lão cũng có ý định của mình. Kim Viên đi thị hoang thế giới, Kim Bá vốn sẽ không đáp ứng, nhưng lúc này đã khác biệt, Tam Kỳ Lão Tổ yêu cầu, tăng thêm Kim Bá cũng biết Kim Viên đạt được Viên Lang Tổ Tiên truyền thừa, tự nhiên sẽ không phản đối. Kim Viên có thể có được đại cơ duyên như thế, Kim Bá tộc trưởng càng phải cảm tạ Lục Lâm Thiên không thôi, không có Lục Lâm Thiên, sẽ không có cơ duyên của Kim Viên, ít nhất bị thiên hỏa bao phủ, Kim Viên không có khả năng sống sót lấy được truyền thừa. Tiểu tử, đến thị hoang thế giới, ngươi phải tự giải quyết cho tốt, hy vọng 20 năm sau các ngươi vẫn còn sống ra ngoài. Thời điểm hoàng hôn, trong phòng chỉ còn lại Lục Lâm Thiên và Kỳ Lão hai người đang ngồi, Kỳ Lão nói với Lục Lâm Thiên. Một khi ngươi tiến vào thị hoang thế giới, ngươi phải nhanh chóng quen thuộc pháp tắc trong đó, nếu ngươi quen thuộc, đây sẽ là tôi luyện tốt nhất với ngươi. Kỳ Lão, nếu không quen thì sao? Lục Lâm Thiên yếu ớt hỏi, đến bây giờ hắn còn chưa biết thị hoang thế giới là dạng tồn tại thế nào. Nếu không quen thì chỉ có hai lựa chọn mà thôi, lựa chọn đầu tiên là quen thuộc pháp tắc của người khác, để cho người khác dẫm nát người của ngươi, loại thứ hai chính là chết. Kỳ Lão lườm Lục Lâm Thiên. Mặc kệ thị hoang thế giới là địa phương nào, ta sẽ lựa chọn thứ ba. Lục Lâm Thiên tươi cười, nói. Ta sẽ không quen thuộc pháp tắc của kẻ khác, cũng không muốn chết, cho nên ta sẽ lựa chọn thứ ba, người khác phải sống theo pháp tắc của ta. Khẩu khí không nhỏ, hy vọng 20 năm sau ta vẫn còn gặp lại ngươi. Kỳ Lão nói xong, hắn giao nhẫn chữ vật cho Lục Lâm Thiên, nhẫn chữ vật này cũng không phải lúc trước Lục Lâm Thiên giao cho Kỳ Lão. Chính là nhẫn chữ vật hoàn toàn mới, chắc là Kỳ Lão đoạt được trong mấy ngày nay. Ngươi cầm lấy nhẫn chữ vật này, ở trong thị hoang thế giới 20 năm, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng, ngươi rót linh hồn lực vào trong nhẫn chữ vật này, sau đó ném ra ngoài là tốt rồi, nó sẽ cứu ngươi một mạng, nhưng nếu không có nguy hiểm, không thể nhìn trộm nhẫn chữ vật này. Kỳ Lão cầm nhẫn chữ vật giao cho Lục Lâm Thiên. Đa tạ Kỳ Lão. Lục Lâm Thiên, ân, một tiếng, gật gật đầu. Hắn thu nhẫn chữ vật vào trong tay, trong lòng cảm thấy ấm áp, Kỳ Lão tánh khí táo bạo, nhưng có đôi khi làm người ta phải cảm động. Lục Lâm Thiên thu hồi nhẫn chữ vật, hắn nhíu mày, trong nội tâm có chút hiếu kỳ suy đoán hai ngày qua Kỳ Lão đi chỗ nào, nhìn Kỳ Lão an bài, Lục Lâm Thiên cũng rất nghi hoặc, dường như Kỳ Lão muốn rời khỏi nơi đây, lập tức cau mày nói. Kỳ Lão, chẳng lẽ ngươi phải đi? Ta cần tìm nơi khôi phục, tiêu hao suốt 50 năm vạn năm. Muốn khôi phục linh hồn lực cũng không phải chuyện dễ dàng. Tam Kỳ Lão nhân khẽ thở dài. Kỳ Lão cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục? Trong lòng Lục Lâm Thiên sinh ra cảm giác thất lạc. Ta mài xích linh liệt hỏa suốt 50 vạn năm, mới biến thành bộ dáng hiện tại, muốn khôi phục linh hồn lực, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, ta cũng không biết, tóm lại cần thời gian rất dài. Tam Kỳ Lão nhân trầm giọng nói. Cần nhiều thời gian sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lập tức do dự vài phần, lại hỏi Tam Kỳ Lão nhân. Không biết Kỳ Lão hiện tại tìm được nơi khôi phục chưa? Còn không có tìm được nơi quá phù hợp, đến lúc đó lại tìm kiếm thôi. Tam Kỳ Lão nhân nhíu mày, nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, hay là định sau khi vào thị hoang thế giới lại tìm cách bảo vệ tính mạng, ngươi có đại thiên linh lục của A, còn có thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa. Linh hồn áo nghĩa ba áo nghĩa của ta làm dẫn, cho nên ta cũng không cách nào chính thức giúp ngươi cái gì, tất cả phải dựa vào chính ngươi. Kỳ Lão, nếu ngươi cần phải thời gian khôi phục, ta có một nơi vô cùng yên tĩnh, không bằng ngươi tiến vào xem có thích hợp để ngươi bế quan khôi phục hay không. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, hắn gọi thiên trụ giới ra. Bảo vật thời gian đấy, dùng thế giới áo nghĩa luyện chế mà ra, tạo thành không gian đối lập thời gian. Không gian trong đây hoàn toàn đối lập với bên ngoài,
chỉ sợ trong đây có thời gian đối lập gấp 50 lần. Một lát sau, sau khi cảm nhận thiên trụ giới tầng thứ 5, thân ảnh Tam Kỳ lão nhân xuất hiện ở bên ngoài, lập tức kinh ngạc, hắn kích động hô lên. Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, Kỳ lão liếc cái là có thể nhìn ra chỗ tốt của thiên trụ giới, thậm chí còn có thể nhìn ra bội số thời gian. Trong không gian tầng thứ 5, không có tu luyện áo nghĩa, hoặc là lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa không đủ sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, mà lúc này Tam Kỳ lão nhân vẫn không có việc gì, chứng minh lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa của hắn còn hơn mình không biết bao nhiêu lần. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có bảo vật này, ngươi không giống thổ dân, trong thế giới thổ dân tuyệt đối không có bảo vật này, ta lúc đầu muốn luyện chế một bảo vật như vậy, chuẩn bị thời gian dài nhưng điều kiện lại không thành thục. Tam Kỳ lão nhân rung động nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt cảm thấy kỳ quái, hắn cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Lục Lâm Thiên, tiểu tử này có quá nhiều chỗ thần bí. Đoạt được một cách tình cờ mà thôi, không biết Kỳ lão có thỏa mãn với nơi này không? Lục Lâm Thiên cười cười, tự nhiên sẽ không nói thật, thiên trụ giới tới từ truyền thừa của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, mà sư phụ đạt được truyền thừa có quan hệ tới lão ảnh, dường như là người lão ảnh quen biết. Nơi này đương nhiên phù hợp. Thời gian đối lập gấp 50 lần, có thể kết nối năng lượng thiên địa, còn cực kỳ tràn đầy, nếu ta khôi phục trong nơi này, thời gian sẽ giảm bớt gấp 50 lần. Trên mặt Tam Kỳ lão nhân vui mừng, nơi này cực kỳ phù hợp với hắn. Vậy sau này Kỳ lão cứ khôi phục ở đây đi, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy đến ngài, yên tâm khôi phục linh hồn lực là tốt rồi. Lục Lâm Thiên nói với Tam Kỳ lão nhân, sở dĩ an bài Tam Kỳ lão nhân trong thiên trụ giới tầng thứ 5. Hắn cũng có một ít an bài của mình. Cũng tốt, vốn ta cũng có chút bận tâm các ngươi tiến vào thị hoang thế giới sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta cũng cần tìm địa phương khôi phục, hiện tại ta có nơi đây rồi, còn tốt hơn những nơi ta tìm không ít, ngươi chuẩn bị ngày mai đi thị hoang thế giới đi, ta sẽ bế quan khôi phục ở đây, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta, có việc càng không nên tìm ta. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Lâm Thiên. Được rồi, Kỳ lão đã hạ lệnh đuổi khách. Lục Lâm Thiên nhún nhún vai, hắn lập tức rời khỏi thiên trụ giới. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, có thể kéo Kỳ lão vào thiên trụ giới, sau khi đến thị hoang thế giới, nội tâm của hắn cũng có vài phần lực lượng. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, trong ánh mắt đưa tiễn của Kim Bá và Kim Giao, Lục Lâm Thiên và Kim Viên hai người thừa dịp sáng sớm rời khỏi hậu sơn Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Hai người hiện tại cần phải đi tới thế giới trùng động. Mỗi một thế giới đều có thế giới trùng động tương liên với nhau, trong một đại thế giới có rất nhiều trùng động kết nối lẫn nhau. Nhưng nếu muốn tương liên với đại thế giới khác sẽ phiền toái hơn nhiều. Tiểu thế giới và trung thiên thế giới, ví dụ như vạn cổ thế giới thuộc về tiểu thế giới trung tâm vô minh tiểu thiên thế giới, mỗi thế giới nó diễn sinh ra đều lấy nó làm trung tâm, cho nên vạn cổ thế giới sẽ tương liên với vô minh tiểu thiên thế giới. Trái lại, thông qua tiểu thế giới trung tâm có thể thông qua thế giới trùng động đi tới các tiểu thế giới khác. Thị hoang thế giới nằm trong vô minh tiểu thiên thế giới, bởi vậy, Lục Lâm Thiên và Kim Viên cần phải đi tới thế giới trùng động của vạn cổ thế giới, đầu tiên phải đi tới vô minh tiểu thiên thế giới, sau đó từ vô minh tiểu thiên thế giới đi thông tới thị hoang thế giới. Mỗi một thế giới đều có khoảng cách với nhau, muốn đi tới nơi cần tới chỉ có hai biện pháp, một là xé rách không gian, đạp phá hư không đi vào khe hở thế giới. Trực tiếp tiến vào thế giới khác, giống như Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, mẫu đan ngày đó rời khỏi Đại Lục Linh Vũ, cần trải qua khe hở thế giới. Nhưng mà loại tình huống này tốc độ chậm, nếu khoảng cách xa cần không ngừng xé rách hư không, xuyên qua không ít khe hở thế giới, gặp gỡ không gian hỗn loạn sẽ có hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm quá lớn. Đồng thời trong khe hở thế giới cũng thường xuyên có đạo phỉ thế giới hoạt động, gặp gỡ đạo phỉ thế giới cũng cực kỳ nguy hiểm. Còn có biện pháp khác chính là thế giới trùng động rất an toàn, cũng nhanh nhất, nhưng lại thu phí đắt đỏ, rẻ nhất cũng cần 50 vạn tinh thạch sơ phẩm. 50 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm là khái niệm gì, tọa giá khôi lỗi cấp 1 trên thị trường chỉ có giá 5 vạn tinh thạch sơ phẩm mà thôi, phí tổn này không khác gì 10 tọa giá khôi lỗi cấp 1. Trong vạn cổ thế giới, cấp độ hậu thiên chỉ là đệ tử sơn môn bình thường, một năm cũng chỉ có 50 khối tinh thạch sơ phẩm. Nói cho đúng hơn, người có tu vị hậu thiên nếu dựa vào chính mình, trong tình huống không ăn không uống cần mất 1 vạn năm mới có thể tiến hành trùng động đi tới thế giới khác. Đây chỉ là phí tổn một chiều, còn không phải hồi trình, nếu người còn muốn trở về, với tu vị hậu thiên cần thời gian vạn năm.
Cho dù người có tu vị phá giới cảnh sơ giai, trong sơn môn tại vạn cổ thế giới chỉ có 500 khối tinh thạch sơ phẩm một năm, như vậy cần phải mất ngàn năm mới đủ khởi hành một chuyến. Cho nên đủ thấy trùng động một lần đắt cỡ nào, đây chỉ là giá tiền trùng động sang tiểu thế giới, trùng động tới trung thiên thế giới còn khủng khiếp hơn nhiều. Nói thí dụ như nếu từ đại lục vạn cổ tiểu thế giới đến vô sắc trung thiên thế giới, cho dù là thông thiên cảnh phải táng ra bại sản mới miễn cưỡng gom đủ lộ phí, thậm chí còn không gom nổi. Nghe nói cho dù tới trung thiên thế giới, các phí tổn khác cũng cao tới dọa người. Cường giả thông thiên cảnh không có hậu trường đi tới trung thiên thế giới quả thực không cách nào sinh tồn được, huống chi trung thiên thế giới vốn không phải nơi bình an gì. Lục Lâm Thiên từ lời Kim Viên biết được những việc này, mới biết được vì cái gì lúc trước Kim Viên nói muốn đi trung thiên thế giới cũng không phải chuyện tốt như thế. Tất cả tu luyện giả đều biết trung thiên thế giới, đại thế giới tốt hơn tiểu thế giới nhiều, vì sao còn đứng trong tiểu thế giới, thì ra chi phí làm người ta sợ hãi, lại có mấy người gom đủ. Bởi vậy cũng có không ít người muốn bỏ lên, không thể không gia nhập đạo phỉ thế giới, hoặc là đi mạo hiểm khắp nơi, chính là vì bỏ lên từng bước như vậy, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trong tiểu thế giới, bởi vì năng lượng thiên địa cho nên sau khi tu luyện tới trình độ nhất định đã không cách nào tiến bộ nữa, chỉ có thể đi tới thế giới cao cấp hơn. Trong thượng thanh đại thiên thế giới, tất cả thế giới trùng động đều nằm trong khống chế của Vạn Thiên Liên Minh, Vạn Thiên Liên Minh khống chế hơn phân nửa thương hội trong đại thế giới. Lục Lâm Thiên cũng phải sợ hãi thán phục, Vạn Thiên Liên Minh không phải khống chế tài phú tiểu thế giới, cũng không phải tài phú của trung thiên thế giới, mà là đại thế giới. Tài phú của Vạn Thiên Liên Minh đạt tới tình trạng nào, chỉ sợ không người nào kiểm kê nổi, có tài phú của một đại thế giới, sau lưng không có thực lực tuyệt đối chèo chống, tuyệt đối không có khả năng đứng vững không ngã. Lục Lâm Thiên cũng không khó tưởng tượng, sau lưng Vạn Thiên Liên Minh là thế lực khủng bố tới tình trạng nào. Siêu siêu, trên chân trời bao la, thân ảnh Lục Lâm Thiên và Kim Viên xẹt qua giữa không trung, thân ảnh phá không bay đi với tốc độ nhanh như thiểm điện, đến thế giới trùng động cũng không gần. Kim Viên huynh đệ cẩn thận một ít, phía trước có người. Giữa không trung, đột nhiên thân ảnh Lục Lâm Thiên dừng lại, tâm thần quan sát không trung trước mặt, ở nơi đó có một đạo khí tức tới gần. Thân thể Kim Viên lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên đầy giật mình, hắn có tu vị ngộ chân cảnh trung giai còn không phát hiện có khí tức tới gần, mà Lục Lâm Thiên chỉ có tu vị phá giới cảnh đã phát hiện, điều này đủ thấy linh hồn mạnh thế nào. Xuy, chỉ trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên quan sát không gian trước mặt, một đạo thân ảnh mơ hồ xẹt qua không gian. Lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ thấy thân ảnh mơ hồ kia trực tiếp rơi xuống giống như con chim gãy cánh. Xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên và Kim Viên nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ đầy nghi hoặc, cũng rất ăn ý, thân ảnh chớp động vài lần đã xuất hiện bên cạnh thân ảnh kia. Hai người nhìn xuống, thân ảnh kia máu tươi mơ hồ nằm dưới đất, toàn thân không có khí tức chấn động, nhìn từ xa đó là một nữ tử. Vèo! Thân ảnh Lục Lâm Thiên bay tới bên cạnh nữ tử này, nữ tử toàn thân máu tươi đầm đìa, bị thương rất nghiêm trọng. Mà khi Lục Lâm Thiên nhìn thấy trang phục của nữ tử thì nội tâm chấn động rất mạnh. Nữ tử nằm trong bụi cỏ, chung quanh có máu tươi tràn ra, trang phục mê người, váy ngắn ôm lấy bờ mông tròn trịa, đường cong rất hấp dẫn, vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài trắng sáng bóng như mỡ dê, thân thể uyển chuyển lung linh, hấp dẫn mê người. Nhưng lúc này vòng eo và đôi chân mê người đang có máu tươi loang lổ, vô cùng thê thảm. Nội tâm Lục Lâm Thiên rung rung, bởi vì hắn nhớ tới một người. Tâm thần nhìn trộm thì phát hiện không còn khí tức, do dự vài lần, hắn giơ tay kéo thân ảnh kia xoay người lại, lập tức một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên và Kim Viên. Dung mạo thanh tú thoát tục, nhưng lúc này lại đẫm máu, khóe miệng càng có vết máu chảy dài, trang phục bị máu tươi nhuộm đỏ, mái tóc mất trật tự và dính máu, trở nên ướt sũng và có mùi huyết tinh. Lâm Thiên huynh đệ, là nàng. Ánh mắt Kim Viên biến hóa không nhỏ, nữ tử này không phải người khác. Chính là ma linh yêu nữ. Kim Viên vô cùng quen thuộc với nữ tử này, lúc trước cũng bởi vì ma linh yêu nữ, hắn mới bị đánh bay vào trong xích linh liệt hỏa, nhưng cũng vì thế hắn đạt được viên lang lão tổ truyền thừa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, hắn cũng giật mình, ma linh yêu nữ đang bị trọng thương, cũng không biết sống hay chết, trong vạn cổ thế giới này dường như không có người nào có thể gây thương tích cho nàng. Lâm Thiên huynh đệ, nữ nhân này chết chưa? Kim Viên tiến sát bên người ma linh yêu nữ, lập tức hỏi Lục Lâm Thiên,
lúc này hắn cũng không rõ ma linh yêu nữ sống hay chết. Ta xem một chút. Lục Lâm Thiên hơi do dự, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thủ ấn biến hóa, muốn kiểm tra xem ma linh yêu nữ còn sống hay chết. Hình như còn khí tức linh hồn, cũng chưa chết. Lục Lâm Thiên kiểm tra sau đó phát hiện có một tia chấn động. Lâm Thiên huynh đệ, đã không chết thì phải làm sao, nàng sẽ không bỏ qua chúng ta, đặc biệt là ngươi, chúng ta có nên. Ý tứ của Kim Viên rất rõ ràng, thừa dịp nàng bệnh muốn mạng nàng, nếu trong tình huống bình thường, sẽ không có chút cơ hội nào. Việc này, đây là kẻ thù trước mắt, trong lòng Lục Lâm Thiên vốn hận ma linh yêu nữ thấu xương, nhưng mà bây giờ hắn đang trọng thương, ngược lại không thể xuống tay được, nhìn qua Kim Viên, nói. Ta sẽ không chủ động xuất thủ với nữ nhân trước, bằng không ngươi tới đi. Mặc dù yêu nữ này ra tay với ta, nhưng trước kia không có sát ý với ta, bởi vì nàng ta mà ta có thể đạt được truyền thừa, cho nên ta cũng hạ thủ được. Kim Viên lắc đầu, hắn cũng không có biện pháp ra tay, nói. Chúng ta nên để nàng tự sinh tự diệt đi, ta đoán nàng thương thế rất nặng, trốn vội vàng như thế chắc chắn có cường địch đuổi theo, chúng ta không giết nàng, nàng cũng sống không được. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn qua Kim Viên, sớm biết ra hỏa khôi ngô này tâm tư không tầm thường, hắn cũng lắc đầu, hắn cho rằng mình không giết nữ nhân đã là người tốt, chính mình lại không thể cứu nàng, vạn nhất nàng khỏe lên sẽ ra tay với mình. Đứng dậy nhìn qua ma linh yêu nữ, Lục Lâm Thiên cũng có quyết định, thời điểm định rời đi, ánh mắt nhìn vào tay phải ma linh yêu nữ, nàng đang mang một nhẫn chữ vật, với cấp độ của ma linh yêu nữ, Lục Lâm Thiên cũng phán định trong nhẫn chữ vật này chắc chắn có không ít thứ tốt. Không thể lãng phí a hát. Khóe miệng Lục Lâm Thiên cười một cách tà ác, thò tay trực tiếp lấy nhẫn chữ vật trong tay ma linh yêu nữ. Thật là lòng tham không đáy, không cứu ta thì thôi, nhẫn chữ vật ngươi cũng mơ tưởng sao. Ngay trong nháy mắt này, một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai Lục Lâm Thiên. Không tốt. Nội tâm Lục Lâm Thiên tầm kêu một tiếng không tốt, thân ảnh nhanh chóng lùi lại, nhưng lúc này lại có mấy cấm chế cực nhanh đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ, Kim Viên quát lớn, hắn lập tức bị cấm chế đánh vào người, vẫn không thể nhúc nhích được. Giọng nói thanh thúy vừa dứt lời, lập tức thân ảnh Lục Lâm Thiên và Kim Viên bất động, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thân NAS nữ tử không nhúc nhích, nhưng người ra tay với bọn họ không phải ma linh yêu nữ còn ai vào đây. Ánh mắt Lục Lâm Thiên và Kim Viên rất tốt, Lục Lâm Thiên chỉ hận không thể tát mình hai cái, chính mình thật sự phá hỏng kế hoạch lớn mà. Hừ. Muốn đấu với ta? Ma linh yêu nữ nhìn Lục Lâm Thiên và Kim Viên, ánh mắt đặc biệt đắc ý và giảo hoạt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt lại nhìn vào giữa không trung, phất tay một cái, trước mặt Lục Lâm Thiên và Kim Viên hai người có hào quang lóe lên, thân ảnh hai người biến mất không thấu đâu. Cũng không biết nàng thu Lục Lâm Thiên và Kim Viên vào nơi nào, nhìn thấy ma linh yêu nữ lau vết máu này dường như không giả, bay bổng sau đó lóe lên, cũng nhanh chóng biến mất trong không gian. Siêu siêu. Thời điểm thân ảnh ma linh yêu nữ thân ảnh sau khi biến mất không thấy, giữa không trung xuất hiện mấy đạo lưu quang, hào quang của những thân ảnh này thu liễm, lập tức đứng giữa không trung, có mấy người đi đầu, nếu Lục Lâm Thiên có thể tận mắt nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra. Mấy người này là trưởng môn Thiên Thủy Môn, chấp sự chiến thiên liên minh Phạm Sàm, còn có Đỗ Lộc và Phương Chí Thành, mặt khác còn có vài thân ảnh lạ lẫm nhưng khí tức rất cường hãn. Yêu nữ vừa xuất hiện ở nơi đây không quá lâu, mau tìm, không thể để cho nàng trốn được. Sắc mặt Phạm Sàm âm trầm, thần sắc cực kỳ khó nhìn, gần đây làm việc gì cũng không thuận, nội tâm của hắn mơ hồ có một tảng đá đè xuống. Tìm, cẩn thận tìm. Từng đạo thân ảnh tứ tán ra, cẩn thận tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được cái gì. Lục Lâm Thiên và Kim Viên bị cấm chế nhưng vẫn có thể nói chuyện, chung quanh là không gian đen kịt. Lúc này bị cấm chế tự nhiên cũng không thể dùng tâm thần quan sát chung quanh. Lâm Thiên huynh đệ, người có ở đấy không, không có sao chứ? Thời điểm đang ở trong không gian đen kịt không biết gì, ánh mắt Kim Viên truyền ra. Ta không sao, chúng ta có phiền toái. Lục Lâm Thiên tự diễu, nói nhỏ. Nhân từ với yêu nữ là tàn nhẫn với bản thân, chúng ta mắc lừa. Nghĩ biện pháp trốn, chúng ta không thể bị vây ở nơi này. Kim Viên nói ra, các ngươi trốn không thoát. Thời điểm Kim Viên vừa dứt lời, giọng nói quen thuộc của ma linh yêu nữ truyền ra, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác thân thể có lực hấp xả kéo đi, lập tức trước mặt có hào quang sáng ngời, hắn xuất hiện trong một sơn động.
Lúc này Lục Lâm Thiên và Kim Viên hoàn toàn không có lực phản kháng, một thân ảnh xuất hiện trước mặt của hai người, tư thái mê người, dung nhan xinh đẹp thoát tục, nhưng thân ảnh mang theo mùi hương nữ tử ngạt ngào, nhưng lại có độc khí vần quanh. Bọn chúng cho rằng ta đã chạy ra xa, ta hết lần này tới lần khác không chạy, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ma Linh yêu nữ vỗ cho bụi trên người, cũng móc ra một khối lụa trắng mềm lau sạch vết máu trên mặt. Lục Lâm Thiên và Kim Huyền đều quan sát, không nói gì cả. Chúng ta lại gặp mặt. Ma Linh yêu nữ thu thập xong, lúc này mới như cười mà không cười nhìn Lục Lâm Thiên, trên mặt tinh xảo không mang khói lửa nhân gian, nhưng dung nhan hơi tái nhợt, tăng thêm vừa lau sạch vết máu cũng không ảnh hưởng tới khí chất của nàng. Lúc Lục Lâm Thiên nhìn qua dung nhan trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong nội tâm tự dưng có chút rung rung, bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy. Chúng ta lại gặp mặt, duyên phận thật sự huyền diệu. Ta cảm thấy đối với ngươi không phải là huyền diệu, cũng có thể là vô cùng thê thảm. Ma Linh yêu nữ trực tiếp miễn dịch với lời nói trơn tru của Lục Lâm Thiên, cười nhạt một tiếng, vui vẻ rung động lòng người, nhìn nàng lộ ra phong thái trác tuyệt. Nếu không phải nội tâm Lục Lâm Thiên đã biết rõ nữ nhân này không phải người lẫn vật vô hại, thật sự sẽ vì nụ cười này, dáng người thướt tha xinh đẹp mà khuynh đảo một phen. Nhưng lúc này, Lục Lâm Thiên không có tâm tư gì khác, trong nội tâm nghĩ vô số biện pháp, dường như không có biện pháp nào giúp hắn chạy thoát được. Yêu nữ, người rốt cuộc muốn thế nào, người thả Lâm Thiên huynh đệ chúng ta ra, có bản lĩnh thì tới tìm ta này. Kim Viên lập tức quát lớn với Ma Linh yêu nữ. Ngươi là thú con, thật sự phiền toái, yên tĩnh cho ta. Ma Linh yêu nữ lườm Kim Viên, một đạo cấm chế đánh vào người Kim Viên, cấm chế thân thể Kim Viên còn có thể nói chuyện. Lúc này lập tức hắn câm miệng, chỉ có thể chuyển động ánh mắt. Yêu nữ, người muốn thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi Ma Linh yêu nữ. Rất đơn giản, giao vô ảnh phệ tủy độc thư trên người của ngươi ra, còn có tử linh thánh dịch ngươi cướp của ta nữa. Ma Linh yêu nữ nói với Lục Lâm Thiên. Tử linh thánh dịch ta đã ăn vào rồi. Lục Lâm Thiên trực tiếp trả lời, tử linh thánh dịch hắn thật sự không có biện pháp giao ra. Cái gì? Người dám ăn tử linh thánh dịch mà ta định giao cho nhị ca. Ma Linh yêu nữ biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, nhưng ánh mắt hơi đảo một chút, vặn eo vài cái, đường cong thướt tha uyển chuyển, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Thiếu chút nữa xem trọng ngươi rồi, chỉ bằng vào tu vị phá giới cảnh sơ giai của ngươi, thật ăn tử linh thánh dịch chết 10 lần còn chưa đủ, làm sao còn sống tới bây giờ. Có tin hay không là tùy ngươi. Lục Lâm Thiên ngoài ý muốn. Hắn đã nói sự thật, Ma Linh yêu nữ không tin. Còn có vô ảnh phệ tủy độc thư của ta đâu, người thả ở đâu rồi? Ma Linh yêu nữ đánh ra vài đạo thủ ấn lên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt cảm thấy ngoài ý muốn, trong người đối phương không còn vô ảnh phệ tủy độc thư, cũng không ở trên thân thể, nhưng nàng lại cảm giác được liên hệ vô hình trong đó, vô ảnh phệ tủy độc thư nhất định vẫn còn ở trên người của hắn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi biến đổi. Dường như với Ma Linh yêu nữ thì vô ảnh phệ tủy độc thư còn quan trọng hơn tử linh thánh dịch chút ít, bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng có ý định, dù thế nào cũng không thể giao vô ảnh phệ tủy độc thư ra. Sợ rằng mình vừa giao ra, kết cục là mình thê thảm, mà một khi trong tay vẫn còn vô ảnh phệ tủy độc thư, yêu nữ sẽ có điều cố kỵ, cho nên mình sẽ có cơ hội. Vô ảnh phệ tủy độc thư, ta không mang theo, nhưng ta có thể mang ngươi đi lấy. Lục Lâm Thiên đảo mắt, nói với Ma Linh yêu nữ. Ngươi nói láo, cho rằng có thể lừa gạt ta hay sao, ta có thể đủ cảm giác được vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở trên người của ngươi. Ma Linh yêu nữ nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, lại lườm lườm Kim Viên bên cạnh, nói. Nếu ta suy đoán đúng, sâu trong sơn mạch cổ lan lúc trước, ngươi nhất định biến ảo bộ dáng, tên đại hán mặt sẹo là ngươi, còn có thiên hỏa cuối cùng biến mất, tuyệt đối có quan hệ với ngươi. Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ. Không nghĩ tới việc này bị Ma Linh yêu nữ suy đoán ra. Xem ra, ta suy đoán đúng rồi. Nhìn phản ứng của Lục Lâm Thiên, Ma Linh yêu nữ cũng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt chớp động, nói. Trung thực giao vô ảnh phệ tủy độc thư và tử linh thánh dịch ra đây, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Tử linh thánh dịch bị ta ăn rồi, vô ảnh phệ tủy độc thư ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà có thể mang ngươi đi, ngươi không tin thì tùy ngươi. Lục Lâm Thiên nói, tóm lại tử linh thánh dịch bị chính mình ăn rồi, vô ảnh phệ tủy độc thư hắn không thể giao ra. Muốn đàn ông các ngươi nói thật, tốt nhất dùng thứ này ra nói chuyện.
trong tay ma linh yêu nữ xuất hiện một thanh dao găm, nhẹ nhàng dán lên giữa hai chân Lục Lâm Thiên, dao găm toát ra hàn quang, nàng chỉ nói mấy lời rất êm tai, lọt vào tai Lục Lâm Thiên không khác gì tiếng ác quỷ đang thì thầm. Lục Lâm Thiên sững sờ lần nữa, khó trách nữ nhân này gọi là ma linh yêu nữ, thật sự là yêu nữ, giữa hai chân cảm thấy mát lạnh, Lục Lâm Thiên cũng không dám cam đoan đồ chơi của mình bị cắt cơ mọc ra giống như tay chân hay không, có thể khôi phục hoàn hảo vô khuyết hay không, vạn nhất có chút tác dụng phụ, vấn đề lớn lắm. Về phần ma linh yêu nữ có dám cắt đồ chơi giữa hai chân của mình hay không, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không nghi ngờ, yêu nữ này không việc gì không làm được, vạn nhất thực sự nhất đao lưỡng đoạn, chỉ sợ mình khóc không ra nước mắt. Cho nên thời điểm dao găm rét lạnh bao phủ đồ chơi, Lục Lâm Thiên lập tức không nói thêm gì nữa, miễn nói ra lời nào đó chọc yêu nữ tức giận, sau đó đồ chơi giữa hai chân của mình sẽ tai bay vạ gió. Đã không nói lời nào, chẳng lẽ người thật sự muốn nhất đao lưỡng đoạn hay sao? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không nói lời nào, mà linh yêu nữ còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên bỏ qua nàng, lập tức trừng mắt, đùi ngọc thon dài lay động, làn da tuyết trắng hiện ra, váy ngắn che chắn không hết. Lúc này bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, thân thể của nàng tạo thành hấp dẫn chí mạng, chủy thủ trong tay cũng vẽ giữa hai chân hắn. Đây là yêu nữ, thân thể là thiên sứ kết hợp với ma quỷ, lúc này gần nàng dựa vào Lục Lâm Thiên gần trong gang tấc, ánh mắt Lục Lâm Thiên không thể không tỏa sáng, đây tuyệt đối là vưu vật trong vưu vật. Trọng yếu nhất là, yêu nữ này cầm dao vẽ vài vòng giữa hai chân Lục Lâm Thiên, loại tình huống này, đối với Lục Lâm Thiên mà nói là upsilon không thể nói thành lời. Bản quyền vọng cũng không dám sinh ra. Bởi vậy, đồ chơi của Lục Lâm Thiên chỉ chấn động một chút chứ không vươn lên ngạo nghễ, nhưng nó vẫn đâm vào dao găm của ma linh yêu nữ. Ngươi, leng keng. Ma linh yêu nữ lập tức liền phát hiện đồ chơi giữa hai chân Lục Lâm Thiên phản ứng, sững sờ sau đó phục hồi tinh thần lại, chẳng biết tại sao, sắc mặt ửng đỏ từ cổ tới tận mang tai, dao găm trong tay run run sau đó rơi xuống đất. Ngươi vô sỉ, hạ lưu. Ma linh yêu nữ đỏ mặt mắng to Lục Lâm Thiên, bộ dáng này rất đáng yêu, nhưng ánh mắt của nàng lại vụng trộm nhìn vào giữa hai chân Lục Lâm Thiên, nhìn nơi vừa sinh ra biến hóa. Tại sao lại nói ra vô sỉ hạ lưu, là chính ngươi sờ loạn, không liên quan tới ta cũng không thể khống chế nó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thứ này mình thật sự không thể khống chế. Ta sờ loạn lúc nào? Ma linh yêu nữ nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, nàng trừng mắt. Tức giận không thôi, nàng làm gì có sở loạn, quả thực là mắc cỡ chết người, tức giận dậm chân, thân thể mềm mại run lên, hai gò má ửng hồng. Ma linh yêu nữ không chú ý tới Lục Lâm Thiên, trực tiếp cầm nhẫn chữ vật của Lục Lâm Thiên lên xem, tâm thần quan sát và dễ dàng xóa bỏ cấm chế, nhưng trong nhẫn chữ vật này không có thứ nàng muốn. Hừ, nhìn thấy không có thứ mình muốn, ma linh yêu nữ tức giận hừ một tiếng, bàn tay trắng như ngọc vung lên. Dao găm lại bay vào trong tay của nàng. Lục Lâm Thiên, người có giao vô ảnh phệ tủy độc thư và tử linh thánh dịch ra hay không? Nếu ngươi không giao, ta sẽ giết hắn trước. Chủy thủ trong tay ma linh yêu nữ trực tiếp đặt lên cổ kim viên trên. Ánh mắt kim viên hơi chuyển động, hắn vốn không có chuyện gì, nhưng đột nhiên lại kéo việc này lên người hắn, lập tức cảm giác oan uổng, nhưng lại không thể nhúc nhích, thậm chí còn không thể nói chuyện. Yêu nữ, ngươi... Lục Lâm Thiên sợ ném chuột vỡ bình, nếu yêu nữ đối phó mình, Lục Lâm Thiên còn không sợ, nhưng đối phó kim viên lại khác. Ta chính là yêu nữ, chuyện gì ta không làm được, rốt cuộc ngươi giao hay không ra. Ma linh yêu nữ nhìn qua Lục Lâm Thiên. Được rồi, ta giao, ngươi thả huynh đệ ta ra. Lục Lâm Thiên biết rõ mình không có lựa chọn khác, vạn nhất yêu nữ thực động thủ, bản thân mình hối hận không kịp, cho nên Lục Lâm Thiên trực tiếp lựa chọn đáp ứng. Còn rất nghe lời, ta biết ngay ở trên người của ngươi, hừ. Ma linh yêu nữ cười đắc ý, cảm giác như mình đã chiến thắng, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt. Ngươi phải thả ta ra trước mới được, ngươi cấm chế ta không thể giao đồ vật cho ngươi được. Lục Lâm Thiên nói với ma linh yêu nữ. Thả ngươi cũng không sao, dù sao ở trước mặt ta, ngươi cũng trốn không thoát, huống chi, ngươi còn ở trong tay ta. Ma linh yêu nữ cũng không có bao nhiêu do dự. Nàng đưa tay ra đánh vài đạo thủ ấn vào người Lục Lâm Thiên, lập tức cấm chế trên người Lục Lâm Thiên được cởi bỏ. Hô! Cấm chế mở ra, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt mắt nhìn thẳng vào ma linh yêu nữ, trong mắt mang theo thần sắc ngưng trọng. Giao ra đây, dám gạt
ta sẽ không khách khí. Ma linh yêu nữ nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, chủy thủ trong tay lại đặt lên cổ kim viên cảnh cáo Lục Lâm Thiên, nhìn Lục Lâm Thiên kinh ngạc trung thực trước mặt mình, lập tức cảm thấy đắc ý, so với đạt được một kiện bảo vật còn làm nàng cao hứng hơn. Biết rõ vì cái gì vừa rồi ta không giết ngươi hay không, còn muốn lấy nhẫn chữ vật của ngươi nữa. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào ma linh yêu nữ, hắn đổi chủ đề, ánh mắt ngưng trọng. Bản tính các ngươi chưa tính là quá xấu, vừa rồi không có động sát ý, bằng không các ngươi hiện tại nhất định rất thảm, cũng không phải chỉ bị cấm chế đơn giản như vậy. Ma linh yêu nữ nói với Lục Lâm Thiên, ánh mắt chừng hắn. Ngươi muốn nhẫn chữ vật của ta, vậy càng đơn giản, chỉ là thừa cơ phát tài mà thôi, ngay cả đồ của ta cũng dám mơ tưởng, thật sự to gan mà. Ngươi sai rồi, ta lấy nhẫn chữ vật của ngươi, chỉ muốn xem trong nhẫn chữ vật của ngươi có đan dược chữa thương hay không, ta nghĩ ngươi thương thế quá nặng, mà trên người ta quá nghèo, thật sự không có đan dược có thể giúp ngươi, ngươi hiểu lầm ta. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên nói rất chân thành. Miệng đầy gian dối, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao, đừng lẫn lộn chủ đề, nhanh giao Tử Linh Thánh Dịch và Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư ra đây. Ma linh yêu nữ khinh thường Lục Lâm Thiên, nàng không ngu ngốc, nếu ngu ngốc cũng không có danh tiếng ma linh yêu nữ, loại chuyện ma quỷ gạt người này nàng không tin, nàng cũng không phải đứa bé 3 tuổi. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta vẫn muốn nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chân thành. Kỳ thật Tử Linh Thánh Dịch và Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư đang ở trên người của ta. Ta biết ngay, ngươi cũng không thể lừa ta được. Ánh mắt ma linh yêu nữ nhảy lên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng bố trí thủ đoạn lên Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư. Hiện tại Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư tuy bị cấm chế, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư một cách đại khái. Trên người ta mang theo Tử Linh Thánh Dịch và Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư, vì sao ngươi biết ta không sớm rời khỏi vạn cổ thế giới? Rời khỏi ngươi càng xa càng tốt. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng ma linh yêu nữ, ánh mắt dần dần biến thành trong suốt. Đương nhiên, loại tình huống này Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ không nói với ma linh yêu nữ, bởi vì hắn là thái điểu, căn bản không biết cách rời khỏi vạn cổ thế giới. Rời khỏi vạn cổ thế giới cũng không có địa phương đi, huống chi trong khoảng thời gian này hắn đang chạy trốn khỏi chết. Cái này, ma linh yêu nữ tự nhiên không quá hiểu tình huống của Lục Lâm Thiên. Trong thế giới nhận thức của nàng, nếu Lục Lâm Thiên muốn rời khỏi vạn cổ thế giới, tự nhiên rất dễ dàng, bởi vậy vấn đề này làm nàng cảm thấy không có đáp án, cũng không suy ra được. Nhìn thần sắc ma linh yêu nữ, ánh mắt Lục Lâm Thiên mang theo một tia tà dị đắc ý, rốt cục cũng hấp dẫn ma linh yêu nữ thay đổi chủ đề khác, yêu nữ này thật sự khó đối phó, lập tức thay đổi cảm xúc, trên mặt mang theo thần sắc ảm đạm, tăng thêm vài phần nhu tình, cảm giác này làm cho ma linh yêu nữ cảm thấy ngạc nhiên. Người 3 lần 4 lượt tìm ta muốn Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư và Tử Linh Thánh Dịch, ta không giao cho ngươi, kỳ thật không phải bổn ý của ta, ta không phải sợ sau khi ta giao cho ngươi, ngươi sẽ giết ta diệt khẩu, mà là sợ giao cho ngươi rồi sẽ không còn cơ hội gặp ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chân thành, thần sắc ảm đạm, ngẩng đầu nhìn ma linh yêu nữ. Ta không rời khỏi vạn cổ thế giới, cũng bởi vì ngươi, cho dù toàn bộ thải hồng cốc truy nã ta. Ta cũng không bỏ được mà rời khỏi vạn cổ thế giới, chính vì sợ ngươi không tìm thấy ta. Đây là vì cái gì? Dường như nội tâm ma linh yêu nữ trong lúc mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó, ánh mắt mang theo một ít chấn động, nàng cắn bờ môi đỏ mọng. Ngươi vẫn không rõ sao, bởi vì ta thích ngươi, nhưng ta biết ngươi là cường giả, ta chỉ là một tiểu phá giới cảnh, ta căn bản không xứng với ngươi, từ lần đầu tiên gặp được ngươi, ta đã thích ngươi, cho dù là ngươi đâm ta một đao. Đặt Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư vào trong người ta, ta cũng không trách ngươi, bởi vì ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta cố ý không trả Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư và Tử Linh Thánh Dịch cho ngươi, đó là vì ta thích ngươi. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt đầy tình cảm nhìn vào mắt ma linh yêu nữ, mặt không đỏ tim không nhảy, đến thời điểm này Lục Lâm Thiên cũng chỉ đánh cược một keo, nữ nhân, dường như có đặc tính này, lúc trước Tiểu Linh cũng là thế. Ngươi! Ma linh yêu nữ nghe Lục Lâm Thiên nói thế, thân thể mềm mại run lên, đầu óc trống rỗng, còn chưa từng có người nào trực tiếp nói lời này với nàng, ngay cả lời nói cũng khó nói hơn trước, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Người này, cũng quá to gan lớn mật, người biết người đang nói cái gì không, dám đùa giỡn ra, ta giết ngươi. Vừa dứt lời, ánh mắt ma linh yêu nữ chớp động, nàng đã phát hiện tim mình đập nhanh hơn, trong lòng rung động khó hiểu. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu.
đột nhiên ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào ma linh yêu nữ, nói. Chết trong tay ngươi, tốt hơn chết trong tay thải hồng cốc rất nhiều, tốt, giao đồ vật cho ngươi, ngươi giết ta đi, nhưng mà hy vọng ngươi giết ta là được rồi, thả huynh đệ của ta, hắn không đắc tội với ngươi. Lục Lâm Thiên nói xong, hắn cầm nhẫn chữ vật trong tay, nhẫn chữ vật này là nhẫn chữ vật lão nhân gia lưu cho hắn. Cầm nhẫn chữ vật trong tay, ánh mắt Lục Lâm Thiên giấu giếm một ít ánh sáng chớp động, mình bây giờ chỉ nghĩ ra ba lựa chọn, thứ nhất, chính là thực ngoan ngoãn giao vô ảnh phệ tủy độc thư ra, nhưng tử linh thánh dịch không giao được, cuối cùng cũng không biết ma linh yêu nữ có thật giết mình hay không. Lựa chọn thứ hai, đưa nhẫn chữ vật mà kỳ lão cho hắn, nói là thời khắc nguy cấp nên ném ra ngoài là có thể cứu chính mình một mạng, nhưng kim viên còn nằm trong tay yêu nữ, cho nên Lục Lâm Thiên cũng không dám lựa chọn. Cuối cùng Lục Lâm Thiên chỉ có thể lựa chọn phương pháp thứ ba, lão ảnh đã từng nói qua, lão nhân gia lưu lại nhẫn chữ vật, người khác muốn nhìn trộm là tự tìm khổ, muốn chết. Vô ảnh phệ tủy độc thư và tử linh thánh dịch đều trong này, ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thả kim viên huynh đệ ra. Lục Lâm Thiên do dự, khẽ cắn môi, cầm nhẫn chữ vật ném cho ma linh yêu nữ. Xùy, ma linh yêu nữ vươn tay cầm nhẫn chữ vật vào tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, trên mặt mang theo một ít ửng đỏ, nói. Kỳ thật ta vốn không nghĩ sẽ giết các ngươi, ta chỉ muốn tìm đồ của ta mà thôi, vô ảnh phệ tủy độc thư quá trọng yếu với ta, tử linh thánh dịch nếu ngươi thật uống cũng không sao, về sau có thể nghĩ biện pháp khác tìm tử linh thánh dịch cho nhị ca là được. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt sững sờ, yêu nữ này hào phóng như thế từ lúc nào? Người ta cũng trả lại cho ngươi. Hơi cắn răng, ma linh yêu nữ trực tiếp cởi bỏ cấm chế cho kim viên, lực lượng nhu hòa đẩy kim viên ra, đẩy về phía Lục Lâm Thiên, đồng thời nhìn qua Lục Lâm Thiên, sắc mặt kiều nộ, ánh mắt hơi lườm hắn, nói. May mắn cho ngươi, lần sau dám đùa giỡn ta, ngươi chết chắc rồi, lần này xem các ngươi không có sát ý với ta, ta tha cho ngươi một lần. Ta cũng không phải đùa giỡn ngươi, ta thật thích ngươi. Lục Lâm Thiên chân thành nói một câu. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, kim viên vừa mới giải cấm chế lại sững sờ, ngược lại không rõ đang diễn ra chuyện gì. Ngươi càng không thể hy vọng vào ta rồi, nếu ngươi dám yêu thích ta, hiện tại ta sẽ giết ngươi, dù sao ta sẽ không thích ngươi, ta đã có người yêu mến, ta. Gò má ma linh yêu nữ đỏ rực. Nhưng ánh mắt nhìn thấy đôi mắt nhu tình tha thiết của Lục Lâm Thiên thì nàng không tức giận được, ngược lại còn tránh ánh mắt đó, nói năng cũng lộn xộn, đoán chừng trong lòng đang khẩn trương. Ngươi giết ta, ta cũng sẽ thích ngươi, cho dù trong lòng ngươi có người yêu mến, ta cũng sẽ thích ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ẩn chứa tình cảm, vô cùng chân thành nói một câu, xem ra yêu nữ này có đôi khi tâm ngoan thủ lạt, nhưng nội tâm rất đơn thuần. Ta thích người phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng, thực lực thiên phú đều phải là tồn tại đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới, căn bản không phải kẻ miệng lưỡi trơn tru như ngươi, toàn lời nói dối, thực lực thấp không chịu nổi, tóm lại ngươi không thể ưa thích ta, bằng không ta liền giết ngươi. Ma linh yêu nữ ngạo nghễ nói với Lục Lâm Thiên. Phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực đỉnh cấp thì như thế nào? Lục Lâm Thiên nói xong, đột nhiên không biết tại sao trong lòng có vị chua. Ta thấy ngươi không có những thứ đó, bằng không các ngươi chết chắc. Ma linh yêu nữ vừa dứt lời, không dám nhìn thẳng ánh mắt Lục Lâm Thiên, muốn kiếm tra nhẫn chữ vật trong tay. Chậm! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, nói. Ngươi đừng kiểm tra, nhẫn chữ vật đưa cho ta giao nó cho ngươi. Biết rõ trong chữ vật giới chỉ không phải người khác có thể nhìn trộm, Lục Lâm Thiên lập tức quát lớn ngăn cản ma linh yêu nữ. Lúc này trong nội tâm hắn thật sự không muốn ma linh yêu nữ đơn thuần chết đi. Chẳng lẽ ngươi lại gạt ta? Ma linh yêu nữ cho rằng mình mắc lừa, làm sao nghe lời của Lục Lâm Thiên, tâm thần quan sát nhẫn chữ vật trong tay, Lục Lâm Thiên muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Xùy. Trong cùng thời gian, ngay vào lúc tâm thần ma linh yêu nữ nhìn trộm nhẫn chữ vật, lúc này hào quang màu xanh phong cách cổ xưa, thậm chí còn có khí tức không rõ là gì sinh ra. Khí chất man hoang bộc phát khi tâm thần ma linh yêu nữ nhìn trộm, lập tức hào quang chui thẳng vào trong mi tâm ma linh yêu nữ. Xùy. Trong thời gian ngắn ngủi, tốc độ kia nhanh không thể tưởng tượng nổi, ma linh yêu nữ vô cùng khiếp sợ, khi hào quang man hoang kia tiến vào mi tâm, nàng căn bản không cách nào ngăn cản. Leng keng. Trong nháy mắt tiếp theo, chiếc nhẫn phong cách cổ xưa rơi xuống,
ánh mắt ma linh yêu nữ nhắm chặt, khí tức trên người không còn, không biết sống chết. Xuy. Lục Lâm Thiên nhanh chóng hấp thu nhẫn chữ vật vào trong tay của mình. Lâm Thiên huynh đệ, nữ nhân này bị làm sao thế? Hai mắt Kim Viên nhìn chằm chằm vào ma linh yêu nữ không thể động đậy, ánh mắt nghi hoặc. Hừ. Lục Lâm Thiên đầu tiên mặc kệ ma linh yêu nữ sống hay chết, hắn đánh ra mấy đạo cấm chế lên người ma linh yêu nữ, lúc này mới dám tới gần ma linh yêu nữ, không chút khách khí thu nhẫn chữ vật của ma linh yêu nữ vào trong tay. Lâm Thiên huynh đệ, người thật ưa thích nữ nhân này, kỳ thật yêu nữ này không tệ, nhưng một thân độc công hơi khủng bố một chút. Kim Viên tiến lên nói với Lục Lâm Thiên. Vậy mà muốn nhất đao lưỡng đoạn với ta. Nghe Kim Viên nói thế, Lục Lâm Thiên nhìn qua vưu vật mê người trước mặt, nhưng lại nghĩ đến nữ nhân này muốn cắt đồ chơi của hắn, ánh mắt run lên, lúc này thật vất vả mới làm nàng rơi vào trong tay của nàng, mình ăn thiệt thòi phải đòi lại, nhìn dung nham kiều mị hấp dẫn trước mặt, thân thể gợi cảm vô song, Lục Lâm Thiên cười tà. Còn phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực đỉnh cấp đấy. Lục Lâm Thiên thì thào, ma trưởng vung lên vỗ vào mông của ma linh yêu nữ. Dùng sức xoa nắn vài cái, hắn lại hôn lên mặt và miệng nhỏ nhắn anh đào của ma linh yêu nữ một lát, lúc này mới hả giận. Lâm Thiên huynh đệ, người thật sự có tính tình tốt. Kim Viên nhìn cảnh này, trực tiếp xem thế là đủ. Xuy. Trên người ma linh yêu nữ có khí tức chấn động. Lâm Thiên huynh đệ, nàng động. Kim Viên đang bị hành động của Lục Lâm Thiên làm ngạc nhiên, cảm giác được khí tức chấn động trên người ma linh yêu nữ, lập tức quát lớn. Chạy mau. Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được khí tức chấn động trên người ma linh yêu nữ, hắn trực tiếp chạy trốn, làm sao dám dừng lại. Siêu siêu. Thời điểm hai người rời khỏi sơn động, hai người nhanh chóng thoát ra ngoài, khá tốt bên ngoài sơn động ma linh yêu nữ cố ý không muốn người khác chú ý, cho nên không bố trí cấm chê, hai người trực tiếp bay lên không trung. Đi. Lục Lâm Thiên thi triển không gian áo nghĩa xé rách không gian, hai người trực tiếp trốn vào trong đó. Xuy. Trong sơn động, không biết qua bao lâu, ma linh yêu nữ đang nhắm mắt lại mở mắt ra, toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt ánh mắt mang theo nghi hoặc và ngạc nhiên, lẩm bẩm. Rốt cuộc hắn có địa vị gì, khí tức vừa rồi. Ma linh yêu nữ lúc này phát hiện nhẫn chữ vật không còn, phất tay lau nước miếng dính trên mặt và bờ môi, trên mông còn nóng rát, nàng lập tức gào lên. Lục Lâm Thiên, ta sẽ không để yên cho ngươi. Ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Lâm Thiên huynh đệ, đây là thành Vạn Linh, thế giới trùng động đang ở trong thành Vạn Linh, chúng ta đi vào là được rồi. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, ta dương như máu, đây là một đại thành người ta tấp nập. Lục Lâm Thiên và Kim Viên đi lại trên đường phố náo nhiệt, trên đường người đi hối hả, tiếng huyên náo ồn ào, đường đi rất lớn và kiến trúc hùng vĩ, còn lớn hơn cả đại thành phồn hoa nhất trên đại lục Linh Vũ. Căn bản không thể so sánh với nhau. Chúng ta có thể lập tức rời khỏi vạn cổ thế giới trùng động là của vạn thiên liên minh, chỉ cần đến vạn thiên liên minh, thải hồng cốc và thiên thủy môn cũng không có biện pháp với chúng ta, vạn thiên liên minh không nhúng tay vào bất cứ phân tranh nào, đều bảo trì trung lập, chiến thiên liên minh cũng không có biện pháp với vạn thiên liên minh. Kim Viên nói với Lục Lâm Thiên. Như vậy sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn nhìn thành Vạn Linh phồn hoa, nói. Kim Viên đại ca, trong thành Vạn Linh có người của Thải Hồng Cốc không? Đương nhiên là có, thành Vạn Linh chính là đại thành, Thải Hồng Cốc xem như thế lực cường đại nhất vạn cổ thế giới, trong thành Vạn Linh sẽ có phân đà của bọn họ, đang ở cách đây không xa. Kim Viên nói, Kim Viên huynh đệ, vậy ngươi chờ ta một hồi, chúng ta cùng đi tới thế giới trùng động. Lục Lâm Thiên nói, mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương như máu, bao phủ kiến trúc thành Vạn Linh. Đường phố lúc này vẫn náo nhiệt, người đến người đi rất đông. Thải Hồng Cốc thân là thế lực khổng lồ nhất vạn cổ thế giới, tại thành Vạn Linh nội cũng có địa vị bá chủ, phân đà tại thành Vạn Linh cũng là số một, chiếm diện tích khổng lồ, kiến trúc to lớn đồ sộ làm người ta không dám tới gần, huống chi bên ngoài quảng trường còn có đệ tử Thải Hồng Cốc đứng thẳng, ánh mắt nghiêm túc và đầy băng hàn. Lúc này một thân ảnh xuất hiện trên quảng tường, chậm rãi đi tới đây, thân ảnh đi tới trước cửa lớn phân đà Thải Hồng Cốc. Ngẩng đầu nhìn qua năm chữ ta, phân đà Thải Hồng Cốc. Phân đà Thải Hồng Cốc, người không có phận sự lui ra. Mấy tên đệ tử Thải Hồng Cốc đang đứng gác ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo khinh thường,
người có thể tiến vào phân đà thải hồng cốc đều là nhân vật có uy tín danh dự trong thành Vạn Linh. Những người như vậy bọn họ đều nhận ra, những người xa lạ không có tư cách đi vào trong thải hồng cốc. Đến phân đà thải hồng cốc, người tới mặc bộ áo xanh, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng mang theo nụ cười lãnh ý, không quan tâm đám đệ tử này, vẫn đi tới trước. Không bẩm báo dám xông vào thải hồng cốc, muốn chết. Tên đệ tử thải hồng cốc vừa mới nói chuyện ánh mắt âm trầm, xoay tay đánh một chưởng vào nam tử áo xanh. Phanh! Kẻ này vừa ra tay, đám đệ tử thải hồng cốc lập tức biến thành huyết vụ một cách khó hiểu. Rầm rầm rầm! Đám đệ tử thải hồng cốc chung quanh còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng tan thành mây khói. Phân đà thải hồng cốc có động tĩnh. Có người dám động vào phân đà thải hồng cốc. Người phương nào dám làm càn tại phân đà thải hồng cốc? Động tĩnh như vậy lập tức kinh động người trong thành Vạn Linh, phân đà thải hồng cốc có nhiều thân ảnh lao ra ngoài. Siêu siêu! Từng đệ tử thải hồng cốc xông ra, phóng thích khí tức ngập trời, không gian cũng rung rung, có tất cả mấy trăm người, còn có nhiều đệ tử thải hồng cốc đang chạy tới, đều là tu vị hậu thiên, kỳ thật thực lực xem như không tệ, thậm chí có mấy người tương đương võ đế trên đại lục Linh Vũ. Hôm nay thu chút tiền lãi. Người áo xanh nhìn qua đám đệ tử thải hồng cốc, trong mắt xuất hiện lãnh ý, chung quanh bộc phát khí tức băng hàn mạnh mẽ, một đạo quang mang xuất hiện bao phủ không gian quanh đây. Trong không gian này thủy thuộc tính áo nghĩa bao trùm các nơi, khí tức băng hàn thấu xương, còn mang theo công kích quỷ dị, cả không gian lập tức rơi vào hầm băng, làm cho linh hồn người ta sinh ra hàn ý. Trong phạm vi không gian này, mọi thứ đóng băng, lực lượng hàn băng khuếch tán ra chung quanh, mấy trăm đệ tử thải hồng cốc bị bao phủ trong đó, linh hồn của bọn họ cũng bị đóng băng, hàn băng bao phủ không gian. Trong không gian hàn băng, phạm vi bao phủ vạn mét, bao phủ toàn bộ kiến trúc phân đà thải hồng cốc vào bên trong. Mấy trăm đệ tử thải hồng cốc bị hàn khí bao phủ toàn thân, hoàn toàn không thể chống lại, trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, thân hình trực tiếp hóa thành hàn băng. Có đệ tử thải hồng cốc đang bay, bọn họ bị hàn băng bao phủ không thể nhúc nhích, có người nhảy ra khỏi kiến trúc, có người vẫn đang ở bên trong. Các đệ tử thải hồng cốc có mấy trăm thần thái khác nhau, băng điêu óng ánh. Chỉ cần là sinh linh trong phân đà thải hồng cốc đều hóa thành băng điêu, cả không gian bị hàn khí bao phủ, băng xương bao phủ các nơi. Ken két, mấy trăm băng điêu lập tức rạn nứt giống như mạng nhện, bắt đầu xuất hiện khe hở, nghiền nát như tấm gương, sau đó những vết rạn này hóa thành bột phấn. Rầm rầm rầm, tất cả băng điêu đều hóa thành băng vụn rơi xuống đất, cuối cùng hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa, hàn khí trong không gian cũng không tồn tại. Vèo. Trong phân đà thải hồng cốc chỉ còn một thân ảnh đang bay đi, muốn xé rách không gian bỏ chạy thật xa, tu vị khí tức rõ ràng là phá giới cảnh sơ giai, đây là đà chủ phân đà, trưởng lão thải hồng cốc, hắn là cường giả tọa trấn thành Vạn Linh. Lưu máu của ngươi lại, vẫn còn hữu dụng. Thân ảnh áo xanh dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt người đang bay, không gian vặn vẹo, phất tay cầm một thanh đao màu vàng trong tay. Ngao! Tiếng đao minh vang vọng không trung, một đao đánh xuống. Đao mang phá không mang theo lệ khí quét ngang tất cả. Tạch, nhất đao lưỡng đoạn, cường giả tu vị phá giới cảnh sơ giai tu vị bị đao mang đánh trúng, thân thể hóa thành hai nửa sau đó biến thành huyết vụ ngập trời. Lục Lâm Thiên ta thề, ngày này 20 năm sau sẽ diệt thải hồng cốc. Tiếng quát vang vọng toàn bộ thành trì, trên quảng trường, huyết vụ của cường giả phá giới cảnh sơ giai biến thành ba chữ to đầy huyết tinh, giết không tha. Thân ảnh áo xanh lại nghênh ngang rời đi, phân đà thải hồng cốc sau lưng tĩnh mịch, sinh cơ không còn, chỉ có một đám khí tức hàn băng bao phủ các nơi. Hắn chính là Lục Lâm Thiên, thải hồng cốc truy nã Lục Lâm Thiên A Hát. Mau ra tay bắt Lục Lâm Thiên, bắt được sẽ có trọng thưởng. Đầu của ngươi có bị nước vào không, phân đà thải hồng cốc đã chó gà không tha, hơn 700 người bị đánh chết trong nháy mắt, cặn bã cũng không thừa, tên đà chủ tu vị phá giới cảnh bị một đao chém chết. Người muốn bắt Lục Lâm Thiên, muốn chết phải không? Lục Lâm Thiên quá mạnh, khó trách có thể giết hơn 10 vạn người của thải hồng cốc, tàn sát hơn 10 trưởng lão phá giới cảnh, thải hồng cốc trêu chọc sát tinh này, thật sự hỏng bét. Ngày này 20 năm sau, không biết thải hồng cốc có bị tiêu diệt hay không? Lục Lâm Thiên thật hung ác, tâm ngoan thủ lạt, hoàn toàn không lưu tình. Về sau trêu chọc ai cũng có thể, cũng không thể trêu vào người này. Bên ngoài phân đà thải hồng cốc, chẳng biết lúc nào đã là tụ tập rất nhiều thân ảnh, từng ánh mắt sợ hãi thán phục,
hơn 700 đệ tử thải hồng cốc bị đánh chết trong một chiêu, cặn bã không thừa, thật sự quá rung động lòng người. Lúc này mọi người đang nghị luận, Lục Lâm Thiên qua một lát sau đã đi tới không gian trùng động trong thành Vạn Linh do Vạn Thiên Liên Minh khống chế. Vạn Thiên Liên Minh không nhúng tay vào bất cứ phân tranh nào, bởi vậy chỉ cần trong địa bàn Vạn Thiên Liên Minh cấm phân tranh, ai động thủ chính là đối đầu với Vạn Thiên Liên Minh. Đối đầu với cả Vạn Thiên Liên Minh còn thảm hơn đối đầu với Chiến Thiên Liên Minh, một khi trở thành kẻ thù của Vạn Thiên Liên Minh, vậy không cách nào đạt được phục vụ của Vạn Thiên Liên Minh, kể cả thế giới trùng động. Trong thế giới trùng động, Lục Lâm Thiên và Kim Viên Giao Giao nạp mỗi người 50 vạn tinh thạch sơ phẩm, hai người là 100 vạn, đây tuyệt đối là con số rất lớn. Trong trùng động, không gian trùng động không khác bao nhiêu so với lúc ở Đại Lục Linh Vũ, nhưng tính ổn định của không gian kiên cố hơn. Nửa canh giờ sau, Lục Lâm Thiên và Kim Viên hai người đã đến Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, nhưng hai người không tiến vào Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, trực tiếp đi vào trùng động khác, là trùng động đi từ Vạn Thiên Liên Minh tới Thị Hoang Thế Giới. Nghe nói đến Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới phải thông qua trùng động, một khi đi ra ngoài còn phải giao ra không ít phí tổn mới có thể tiến vào Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Từ thế giới cấp thấp đi tới thế giới cấp cao phải giao không ít phí tổn mới được dừng lại, mà thế giới cao hơn đi tới thế giới thấp hơn lại không cần. Ví dụ như vạn cổ thế giới đến Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới là tiểu thế giới trung tâm đều cần giao nạp phí tổn, nhưng từ Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới đến vạn cổ thế giới hoặc tiểu thế giới tương đương vạn cổ thế giới lại không cần giao nạp cái gì. Mà đại bản doanh Thiên Thủy Môn lại nằm trong Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, ta sớm muộn gì sẽ đến đây. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi trầm xuống, lập tức cùng Kim Viên tiến về trùng động đi Thị Hoang Thế Giới. Trong thế giới trùng động, Lục Lâm Thiên và Kim Viên giao nạp 100 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên càng thêm đau lòng, nghĩ thầm trong lòng, nếu có cơ hội phải tìm lợi nhuận từ Vạn Thiên Liên Minh mới được. Người phụ trách trùng động Vạn Thiên Liên Minh nghe Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên hai người muốn đi Thị Hoang Thế Giới, thần sắc lập tức biến hóa. Dùng thần sắc kỳ lạ nhìn Lục Lâm Thiên và Kim Viên hai người, chuyện này làm nội tâm Lục Lâm Thiên cảm thấy khó hiểu về Thị Hoang Thế Giới, không rõ đây là thế giới như thế nào. Siêu siêu. Sau khi đau lòng giao nạp 100 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm, Lục Lâm Thiên và Kim Viên trực tiếp tiến vào trùng động đi Thị Hoang Thế Giới. Kim Viên đại ca, Thị Hoang Thế Giới là thế giới như thế nào? Trong thế giới trùng động, Lục Lâm Thiên hỏi Kim Viên. Thị Hoang Thế Giới là cả thế giới hỗn loạn nhất trong các tiểu thế giới của Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, người bình thường không đặt chân tới nơi này, bên trong tràn ngập huyết tinh, bạo lực, đồ sát, khi dễ, bá đạo, hắc ám. Kim Viên nói xong, thần sắc cũng biến hóa. Huyết tinh, bạo lực, đồ sát, khi dễ, bá đạo, hắc ám, đây là thế giới như thế nào? Thần sắc Lục Lâm Thiên hơi biến hóa. Thị Hoang Thế Giới, nghe nói trước đây thật lâu nó là một ngục giam. Toàn bộ thế giới là ngục giam của toàn bộ Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Kim Viên đối với Lục Lâm Thiên nói. Từ lời giải thích của Kim Viên, Lục Lâm Thiên biết lai lịch của Thị Hoang thế giới này trước đây là ngục giam, cả Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới đều dùng nó làm ngục giam, thậm chí là Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới cũng có không ít kẻ tù tội giam giữ tại đây. Lai lịch những kẻ tù tội này là những người đắc tội với thế lực lớn, cuối cùng bị phạt giam giữ trong ngục giam. Loại giam giữ này với người có tu vị cao và tính mạng dài dằng dặc, tới một mức độ nào đó còn đáng sợ hơn cả tử vong. Nhưng sau này không rõ vì nguyên nhân gì, thế giới này ngục giam đã bị vứt bỏ trong thời gian dài, về sau nó trở thành Thị Hoang Thế Giới hôm nay. Thị Hoang Thế Giới là nơi hỗn loạn, trong Thị Hoang Thế Giới mỗi ngày đều có giết chóc, mỗi ngày đều có huyết tinh, mỗi ngày đều có người vẫn lạc, các nơi máu chảy thành sông, bên trong có không ít thế lực sơn môn, có khả năng vừa mới thành lập. Một giây sau đã bị thế lực mạnh hơn huyết tẩy. Trong Thị Hoang Thế Giới này, mọi thứ chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ, chỉ cần đi vào Thị Hoang Thế Giới, tất cả đều là cường giả, nữ nhân, tu luyện tài nguyên, thậm chí là nhân mạng đều là sở hữu tư nhân của cường giả, thực lực càng mạnh sẽ có càng nhiều, thực lực nhỏ yếu biến thành nô lệ của cường giả, bằng không sẽ tan thành mây khói. Trong Thị Hoang Thế Giới không có hai chữ nhân từ, bởi vì hiện tại Thị Hoang Thế Giới không có người bình thường đi vào. Chỉ có hai loại người mới có thể tiến vào Thị Hoang Thế Giới, loại thứ nhất là những người ưa thích thô bạo, ưa thích huyết tinh cực đoan, chỉ có bọn họ mới tiến vào trong Thị Hoang Thế Giới. Loại thứ hai, cũng chiếm cứ 99% nhân số trong Thị Hoang Thế Giới, đều là người đại gian đại ác,
những người này không hề nghi ngờ đều đắc tội thế lực lớn, đại gia tộc, bị ép rơi vào đường cùng mới chạy trốn tới thị hoang thế giới. Đến phá giới cảnh, thậm chí là cấp độ hậu thiên đều có tuổi thọ rất dài, không qua bao nhiêu năm, người chạy tới thị hoang thế giới đã nhiều vô số kể, nghe nói nhân khẩu chết quá lớn nhưng không giảm bớt bao nhiêu, điều này cũng tạo nên cảnh phồn vinh đặc biệt của thị hoang thế giới. Về phần những người chạy trốn tới thị hoang thế giới, đến thị hoang thế giới rất nguy hiểm, nhưng thế lực và gia tộc bên ngoài không dám đuổi theo vào đây, bởi vì trong thị hoang thế giới này, tất cả thế lực lớn và gia tộc trong vô minh tiểu thiên thế giới đều không dám dễ dàng đi vào nơi này. Tiến vào thị hoang thế giới hơn phân nửa đều bị người thế lực lớn, đại gia tộc bức bách, bởi vậy một khi người của các thế lực này đi vào sẽ bị tất cả mọi người vây công, người trong thị hoang thế giới đều là kẻ dã man và tâm ngoan thủ lạt. Cho dù người trong thị hoang thế giới tu vị không cao, nhưng tuyệt đối đều là tồn tại đỉnh cấp trong đồng cấp. Đỉnh cấp này không phải thực lực mạnh nhất, mà là thủ đoạn giết người mạnh nhất, người đến thị hoang thế giới đều sống trong đầu đao lưỡi kiếm, không có chút thủ đoạn là không sống được. Cho nên một khi người bị thế lực lớn, đại gia tộc truy nã không thể sống nổi ở bên ngoài, đều chạy trốn tới thị hoang thế giới, một khi tiến vào thị hoang thế giới, người tất cả thế lực này sẽ không theo vào. Nghe nói thậm chí trong trung thiên thế giới, người bị ép rơi vào đường cùng cũng chạy trốn vào trong thị hoang thế giới. Nhưng mà người chạy vào thị hoang thế giới cũng không dễ dàng, thậm chí cũng không dám đi ra, bởi vì thị hoang thế giới rất đặc thù, người bên trong đều bị các thế lực lớn trong trung thiên thế giới, đại thế giới truy nã. Bởi vậy trùng động kết nối thị hoang thế giới với vô minh tiểu thiên thế giới đều có người các thế lực, gia tộc bố trí tai mắt trong vạn thiên liên minh, chỉ cần có người vừa ra khỏi thị hoang thế giới sẽ bị đuổi giết. Có thể tưởng tượng, đám nhân vật hung ác đều tập trung vào thị hoang thế giới, trong đó xảy ra chuyện gì cũng có thể nghĩ. Thị hoang thế giới, đây là thế giới ngục giam. Lục Lâm Thiên nghe Kim Viên giới thiệu về thị hoang thế giới, ánh mắt của hắn mang theo thần sắc ngưng trọng, lúc này ánh mắt lập lòe, thị hoang thế giới chính là nơi hỗn loạn, hết lần này tới lần khác lại rất thích hợp với mình. Cũng có thể nói như vậy, thị hoang thế giới chính là ngục giam sống, hội tụ không phải người bình thường, cũng có không ít cường giả, mỗi người đi vào thị hoang thế giới đều sống trong áp lực lớn, cho nên tính cách cũng sinh ra biến hóa, đều rất khát máu và giết chóc, thậm chí có người tính cách vặn vẹo. Kim Viên nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, khó trách Kỳ lão nói mình phải sống trong đó 20 năm, thị hoang thế giới này tràn ngập giết chóc và huyết tinh, thực lực không đủ sẽ không tồn tại được. Lâm Thiên huynh đệ, sau khi đến thị hoang thế giới ngươi phải cẩn thận. Kim Viên nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không nói gì, trong nội tâm không sợ hãi mà còn có vẻ chờ mong, nơi như vậy rất thích hợp với mình, thị hoang thế giới còn hỗn loạn hơn cổ vực trên đại lục linh vũ rất nhiều, chính mình người mang hỗn độn âm dương quyết, nơi càng hỗn loạn càng thích hợp với mình, cũng chỉ có nơi như vậy mới giúp mình trưởng thành rất nhanh. Đến thời điểm này, Lục Lâm Thiên mới biết được dụng ý Kỳ lão bảo chính mình tiến vào thị hoang thế giới, tuy nói sống trong thị hoang thế giới là đủ, trên thực tế là muốn mình tôi luyện trong huyết tinh của thị hoang thế giới trong 20 năm. Đi ra khỏi trùng động từ vô minh tiểu thiên thế giới đến thị hoang thế giới chỉ mất nửa canh giờ, hai người vừa ra khỏi trùng động là khí tức hoang vu, mờ mịt bao phủ tầm mắt, trong không khí còn có mùi huyết tinh nhàn nhạt. Lúc này, vào đêm khuya, màn đêm bao phủ, trăng sáng trên cao. Bên ngoài trùng động là những kiến trúc mơ hồ, có thể nhìn ra ban ngày phồn hoa, chỉ là ban đêm không như thế giới bên ngoài, trong đại thành vô cùng náo nhiệt, ở nơi này lại có vài phần tiêu điều, chỉ có vài thân ảnh lẻ tẻ đi trên đường phố. Tất cả mọi người đều là top 5 top 3 đi với nhau, khó có thể nhìn thấy người đi một mình, thần sắc bọn họ căng cứng, không dám chủ quan. Lâm Thiên huynh đệ, đây là thị hoang thế giới, chúng ta đang đứng ở cửa vào. Diện tích của thị hoang thế giới không hề thua kém vạn cổ thế giới. Kim Viên nói, năng lượng thiên địa dường như hơi yếu. Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, vừa vào thị hoang thế giới. Lục Lâm Thiên lập tức phát hiện năng lượng thiên địa trong thị hoang thế giới bạc nhược yếu kém, cho dù là tiểu thế giới như vạn cổ thế giới, nhưng năng lượng của nó kém xa vạn cổ thế giới. Năng lượng thiên địa không nồng đậm, bất luận người đột phá tu vị nào cũng rất khó khăn, có người cả đời cũng không cách nào đột phá. Mà năng lượng thiên địa yếu kém thế này, độ khó đột phá có thể nghĩ. Trong thị hoang thế giới, nghe nói thật lâu trước đây, năng lượng thiên địa rất yếu, bên trong đại bộ phận các nơi đều cằn cỗi hoang vu, thị hoang thế giới không có bao nhiêu thế lực suy nghĩ,
không nói tới người trong thị hoang thế giới cũng không phải dễ trêu chọc, cho dù tổn thất thảm trọng đạt được thị hoang thế giới cũng không có công dụng gì, bởi vậy cũng không có bao nhiêu người đánh chủ ý vào thị hoang thế giới, cũng chỉ mặc kệ thị hoang thế giới tồn tại mà thôi. Kim Viên tìm hiểu không ít về thị hoang thế giới, cho nên hắn vẫn hiểu rõ lịch sử của nơi này. Thật sự là ngục giam sống. Lục Lâm Thiên thở dài, thị hoang thế giới với người bình thường chính là ác mộng, nhưng người bình thường sẽ không chọn thị hoang thế giới, bởi vì tăng tiến tu vị quá khó khăn, sống trong nơi này thời gian dài, tính cách chắc chắn đại biến. Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta cần tìm nơi đặt chân mới được. Kim Viên nhìn qua chung quanh, nói với Lục Lâm Thiên. Cứu mạng, hai vị đại nhân phía trước cứu mạng. Kim Viên vừa dứt lời, phía trước có thân ảnh lao tới như sao băng, chỉ qua mấy hô hấp đã tới gần Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên, đây là thanh niên chừng 26-27 tuổi, thân hình đơn bạc, cũng không cao, hắn mặc áo ngắn sát người, thân thể gầy gò nhưng ánh mắt sáng ngời. Còn muốn chạy trốn trước mặt chúng ta, tìm chết. Cùng một thời gian, khi thanh niên vừa đáp xuống, hai đạo thân ảnh khác một trước một sau lao tới, vừa lúc phong tỏa thanh niên này vào giữa. Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên hai người tự dưng cũng bị kẹp vào giữa. Hai người tới tuổi chừng 50, sắc mặt âm trầm, khí tức lăng lệ, khí tức chấn động rất mạnh, đều là cường giả phá giới cảnh sơ giai, mà thanh niên chỉ có tu vị hậu thiên cửu cấp, tương đương võ đế cửu trọng mà thôi, so sánh với phá giới cảnh chẳng đáng là gì, bởi vì không đáng so sánh. Nơi này không có chuyện của các ngươi, đừng có quản. Một lão giả nhìn qua Lục Lâm Thiên và Kim Viên. Khí tức Lục Lâm Thiên người ngoài nhìn không ra, mà khí tức Kim Viên cũng cực kỳ ẩn nấp, trong thị hoang thế giới, bạo lộ thực lực không phải chuyện tốt. Nhưng cho dù Kim Viên ẩn nấp khí tức, nhưng mà trong lúc vô hình vẫn làm người ta cảm thấy áp lực, bởi vậy lão giả kia cũng khách khí một chút. Chúng ta đi. Loại tình huống này Lục Lâm Thiên cũng không phải sợ phiền phức, mà là không cần phải tham gia vào, bởi vì không liên quan tới mình, không cần phải trộn rộn vào, bởi vậy ý bảo Kim Viên rời đi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Kim Viên hai người rời đi, thanh niên kia không cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt lóe lên, nhìn Lục Lâm Thiên và Kim Viên rồi nói. Hai vị đại nhân cứu ta, chỉ cần cứu ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết một đại bí mật, có được bảo vật, chỉ có ta mới biết tung tích. Bảo vật. Nghe hai chữ này, Lục Lâm Thiên vừa định rời đi đã dừng bước lại, lập tức quay người nhìn qua thanh niên kia, nói. Tới đây, ta mang ngươi đi. Thanh niên vui vẻ, lập tức đi qua chỗ Lục Lâm Thiên. Muốn chết, thì huyết giáo làm việc cũng dám nhúng tay, đi chết đi. Ánh mắt lão giả phía sau sinh ra sát ý, trường bào run lên, nguyên lực bạo phát, không gian chung quanh sinh ra gợn sóng không gian, một cước đập mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Xuy, trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh lão giả lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, không gian cũng cứng lại. Một dấu móng tay như quỷ chảo tràn ngập hỏa diễm tí tí và không gian vặn vẹo như đánh thẳng vào đỉnh đầu Lục Lâm Thiên, ra tay lăng lệ đến cực điểm, không khách khí, hoàn toàn là sát chiêu. Nhưng thời điểm một chảo này sắp đánh thẳng vào đỉnh đầu của mình, Lục Lâm Thiên không có hành động, cũng không làm ra động tĩnh gì, vào thời điểm một chảo sắp chạm vào đỉnh đầu thì Lục Lâm Thiên mới động, hắn ra tay với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp xuyên thấu qua quỷ trảo của lão giả, một tay như bôn lôi đánh vào bả vai lão giả trước mặt. Răng rắc, một trảo đánh xuống, âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền ra liên tục, chỉ thấy cánh tay của lão giả này bị xé rách, máu tươi bắn ra tung tóe. A hát, lão giả đau đớn kịch liệt, hắn kêu thảm thiết, ngay cả thân thể cũng bị cấm chế. Tiểu tử, người thị huyết giáo cũng dám động, người chờ đó cho ta. Lão giả khác nhìn thấy thế, ánh mắt hoảng hốt. Ở trong thị hoang thế giới này, hắn tự nhiên biết rõ mình nên làm gì, lập tức bỏ trốn mất dạng. Lưu lại đi. Tiếng nói lạnh nhạt truyền ra, lập tức thân ảnh áo xanh dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt hắn, đánh ra một quyền vào lồng ngực lão giả. Phụt. Trúng một quyền này, thân thể lão giả nện thẳng vào mặt đất. Mặt đất rung động rất mạnh, từng khe hở lan tràn trên mặt đất, lão giả này không biết bị cấm chế lúc nào. Thân thể hai người không thể nhúc nhích, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, hai cường giả phá giới cảnh sơ giai bị cấm chế hành động, chuyện này so với giết họ còn khó hơn nhiều, đủ để chứng minh thực lực người ra tay mạnh hơn hai phá giới cảnh sơ giai quá nhiều. Ánh mắt thanh niên ngạc nhiên, hắn cũng không có biện pháp mới tìm hai người này trợ giúp, trước đó cũng không biết tu vị thực lực của hai người, lúc này nhìn thấy chuyện diễn ra trước mặt, lập tức ngạc nhiên.
Suy suy. Lục Lâm Thiên lập tức thu hai lão giả phá giới cảnh sơ giai lại. Kim Viên vẫn không ra tay, hắn đã sớm nhận ra tu vị phá giới cảnh sơ giai của hai lão giả không phải đối thủ của Lục Lâm Thiên, nhưng lúc này ánh mắt lại biến hóa, hắn có thể cảm giác được, vào trong thị hoang thế giới này, trên người Lục Lâm Thiên đột nhiên sinh ra khí tức khác biệt. Bảo vật gì, người có thể nói được rồi đấy. Lục Lâm Thiên cấm chế hai tên cường giả phá giới cảnh sơ giai vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, thân ảnh vượt qua không gian xuất hiện trước mặt thanh niên kia, lạnh nhạt hỏi. Chúng ta rời khỏi đây trước, người giết người thì huyết giáo, bọn họ có rất nhiều người ở gần đây, chúng ta nên rời đi trước tiên. Thanh niên khôi phục tinh thần, sắc mặt lập tức biến hóa, nói với Lục Lâm Thiên nói. Siêu siêu. Một lát sau, trên đường phố có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống trước vũng máu chưa khô, ánh mắt vô cùng âm trầm. Trong đó có đại hán ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay điểm vào máu tươi, lập tức thè lưỡi ra liếm, nói. Là máu của U Trảo lão quỷ, còn chưa qua bao lâu cả. Tìm cho ta, nhất định phải tìm cho ra tiểu tử dám đỡ Upsilon.ng vào người thị huyết giáo chúng ta. Bao nhiêu năm qua không người nào dám chọc vào thị huyết giáo, lúc này nhất định phải chơi đùa thật tốt. Một lão giả nói ra, trên người tỏa ra khí tức huyết sát nồng đậm. Sáng sớm, trong sơn mạch có sương mù mờ mịt bốc lên, trong rừng cây vẫn còn nhiễm những giọt sương sớm. Chúng từ từ chảy ra, chắp vá thành âm phù mỹ diệu. Ba thân ảnh xuất hiện trong rừng cây, đám người Lục Lâm Thiên, Kim Viên và thanh niên kia đi suốt đêm tới đây. Hiện tại ngươi có thể nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn thanh niên, nói một câu. Cái này. Thanh niên hơi do dự, ánh mắt lập lòe. Không muốn nói chuyện không có sao, chặt cụt một tay trước, ta có thời gian. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, trong mắt mang theo hàn ý. Phất tay hóa trảo thành trường, một trường đánh vào vai thanh niên. Đại nhân tha mạng, ta nói. Ánh mắt thanh niên kinh hãi, nam tử áo bào xanh trước mặt làm hắn rung động rất lớn, hắn hiểu rõ nam tử này không dễ chọc, người này ra tay độc ác, động thủ gọn gàng, hắn dám có dị tâm chắc chắn sẽ có kết cục giống người thị huyết giáo. Sau khi ta nói xong, ta sẽ tìm tòi linh hồn của ngươi, một khi ngươi nói dối câu nào, ta sẽ làm người sống không bằng chết. Hoan nghênh ngươi khiêu chiến lời nói của ta. Lục Lâm Thiên thu tay lại, nói với thanh niên một câu. Ta nói thật, tuyệt đối nói thật, nhưng vì tin tức này ta suýt nữa không còn mạng, cho nên ta hy vọng hai vị đại nhân đến lúc đó đạt được bảo vật, có thể tùy tiện phân cho ta một ít chỗ tốt, ta cũng là người dẫn đường, ta có thể trợ giúp hai vị. Thanh niên cắn răng nói ra. Ngươi có thể nói, ta sẽ xem xét, ngươi không có tư cách mặc cả. Lục Lâm Thiên đạm mạc nói. Ánh mắt thanh niên lóe lên, khẽ cắn môi, nói. Ta là người vùng này, là lỗ tai đen nổi danh, 3 tháng trước ta vô tình nhận được tin tức, có một người phát hiện trong hiểm cánh có nơi năng lượng trùng thiên, tuyệt đối có bảo vật tồn tại, chỉ tiếc người phát hiện gặp nguy hiểm, sau khi dốc sức liều mạng chạy về và truyền tin tức này xong đã chết, bên trong có cái gì cũng không nói được, mà người chạy ra lại là người thị huyết giáo. Người biết tin tức này chỉ có mình ta. Sau khi người thị huyết giáo chạy ra thì gặp ta, nói là muốn ta mang tin tức nói cho người thị huyết giáo sẽ trả thù lao thật lớn. Nhưng sau khi ta nói tin tức cho người thị huyết giáo sợ ta nói ra, muốn giết ta diệt khẩu, ta hao hết không ít công phu mới thoát ra, sau đó gặp được các ngươi. Thanh niên nói xong, mắt nhìn Lục Lâm Thiên và Kim Viên hai người, ánh mắt chấn động, cũng có đề phòng, dường như sợ hai người sẽ giống như thị huyết giáo, muốn giết hắn diệt khẩu. Dù sao tin tức về bảo vật, người biết rõ càng ít càng tốt. Đó là nơi nào? Lục Lâm Thiên hỏi thanh niên. Trong sơn mạch huyết đô, ta rất quen thuộc nơi đó, chúng ta làm lỗ tai đen nhiều năm, rất quen thuộc địa hình các nơi, cũng quen rất nhiều người, biết rõ rất nhiều chuyện, người dẫn ta đi, ta có thể giúp các ngươi. Sau khi đạt được bảo vật, các ngươi tùy tiện phân cho ta chút chỗ tốt là được rồi, thực lực của ta rất thấp, đối với các ngươi không có bất kỳ uy hiếp nào. Thanh niên nói với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, hắn cũng biết một ít việc về lỗ tai đen, Kim Viên cũng đề cập tới, đó là một đám người chuyên tìm kiếm tin tức, buôn bán tin tức, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm. Trong thế giới như thị hoang thế giới này, bởi vì một ít chuyện kỳ lạ, người mỗi một thế lực đều tìm kiếm lỗ tai đen tương trợ, cho nên nói như vậy, tất cả mọi cũng không cố ý đi tìm lỗ tai đen, thậm chí là còn có thể cho chút ít chỗ tốt. Hy vọng lần sau đạt được tin tức hữu dụng. Lâm Thiên huynh đệ,
người này nói chuyện, người cảm thấy là thật hay giả? Kim Viên nói nhỏ. Thật, ta nói là thật, ta có thể mang các người đi, sơn mạch huyết đô rất lớn, có ta dẫn đường, các người đi nhanh hơn rất nhiều, huống chi nơi phát hiện bảo vật chỉ có mình ta biết rõ, ta đã sớm dự phòng chuyện thị huyết giáo sẽ giết ta, cho nên ta giấu, nói cho bọn họ biết một nơi giả trong sơn mạch huyết đô, nơi đó chỉ có mình ta biết. Thanh niên nuốt nước bọt một lát, hắn sợ bị giết người diệt khẩu, vội vàng nói. Nhưng mà dùng thủ đoạn của thị huyết giáo sợ rằng đã sớm tìm ra rồi, nhưng nếu hiện tại chúng ta xuất phát, nhất định có thể đuổi tới trước bọn chúng, tin tưởng ta, chỉ có ta biết rõ nơi đó, ta thề không lừa các ngươi, chỉ cần các ngươi cuối cùng tùy tiện chia một ít chỗ tốt cho ta là tốt rồi, thực lực của ta không cao, cho nên ta cũng không tham lam, ta chỉ muốn mình sống lâu một chút mà thôi. Vừa dứt lời, Thanh Niên nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên, hắn là người thông minh. Hắn biết rõ mình nên làm thế nào mới sống được, bằng không dùng thực lực của hắn tại thị hoang thế giới đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.